Đây cũng là hắn ở tu chân giới thời điểm, lại nói tiếp căn bản không có nhận lấy qua thực chất tình ý nghĩa thượng nhân tộc tu luyện giả vì người hầu nguyên nhân. Đương nhiên trung thành nhân tộc người hầu không có, nhưng hắn lại nhận lấy quá yêu tộc. Đây là hắn duy nhất kiêu ngạo địa phương. Nhưng trái lại giảng, tưởng tử hoàng từ yêu tộc thủ hạ, như cũ là hắn vận dụng sinh mệnh chi thủy mới khống chế thủ hạ. Bực này thủ hạ nói đến cùng là dùng không quang minh thủ đoạn, mà không phải dùng nhân cách mị lực hấp dẫn. Hắn biết chân chính trung thành người hầu, đó là yêu cầu người người cách mị lực mới có thể hấp dẫn mà đến. Đối với nhân cách mị lực là thứ gì, Dương Nghị Vân trước kia lễ tiết phi thường mơ hồ. Không đủ từ tán tiên đảo đụng tới lục nhĩ mi hầu lúc sau, hắn lại là đã hiểu một ít. Ở hắn xem ra lục nhĩ mi hầu cái loại này tính cách chính là một cái dùng có nhân cách mị lực yêu. Dù sao hắn trong lòng cũng nghĩ đến, khi nào nhất định phải dựa vào chi thân nhân cách mị lực thủ hạ mấy cái trung thành người theo đuổi. Giống lão mộ cùng A Thiện loại này là được. Nhưng Dương Nghị Vân cũng biết, loại sự tình này yêu cầu chính là cơ duyên, cưỡng cầu không tới. Lúc sau lộ tuy rằng chậm một chút, nhưng lại đi còn tính thuận lợi, dọc theo đường đi thấy được rất nhiều vết máu, còn có thi thể, đều là tiên nhân thi thể. Có chút từ miệng vết thương xem, là bị người giết chết, có chút là bị lợi chảo giết chết, không cần hỏi chính là hung thú xử lý. Chẳng qua thấy được rất nhiều nhân tộc tiên nhân thi thể, nhưng không có nhìn đến hung thú thi thể. Điểm này dựa theo Đỗ Kiệt Bân nói chuyện, hung thú toàn thân là bảo, bị giết hung thú thi thể, tự nhiên bị người thu. Từ một đường đi tới chiến đấu trường hợp có thể thấy được, chém giết phi thường kịch liệt. Trung quy vẫn là có tiên nhân xông qua đi, tiến vào Đại La Tiên Phủ chỗ sâu trong. So sánh với hung thú số lượng, hôm nay tiến vào tiên nhân vài ngàn, càng thêm chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng là tiên nhân thắng mặt đại. Đây cũng là bình thường, bởi vì ở tiên giới bản thân chính là tiên nhân chủ đạo. Rốt cuộc ra tới. Trong tầm mắt ánh sáng đại lượng. Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân nghe được phía trước lão mộ nói chuyện. Trong tầm mắt đích xác, bọn họ thấy được một cái sơn cốc. Một cái xanh tươi tốt, ngũ thải tân phân sinh cơ bừng bừng sơn cốc, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, xem khởi rất lớn. Nơi này chính là Đại La Tiên Phủ nội môn, Vân Tử từ giờ trở đi hết thảy phải cẩn thận, ở tiên giới càng là nhìn qua yên lặng an tường hoàn cảnh, thường thường càng là tràn ngập nguy cơ. Đỗ Kiệt Bân nghiêm túc đối Dương Nghị Vân nói. Dương Nghị Vân gật đầu, ta đã biết, lão Đỗ chúng ta hiện tại đi chỗ nào. Bọn họ ra tới vị trí là từ một ngọn núi thể dưới chân ra tới, mà này trước mắt xuất hiện sơn cốc tắc thực rộng lớn, bất quá chỉnh thể tới nói là hình chữ nhật, trình nam bắc tình thế. Hoặc là hướng phía nam đi, hoặc là hướng phía bắc đi. Đỗ Kiệt Bân nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn về phía lão mộ đạo, lão mộ ngươi nói đi, không cần đối Vân Tử có che giấu, ta nếu nhận hạ hắn cái này bằng hữu, liền sẽ không đối chính mình bằng hữu giấu giếm cái gì, cũng làm Vân Tử chính mình làm quyết định. Dương Nghị Vân nghe Đỗ Kiệt Bân nói chuyện, trong ánh mắt sáng rọi chợt lóe, nghe ý tứ quả nhiên chính mình đoán đúng rồi, Đỗ Kiệt Bân mang theo lão mộ cùng A Thiện tiến đến Đại La Tiên Phủ, thật là có mục đích. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng Đỗ Kiệt Bân giờ phút này có thể thẳng thắn thành khẩn nói ra lời này, Dương Nghị Vân liền biết cái này bằng hữu hắn không bạch giao. Chỉ thấy lão mộ nhìn về phía Đỗ Kiệt Bân, muốn nói lại thôi. Dương Nghị Vân mở miệng nói, lão Đỗ không cần khó xử, không thể nói đừng nói, ta có thể lý giải. Lão mộ nói đi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, xảy ra chuyện ta phụ trách. Đỗ Kiệt Bân đối lão mộ trầm giọng lên. Ngay sau đó Đỗ Kiệt Bân lần thứ hai nhìn về phía Dương Nghị Vân xin lỗi cười nói, Vân Tử đừng để ý, chúng ta tiến đến Đại La Tiên Phủ đích xác có nhằm vào mục đích, nhưng là cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Chuyện này là ta phụ thân lãnh lúc đi công đạo lão mộ, chính là ta cũng không biết cụ thể là cái gì, ta phụ thân chỉ nói đến Đại La Tiên Phủ hỏi lão mộ liền hảo, cho nên ta phía trước cũng không có nói cho ngươi. Không đối ta giảng thuật, Dương Nghị Vân nhìn lão mộ mặt có khó xử vội vàng dừng tay. Nhưng lại bị Đỗ Kiệt Bân giơ tay ngăn lại, lại lần nữa nhìn về phía lão mộ. Lúc này lão mộ vội vàng mở miệng nói, thiếu chủ cũng không phải không thể nói, chỉ là lão chủ nhân trước khi đi thời điểm dặn dò quá, không thể có người ngoài ở đây. Bất quá nếu Dương huynh đệ là cứu thiếu chủ một mạng người, cũng là thiếu chủ nhận định bằng hữu, vậy xem như người một nhà, lão hủ nói cũng không xem như vi phạm lão chủ nhân nói. Kỳ thật chúng ta lần này tiến vào là bôn Đại La Tiên Phủ giống nhau chí bảo mà đến. Chúng ta đại thanh thế giới tiên gia môn phái đều biết, nơi đây Đại La Tiên Phủ chủ nhân,
nghe đồn tại thượng cổ thời đại, chính là một người xuất sắc luyện đan đại sư. Nghe nói hắn luyện chế quá một loại tên là Mỹ Kim Thật Nói Đan Tiên Đan, hỗn nguyên dưới bất luận cái gì cảnh giới dùng đều có thể tăng lên tu vi. Thiên tiên dùng một viên Mỹ Kim Thật Nói Tiên Đan, nhưng trực tiếp bước vào chân tiên chi cảnh, liền nhảy tứ giai, chân tiên dùng liền nhảy ba cái tiểu cảnh giới, kim tiên dùng nhảy hai cái tiểu cảnh giới, đại la dùng nhảy một cái tiểu cảnh giới. Này chờ tiên đan đã từng tại thượng cổ thời đại hỗn động nhất thời, chẳng qua sau lại vị nào luyện đan đại sư bị đồng hành đan sư ám toán, thân chết không rõ. Bất quá hắn tiên phủ không có người biết, biết mấy vạn năm trước mới có người trong lúc vô ý phát hiện nơi này. Nhưng là có thể biết được chủ nhân nơi này là đại niên luyện đan tiên sư cực nhỏ. Cũng liền chúng ta đại thanh thế giới 10 thế lực lớn. Nhưng biết là một chuyện, có thể tưởng tượng từ tiên phủ tìm được Mỹ Kim Thật Nói Đan nhưng không dễ dàng. Vạn năm tiền 10 thế lực lớn cộng đồng tổ chức người lang bạt tiên phủ, lúc này mới phát hiện một khối tấm bia đá, biết được có nơi đây chủ nhân để lại ý kiến luyện đan mật thất, nội có Mỹ Kim Thật Nói Tiên Đan sự. Nhưng cụ thể vị trí ở địa phương nào ai cũng không biết, đại gia chỉ biết nơi này có Mỹ Kim Thật Nói Tiên Đan. Đương nhiên trọng điểm là đan phương, có tiên đan, mật thất tự nhiên liền có đan phương, đây mới là trọng điểm. Nếu là có thể được đến Mỹ Kim Thật Nói Đan đan phương, chúng ta Thái Thanh Tiên Môn đã có thể xưng là đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh một phương tiên vực, ở toàn bộ tiên vực đều có thể xưng là một phương tiên môn thế lực. Ngày sau thiếu chủ ngài tiếp thu Thái Thanh Tiên Môn, chắc chắn xưng là một phương đại tiên chủ. Lão chủ nhân vẫn luôn ở phái người điều ti a nơi đây tiên phủ luyện đan mật thất nơi, liền ở thượng một lần ngàn năm trước ta cùng A Thiện tiến vào, được đến một ít mảnh nhỏ tin tức, sau khi ra ngoài nghiên cứu ngàn năm. Rốt cuộc có thể xác định, nơi đây tiên phủ luyện đan mật thất nơi. Cho nên lần này lão chủ nhân làm thiếu chủ tự mình rời núi mà đến, nếu không phải đại la tiên phủ có hạn chế chỉ có thể thiên tiên cấp bậc tiến vào, lão chủ nhân sẽ tự mình ra tay. Lão mộ một hơi nói xong, nhìn về phía Đỗ Kiệt Bân, ngay sau đó nhìn Dương Nghị Vân, ý tứ là hiện tại nói ra sau, Dương Nghị Vân yêu cầu hoàn toàn cột vào chiến xa thượng. Mỹ Kim Thật Nói Đan sự tình quan Thái Thanh Tiên Môn tương lai. Không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Thái Thanh Tiên Môn tốn thời gian mấy ngàn năm lâu, ở chỗ này đáp thượng không biết nhiều ít đệ tử tánh mạng, rốt cuộc xác định luyện đan mật thất nơi. Đỗ Kiệt Bân ngây ngẩn cả người, há to miệng, hắn tự nhiên biết nếu là có bực này đan phương nơi tay, đối bọn họ Thái Thanh Tiên Môn tới nói, ý nghĩa cái gì? Liền tính là Dương Nghị Vân giờ phút này cũng nội tâm ở quay cuồng. Không nói đến lão mộ lời nói thật giả. Bả vai Sơn ngồi xổm ngủ gật thần ma điểu cư nhiên mở miệng cho hắn truyền âm, nói cho hắn một ít việc. Tiểu tử Mỹ Kim Thật Nói Tiên Đan, xuất từ thượng cổ luyện đan giới quỷ tài tề diệu thật tay, hắn Mỹ Kim Thật Nói Đan đích xác bất phàm, ít nhất ở đại la dưới mấy cái cảnh giới chung ảnh hưởng rất lớn, là bị ký lục ở tiên đan sử sách phía trên người. Đương nhiên trọng điểm là đan phương, tiểu tử ngươi muốn tăng lên tu vi thực lực, đây là một cái thực tốt cơ hội, nắm chắc được a. Thần ma điều truyền âm trực tiếp ở Dương Nghị Vân trong óc vang lên. Dương Nghị Vân ngây người, cư nhiên liền thần ma điều đều biết Mỹ Kim Thật Nói Đan, xem ra thật là nổi danh đường tiên đan. Hiện tại nói này đó hơi sớm, không nghe thấy là Thái Thanh Tiên Môn người tốn thời gian hơn 1.000 năm mới phát hiện sao, xác định luyện đan mật thất không đại biểu là có thể tìm được tiên đan cùng đan phương không phải. Dương Nghị Vân truyền âm cùng thần ma điều nói chuyện. Lúc này Đỗ Kiệt Bân mở miệng đối Dương Nghị Vân nói. Vân tử ngươi cũng nghe thấy là chuyện như thế nào đi. Kế tiếp muốn đối mặt địa phương rất nguy hiểm, ngươi suy xét một chút muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi trước, ngươi yên tâm, nếu là cùng nhau, bằng hữu về bằng hữu, ta cũng tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nếu là thật có thể tìm được luyện đan mật thất, có điều thu hoạch, sẽ có ngươi một phần. Đỗ Kiệt Bân ý tứ thực minh bạch, nếu là đi theo bọn họ cùng đi tìm kiếm luyện đan mật thất, khẳng định sẽ có nguy hiểm, cho nên nói ra lợi và hại, làm Dương Nghị Vân chính mình lựa chọn. Mà đối với Dương Nghị Vân tới nói, Mỹ Kim Thật Nói Đan dụ hoặc đích xác rất lớn, đương nhiên hắn đồng dạng càng coi trọng chính là đan phương, nếu là Đỗ Kiệt Bân thật có thể tìm được tiên phủ luyện đan mật thất, tìm được đan phương nói, tin tưởng là có thể cho hắn xem một cái. Nghĩ đến đây sau Dương Nghị Vân cười mở miệng nói, nếu đều tới tiến vào Đại La Tiên Phủ, ta rất vui lòng bồi ngươi đi xông vào một lần. Đỗ Kiệt Bân nhếch miệng cười, hảo, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, ha ha, đi chúng ta đi xông vào một lần. Ở Đỗ Kiệt Bân hiện tại xem ra, Dương Nghị Vân thủ đoạn bất phàm, nếu là có hắn cùng nhau nói, đối bọn họ ba cái tới nói chính là một phần lực lượng.
Thực may mắn hắn ở Đại La Tiên Phủ ở ngoài giúp Dương Nghị Vân xuất đầu dỗi Đại Vũ Tiên Môn Tào gia huynh đệ, vốn dĩ chính là vì ghê tởm một chút Đại Vũ Tiên Môn người, thuận tiện cấp Dương Nghị Vân xuất đầu, lại là không nghĩ tới hắn kết giao hạ chính là cái cao thủ. Còn có thể tại nguy cơ thời điểm cứu hắn một mạng, này đã xem như hắn lần này ra tới lớn nhất thu hoạch. Kỳ thật biết Đại La Tiên Phủ bí mật này không ngừng là bọn họ Thái Thanh Tiên Môn một nhà, Đại Thanh thế giới 10 thế lực lớn đều biết. Nhưng có thể tìm được luyện đan mật thất thế lực, Đỗ Kiệt Bân đánh giá trước mắt chính là bọn họ Thái Thanh Môn một phương. Cho nên lần này ra tới nhà hắn trưởng bối cũng không có an bài quá nhiều người tiến đến, chỉ làm hắn mang theo lão mộ cùng A Thiện, này hai cái cũng thiên tiên đại viên mãn tu vi, càng là biết bí mật cũng đã tới Đại La Tiên Phủ không ngừng một lần người. Bất quá trải qua xích diễm hắc xà một trận chiến, Đỗ Kiệt Bân vẫn là cảm thấy bọn họ đội ngũ có chút đơn bạc, hiện tại có thể thêm một cái Dương Nghị Vân. Mới là tốt nhất bất quá. Hơn nữa từ chi giác đi lên nói, hắn cảm giác Dương Nghị Vân là đáng tín nhiệm người, mấu chốt nhất một chút là, Dương Nghị Vân có thủ đoạn, này đối với kế tiếp muốn tìm kiếm luyện đan mật thất là có chỗ lợi. Đỗ Kiệt Bân cùng lão mộ A Thiện ba người tuy rằng đối luyện đan mật thất vị trí có thể xác định, nhưng là tưởng đi vào bọn họ biết tất nhiên là có khó khăn. Cho nên lúc này nhiều Dương Nghị Vân chính là nhiều một phần lực lượng, là chuyện tốt. Bốn người xác định hảo lúc sau. Lão mộ đơn giản giảng giải một ít về tiên phủ nơi yêu cầu đại gia lại chú ý hoặc là yêu cầu phòng bị có khả năng xuất hiện nguy hiểm địa phương từ từ, lúc sau bắt đầu hướng về mục đích địa mà đi. Sơn cốc lộ đối với lão mộ cùng A Thiện tới nói rất quen thuộc, bọn họ đã không ngừng một lần đã tới nơi này. Đại La Tiên Phủ mỗi ngàn năm mở ra một lần, bọn họ phụng mệnh tiến vào quá ít nhất ba lần, rốt cuộc có thể đối với Đại La Tiên Phủ lớn nhất bí mật xác định xuống dưới. Lần này đối với tìm kiếm luyện đan mật thất, hoặc là Mỹ Kim thật nói đan phương là chí tại tất đắc. Sơn cốc rất lớn, bốn người xuyên qua một mảnh rừng cây, đến một cái bể rộng chừng hơn 30 mễ cửa sông trước. Đầu to lão mộ dừng lại nói, thiếu chủ, Dương huynh đệ, này con sông là chúng ta muốn quá nhất định phải đi qua chi lộ, nhưng lại có hạ yêu tồn tại, tương đối khó chơi, chờ một lát qua sông chúng ta đều phải tiểu tâm mới là. Lão mộ trước nói tình huống. Trong sông là cái gì hạ yêu, chính là hung thú. Đỗ Kiệt Bân hỏi. Kỳ thật so sánh với Dương Nghị Vân tới, Đỗ Kiệt Bân cũng là lần đầu tiên tiến đến, cũng không biết Đại La Tiên Phủ cụ thể tình huống, lại nói tiếp có chút phương diện, hắn so Dương Nghị Vân còn kém điểm, tỉ như nói kinh nghiệm chiến đấu thượng. Rất nhiều phương diện vẫn là giữa lão mộ cùng A Thiện. Nơi này hạ yêu là một loại hung thú loại cá, thủy con cá hung thú, chiều cao 1 mét có thừa, có răng nanh sắc bén, có độc. Bị cắn một ngụm cho dù là thiên tiên đại viên mãn, cũng muốn toàn thân chết lặng, hành động chậm chạp. Một khi rơi vào trong sông, sẽ có đại phiền toái, cho nên chúng ta qua sông thời điểm cần thiết một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm qua đi. Này trong sông hung thú yêu cá cũng không biết một cái, là kết bè kết đội bầy cá. Lão mộ nghiêm túc nói. Các ngươi đã tới vài lần, đều nói như thế nào qua sông. Chúng ta trực tiếp phi hành qua đi còn không phải là. Đỗ Kiệt Bân nói. Thiếu chủ, muốn qua sông tự nhiên là muốn phi hành qua đi, bất quá cho dù là phi hành cũng là có hạn chế, khoảng cách mặt sông cao ước 3 mét nơi, trên không chính là vô hình pháp tắc lực lượng, có cường đại vô cùng hút xả lực lượng tồn tại, bị hút xả đi vào không chừng đi nơi nào. Dù sao Đại La Tiên Phủ có cổ trận pháp tồn tại, vẫn là rất nguy hiểm, cho nên chúng ta xuyên qua này hà thời điểm không thể vượt qua 3 mét, mà ở 3 mét cái này phạm vi tất nhiên sẽ đã chịu trong sông hung thú yêu cá công kích. Qua sông toàn lực mở ra phòng ngự, thừa nhận trụ hung thú cá công kích, bằng mau tốc độ qua sông, trăm triệu không thể dừng lại, chẳng sợ ăn mệt chút cũng không thể dừng lại, nếu là một khi bị quấn lên rơi vào trong sông kia mới là ác mộng. Lão mộ nói đến mặt sau càng ngày càng nghiêm túc. Được rồi lão mộ, người đừng nói như vậy nghiêm túc, thiếu chủ lần đầu tiên tiến đến, đừng bị ngươi lộng khẩn trương, này trong sông yêu cá tuy rằng hung hãn, nhưng đi thực lực tầm thường, phổ biến đều là thiên tiên sơ phẩm tồn tại, trung phẩm đều rất ít. Thượng phẩm tồn tại ta đã tới 3 lần đều không có gặp qua. Cho nên thiếu chủ cùng Dương huynh đệ cũng không thể so quá mức khẩn trương, đến lúc đó cứ việc thi triển thủ đoạn nhanh chóng qua sông đó là, không có gì ghê gớm, trong tình huống bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra, qua sông cũng chính là 10 tức thời gian mà thôi. Giờ phút này vẫn luôn đều rất ít nói chuyện A Thiện mở miệng nói chuyện. Lão mộ trừng mắt đến, khụ khụ, hảo ngươi cái A Thiện hủy đi ta đài A. Ta còn không phải hy vọng thiếu chủ cùng Dương Nghị Vân đề cao cảnh giác, không có gì bất ngờ xảy ra sao. Các ngươi hai cái được rồi,
ta cùng Dương Nghị Vân thực lực thật lại nói tiếp không nhất định liền so các ngươi kém, trước qua sông rồi nói sau, ha ha. Đỗ Kiệt Bân ha ha cười nói. Cũng là, không nói, ta nhưng thật ra thiếu chút nữa quên thiếu chủ ngài chân chính thủ đoạn, ha ha, lão quy củ, ta trước mở đường, thiếu chủ cùng Dương huynh đệ đuổi kịp, A Thiện áp sau, đi rồi. Lão Mộ nói xong lúc sau, bỗng nhiên nhảy, xoát một chút kề sát mặt sông bay vọt qua đi. Đỗ Kiệt Bân đối với Dương Nghị Vân nói, Vân tử chúng ta cũng đuổi kịp, người không thành vấn đề đi. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, không thành vấn đề. Khác hắn khả năng sốt ruột, nhưng là đối với ở có thủy địa phương, hắn chính là một chút đều không lo lắng. Bởi vì trong thân thể hắn có một viên thủy chi căn nguyên châu. Kia chính là năm đó hồi địa cầu thời điểm, ở thủy nguyên tiên đế tiên phủ chung được đến bảo vật, thật đánh thật tiên bảo. Có thủy chi căn nguyên châu trong người, hết thảy cùng thủy dính dáng ở trước mặt hắn, tưởng niết mà thành viên chính là viên, tưởng tạo thành phương chính là phương. Đừng nói này trong sông có thể so với sơ trung kỳ thiên tiên hung thú yêu cá tồn tại, chẳng sợ chính là tồn tại có thể so với đại viên mãn cấp bậc hung cá tồn tại, hắn cũng chút nào không lo lắng. Bất quá Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ nếu có thể bình an vượt qua đó là tốt nhất bất quá, tạm thời tới nói hắn còn không nghĩ bạo nộ chính mình trên người thủy chi căn nguyên châu. Tốt xấu là cái át chủ bài chi nhất không phải. Nhìn Đỗ Kiệt Bân cũng nhảy dựng lên, Dương Nghị Vân thân hình vừa động theo đi lên. Trên mặt sông, bọn họ bốn người đều mở ra toàn thân phòng ngự, dựa theo lão Mộ cách nói, mở ra phòng ngự thừa nhận bị trong sông yêu cá công kích, chỉ cần phòng ngự lực lượng có thể thừa nhận trụ 10 tức thời gian xem có thể qua sông, bọn họ là có thể an toàn. Ngắn ngủn 30 mét khoan mặt sông, 10 tức thời gian dán mặt sông phi hành mà qua, đích xác không thành vấn đề. Ngay từ đầu thực bình tĩnh, bốn người cũng không có làm ra đại động tĩnh tới, lặng lẽ qua sông tốt nhất. Nhưng là đương đến giữa sông ương thời điểm, trong giây lát bình tĩnh mặt sông rầm rầm như là thiêu khai thủy giống nhau sôi trào lên. Tê tê tê, từng tiếng như là xà minh giống nhau trầm thấp gầm rú vang lên. Dương Nghị Vân bốn người sắc mặt biến đổi, bọn họ thấy được trên mặt sông từng điều thật lớn màu xám cá lớn chạy ra khỏi mặt nước, mỗi một cái đều một mét chiều cao, mở ra tới miệng rộng. Lộ ra miệng đầy bén nhọn răng nanh, đối với bọn họ vọt đi lên. Đại gia không cần hoảng loạn, trực tiếp đi phía trước hướng, này đó yêu cá 10 tức trong vòng phá không khai chúng ta phòng ngự. Lão Mộ lớn tiếng nói chuyện, ngữ khí có vẻ thực chấn định. Ầm ầm ầm, từng tiếng nặng nề rung động vang lên, cùng với chính là kịch liệt chấn động. Yêu cá ở ngay lập tức chi gian đối với bọn họ bốn người khởi xướng công kích. Cũng may đại gia phòng ngự đều không tồi, ở thừa nhận trong phạm vi. Hơn nữa về phía trước phóng đi tay, cũng không phải đơn phương phòng ngự, bọn họ cũng ở ra tay công kích. Ầm ầm ầm, bốn người trở thành một cái tuyến, từng người ra tay công kích, đối mặt rậm rạp yêu cá công kích, bọn họ không có dừng lại, 6 tức thời gian lúc sau, đi qua 2/3 mặt sông. Tuy rằng lọt vào yêu cá công kích, nhưng chỉnh thể thượng còn tính thuận lợi. Thắng lợi đang nhìn, mắt thấy liền phải qua sông đến hà đối diện thời điểm, phía trước lão Mộ giống giận lên. Đồ vô sỉ ngươi dám. Ầm vang. Lão Mộ ở mắng chung, bị công kích, bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới. Lúc này Dương Nghị Vân ba người nhìn lại là đối diện có vẫn luôn tiên lực cự trưởng đối với bọn họ bốn người chụp đánh mà xuống. Cơ hồ là không hề dấu hiệu. Hiển nhiên ở hà bờ bên kia có người đối bọn họ phát động công kích. Lão Mộ phản kích dựng lên, bộc phát ra ầm vang thanh. Nhưng đối phương nếu là đánh lén âm bọn họ tự nhiên có chuẩn bị. Này chỉ cự trưởng chụp được ở phía trước lão Mộ không có hoàn toàn hóa giải. Giờ phút này trong sông yêu cá công kích bọn họ, hiện tại có là này trương cự trưởng chụp xuống dưới, thật sự là dậu đổ bìm leo. Vốn dĩ bọn họ bốn người lẫn nhau phối hợp dưới chính là một cái chỉnh thể, nhưng lão Mộ lúc này xảy ra vấn đề lúc sau, bốn người toàn bộ đều mất đi cân bằng. Một đám hướng về trong sông tin tức mà đi. Đến lúc này Dương Nghị Vân biết chính mình không thể ở có điều bảo lưu lại. Nếu không bốn người tất cả đều đến rơi vào trong sông đi uy cá. Có lẽ này đó yêu cá thực lực không cường, nhưng nếu là bị hàng ngàn hàng vạn yêu cá cấp công kích, bọn họ cũng tuyệt đối ăn không hết gói đem đi, bất tử cũng đến lột ra. Đóng băng. Dương Nghị Vân mở miệng hộc ra hai chữ, toàn lực thúc dục trong cơ thể Thủy Chi Căn Nguyên Châu lực lượng. Thủy Chi Căn Nguyên Châu có thể nói là hết thảy thủy thuộc tính lực lượng tổ tông. Càng là lúc trước thành tựu quá tiên đế tồn tại. Hắn một tiếng đóng băng lúc sau, toàn thân đều bộc phát ra xanh thẳm quang mang chói mắt. Khẽ quát một tiếng, tại thân thể mất đi cân bằng nháy mắt, hắn song trưởng đối với mặt nước chụp được.
Ngay sau đó ong một tiếng, lấy Dương Nghị Vân vì trung tâm, toàn bộ mặt hồ đều bộc phát ra một đạo hình tròn xanh thẳm sóng gợn phát ra mở ra. Trong nháy mắt chỉnh hợp mặt sông kết băng trở thành gương giống nhau mặt băng. Ầm 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 chạm vào. Tứ thanh rơi xuống nặng nề tiếng vang lên. Gì? Kinh dị thanh trước sau từ lão mộ cùng Đỗ Kiệt Bân, A Thiện trong miệng truyền ra tới. Nguyên bản ba người đều đã làm tốt thân thể mất đi cân bằng rơi vào trong sông cùng yêu cá chém giết trong lòng chuẩn bị. Lại là ngắn ngủi nháy mắt, chỉ cảm thấy Dương Nghị Vân toàn thân bạo phát chói mắt xanh thẳm quang mang, ba người theo bản năng nhắm mắt lúc sau, ngay sau đó không có phát sinh trong tưởng tượng rơi vào trong sông uy cá sự phát sinh. Ngược lại thân thể một thật, lại là phát hiện toàn bộ mặt sông đều ngưng kết thành băng. Từng điều nhảy ra mặt nước đối bọn họ công kích yêu cá cũng đều trở thành khắc băng. Cái này Đỗ Kiệt Bân ba người trong ánh mắt đều là khó có thể tin nhìn về phía Dương Nghị Vân. Có cái gì vấn đề đợi lát nữa qua sông lại nói, đối diện còn có đối chúng ta hạ âm tay địch nhân, trước giải quyết địch nhân lại nói, đi mau đều đừng thất thần. Dương Nghị Vân đối với Đỗ Kiệt Bân ba người giống to nói chuyện chung, trong tay đồ long kiếm chợt lóe lại là dẫn đầu nhằm phía bờ sông. Giây lát liền lên bờ. Đối Dương Nghị Vân thủ đoạn, Đỗ Kiệt Bân ba người khiếp sợ vô cùng. Không hề nghi ngờ bọn họ tam lại một lần bị Dương Nghị Vân cứu. Ba người đối Dương Nghị Vân cũng là càng ngày càng nhìn không thấu. Bất quá lúc này, bọn họ tam biết Dương Nghị Vân lời nói không sai, trước lên bờ, giải quyết đối diện âm bọn họ địch nhân mới là chính xác lựa chọn. Không có thời gian đi cảm khái. Nếu không có bờ bên kia thình lình xảy ra một trường tập kích, bọn họ bốn cái không thành vấn đề có thể an toàn qua sông. Xác thật là không nghĩ tới rồi nơi này cư nhiên có người tập kích bọn họ, ngầm hạ âm tay. Đặc biệt đối với Đỗ Kiệt Bân tới nói, trong lòng ngọn lửa quả thực cọ 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 ở hướng lên trên tiêu. Hắn đường đường thái thanh thiên môn thiếu chủ, khi nào ăn qua như vậy mệt. Ở đại thanh thế giới có người dám đối hắn hạ ám chiêu thật đúng là không mấy cái. Mang theo nỗ lực Đỗ Kiệt Bân vèo một chút biến mất theo sát ở Dương Nghị Vân phía sau, hắn thể yêu muốn đem đánh lén người bầm thây vạn đoạn. Vốn dĩ ở Dương Nghị Vân trước mặt nhiều ít vẫn là có chút cảm giác về sự ưu việt, hiện tại khen ngược, không còn sót lại chút gì. Mà với lão mộ cùng A Thiện tới nói, đồng dạng nghẹn một bụng hỏa. Bốn người trước sau vèo 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 lên bờ. Giờ phút này Dương Nghị Vân một cái nháy mắt sông lên ngạn, nhảy dựng lên thấy được bờ sông cự thạch lúc sau. Hắn đã sớm phát hiện công kích nơi phát ra ở cự thạch lúc sau, cho nên ở sông tới thời điểm, thẳng đến nơi này. Quả nhiên ở chỗ này phát hiện mục tiêu, hoặc là nói đúng bọn họ hạ ám chiêu người. Nhìn đến lúc sau, Dương Nghị Vân tức khắc vui vẻ. Thật đúng là oan ra ngõ hẹp a. Mười mấy cá nhân, không phải người khác, đúng là ở Đại La Tiên phủ ngoại, nhục nhã quá hắn Tào Bọc nhỏ cùng Tào Mãn huynh đệ, mang theo bọn họ Đại Vũ Tiên môn đệ tử, cùng một ít chiêu mộ tiến đội ngũ mặt khác thiên tiên. Những người này, chỉ có Tào Mãn một người là thiên tiên đại viên mãn tu vi. Vì thế 12 người bao gồm Tào Bọc nhỏ ở bên trong tất cả đều là thuần một sắc thượng phẩm thiên tiên. Nhìn đến Dương Nghị Vân bỗng nhiên xuất hiện, Tào Mãn đám người cũng là ngây người. Hoặc là nói đến hiện tại mới thôi không phục hồi tinh thần lại. Vốn dĩ bọn họ cũng là vừa qua sông không bao lâu, liền phát hiện Đỗ Kiệt Bân cùng Dương Nghị Vân chở bốn người tiến đến. Dẫn đầu Tào Mãn lần này tiến vào tiên phủ tự nhiên cũng là mang theo nhiệm vụ tiến vào. Đối với tiên phủ luyện đan mật thất việc, mười thế lực lớn đều biết. Lần này Đại La tiên phủ bên trong có đại lượng hung thú đến sơn thể, hiển nhiên là không thích hợp, Tào Mãn nghĩ đến tất nhiên cùng tiên phủ luyện đan mật thất có quan hệ. Tự nhiên không hy vọng có thế lực khác đúc kết tiến vào. Đặc biệt bọn họ Đại Vũ tiên môn cùng Đỗ Kiệt Bân nơi Thái Thanh tiên môn là đối đầu, thấy được Đỗ Kiệt Bân bốn người lúc sau, Tào lòng tràn đầy sinh hạ ám chiêu con đường. Nghĩ có thể Đỗ Kiệt Bân bốn người chết ở trong sông uy cá đó là không còn gì tốt hơn, hắn tính kế khá tốt, hơn nữa tránh ở cự thạch lúc sau đánh ra khổng lồ một trường, cũng thấy được muốn hiệu quả. Nhưng ai ngờ đến, lại thấy được làm hắn trừng lớn trong mắt một màn. Thấy được cái kia kêu Dương Nghị Vân tiểu thiên tiên cư nhiên toàn thân bộc phát ra xanh thẳm quang mang, ngay sau đó toàn bộ mặt sông liền kết băng, bốn người hoàn hảo không tổn hao gì. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cái này làm cho Tào Mãn đám người vô cùng khiếp sợ. Giờ phút này mới phát hiện phía trước cái kia bọn họ khinh thường tiểu thiên tiên Dương Nghị Vân là cái có thủ đoạn chủ nhân, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn lại, gần là một cái sơ phẩm thiên tiên đơn giản như vậy. Nhìn đến Dương Nghị Vân xuất hiện Tào Mãn bọn người ở sững sờ,
còn không có phục hồi tinh thần lại. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân còn lại là tiên hạ thủ vi cường, Tào gia huynh đệ phía trước nhục nhã hắn, lúc này Dương mẫu nhân muốn trả thù. Phía trước không phát tác là bởi vì ở bên ngoài người nhiều, hơn nữa Đỗ Kiệt Bân xuất hiện hóa giải. Lúc này còn lại là bất đồng, ở Đại La Tiên phủ bên trong, giết, cũng không sợ người biết. Hắn bên người là Đỗ Kiệt Bân cùng lão mộ A Thiện, đều là Tào Mãn huynh đệ đối đầu. Còn có chính là Vương Bát Đản cư nhiên đối bọn họ hạ ám chiêu, thúc thúc nhưng nhẫn thầm thầm không thể nhìn. Đại Thiên Tiên liền ghê gớm. Tiểu gia hôm nay liền sát một cái nhìn xem. Lại không phải không thủ đoạn. Luận chất lượng, bọn họ một phương, lão mộ cùng A Thiện nhưng đều là đại viên mãn cấp bậc thiên tiên, xem như Đỗ Kiệt Bân ở Dương Nghị Vân cảm giác chung có thậm chí so lão mộ cùng A Thiện còn phải cường đại thủ đoạn. Đến nỗi hắn Dương mẫu nhân, ha ha. Từ giờ khắc này bắt đầu khiến cho Tào gia huynh đệ nếm thử hắn thủ đoạn đó là Bát Hoang Trảm. Từ cự thạch thượng nhảy dựng lên, ở Tào Mãn chờ lăng thần chung, Dương Nghị Vân không chút nào do dự bổ ra toàn lực nhất kiếm. Ong! Đồ Long kiếm có thần đạo lực lượng gia nhập, hơn nữa pháp tắc lực lượng ở tiên giới cường đại rồi không biết nhiều ít, vừa động dưới kiếm minh không thôi. Trọng điểm là Dương Nghị Vân câu thông hoa sen đen hiệp trợ, hắn nhất kiếm là bôn giết người mà đi, có hoa sen đen hiệp trợ mới vừa có uy lực, liền tính là đại viên mãn thiên tiên lại như thế nào. Mang theo lộng lấy kiếm khí ánh sáng, phát ra mười mấy trượng kiếm khí, từ cao mà xuống nhất kiếm thật sự khí thế như hồng. Trốn! Tào Mãn ở Dương Nghị Vân nhất kiếm bùng nổ thời điểm, rốt cuộc cảm giác được trong thiên địa trong không khí không thích hợp, hắn là giữa sân duy nhất thiên tiên đại viên mãn, đối nguy hiểm cùng lực lượng ủ bột tương đối mẫn cảm nhận được Dương Nghị Vân kiếm khí cường đại, vội vàng giống to làm thủ hạ người tránh né. Mà chính hắn càng là ở ra tiếng hết sức, thúc giục bí pháp nhanh chóng né tránh. Ầm vang! Hắn Tào Mãn tu vi cao một bậc có thể né tránh, chính là những người khác liền không may mắn như vậy. Ở Dương Nghị Vân nhất kiếm đánh xuống thời điểm, đa số thiên tiên là hấp tấp ứng đối, càng có thậm chí là nhìn đến Dương Nghị Vân cái này tiểu thiên tiên căn bản liền không để vào mắt. Liền tỉ như tàu bọc nhỏ. Kết quả liền bi kịch. Dương Nghị Vân kiếm khí nổ tung. Đương trường có ba gã đầu đương trong đó thiên tiên đầu mình hai nơi. Dư giả đều là bị kiếm khí lan đến, mỗi chết cũng đã chịu bị thương nặng. Kêu thảm thiết trung tàu bọc nhỏ thảm hại hơn, tuy rằng không chết, nhưng lại ngã xuống trên mặt đất đôi tay ôm lấy hạ thân ở kêu thảm thiết, ngã vào vũng máu bên trong. Bọn họ ngăn cản há có thể ngăn trở có hoa sen đen thêm vào nhất kiếm. Này nhất kiếm khiến cho đại vũ tiên môn 12 người nằm xuống, không chết cũng đều là bị thương nặng. Duy độc Tào Mãn một người né tránh. Đã có thể ở thời điểm này, Đỗ Kiệt Bân ba người cũng đuổi tới. Thảo, Tào Mãn nguyên lai là người âm ta, lão mộ A Thiện cho ta sát. Đỗ Kiệt Bân bạo nộ rồi lên. Lão mộ cùng A Thiện nén giận, trực tiếp hướng về Tào Mãn mà đi. Giờ phút này Tào đầy mặt sắc hoàn toàn thay đổi, bị Dương Nghị Vân nhất kiếm kinh diễm đến, càng là thấy được lão mộ cùng A Thiện hai cái đại viên mãn đối hắn mà đến. 12 cái thiên tiên đồng bạn bị Dương Nghị Vân nhất kiếm làm bò. Lúc này hắn một cái quang côn tư lệnh đối mặt lão mộ cùng A Thiện hai cái đại viên mãn cùng cấp bậc, Tào Mãn biết vô luận như thế nào đều không phải là đối thủ. Một chữ chạy. Hảo tiên không ăn trước mắt mệt a. Nếu như bị ngăn lại, Tào Mãn biết hôm nay chính là hắn tiên đạo chi lộ cuối cùng một ngày. Trước mắt tình thế hắn xem ở trong mắt, không dám có chút do dự cùng tạm dừng, Tào Mãn cắn răng một cái trực tiếp thiêu đốt chính mình tiên nguyên lực, toàn thân oanh một chút hóa thành một đạo sao băng bay nhanh xa độn. Đuổi theo lão mộ cùng A Thiện nhìn đến Tào Mãn một màn này hai mặt nhìn nhau, lại là không có ở đuổi theo đi. Bởi vì bọn họ rõ ràng, ngang nhau cảnh giới hạ, thiêu đốt tiên nguyên lực Tào Mãn bọn họ đuổi không kịp, trừ phi bọn họ cũng thiêu đốt tiên nguyên lực có lẽ có khả năng. Nhưng thiêu đốt tiên nguyên lực là có đại giới, vì một cái Tào Mãn mà lại thiêu đốt tiên nguyên lực mất nhiều hơn được. Thiêu đốt tiên nguyên lực đại giới, nhẹ thì tiến vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Đến lúc đó ở Đại La Tiên Phủ sẽ rất nguy hiểm, nặng thì tu vi cảnh giới là muốn đại ngã. Cho nên lão mộ cùng A Thiện từ bỏ truy kích. Mà Dương Nghị Vân bên này đã bắt đầu bổ đao. Hắn nhất kiếm làm đổ 12 danh thiên tiên, tất cả đều là thượng phẩm thiên tiên, trong đó ba người đương trường thân chết, dư giả 9 tên trọng thương. Dương Nghị Vân không có cho bọn hắn cơ hội, nhất kiếm kiếm chém ra đi, một hơi chém giết 8 gã, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở tàu bọc nhỏ trên người.
trong tay dẫn theo lấy máu đồ long kiếm nhìn chằm chằm Tào Bọc nhỏ nhếch miệng nói, ta cái này nho nhỏ sơ phẩm thiên tiên, ngươi khinh thường, nhưng ta đây nói qua nhưng chạm thượng phẩm thiên tiên, ngươi nhìn xem có phải hay không làm được. Lúc này Tào Bọc nhỏ bị Dương Nghị Vân phía trước khí thế như hồng nhất kiếm, kỳ thật là chặt đứt con cháu căn, nguyên khí đại thương. Lúc này vẻ mặt hoảng sợ vô cùng nói, ngươi không thể giết ta, ta là đại vũ tiên môn Tào gia người, chúng ta Tào gia là đại vũ tiên môn chính thống, ông nội của ta là tiên môn trưởng lão, kim tiên cấp bậc tồn tại, ngươi không thể giết ta. Dương Nghị Vân nghe chỉ là cười lạnh, kim tiên mà thôi, kia cũng không phải ngươi. A, à, Tào Bọc nhỏ kêu thảm thiết một tiếng, bị Dương Mỗ Nhân nhất kiếm chấm dứt. Phi thứ gì, Dương Mỗ Nhân đối với Tào Bọc nhỏ thi thể mắng. Hắn xuất kiếm không chút nào lưu thủ, trực tiếp đem những người này nói nguyên đều cấp phá hủy. Vừa quay đầu lại, Dương Nghị Vân phát hiện Đỗ Kiệt Bân, Lão Mộ, A Thiện ba người đều ngơ ngác nhìn hắn. Cái này làm cho Dương Mỗ Nhân có chút mất tự nhiên nói, khụ khụ. Kia gì ta có phải hay không thủ đoạn quá độc ác? Đích xác hắn phía trước ra tay, một hơi sát 12 cái thiên tiên, hơn nữa mỗi một cái đều phá hủy nói nguyên, bực này thủ đoạn ở chính hắn nghĩ đến cũng là tàn nhẫn. Nhìn đến Đỗ Kiệt Bân ba người sững sờ ánh mắt nhìn hắn, Dương Nghị Vân liền phỏng đoán là nguyên nhân này. Nhưng là đối hắn tới giảng, đây là không có biện pháp sự tình, bởi vì hắn không giết người, người giết hắn, đặc biệt là đại vũ tiên môn những người này. Là bọn họ trước trêu chọc chính mình. Chờ hắn nói xong, Đỗ Kiệt Bân ba người vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không phải ý tứ này. Trên thực tế Dương Nghị Vân theo như lời tàn nhẫn, ở Đỗ Kiệt Bân ba người trong mắt không tính cái gì. Trọng điểm là bọn họ kinh ngạc cảm thán Dương Nghị Vân thực lực. Nhất kiếm ngã xuống 12 danh thiên tiên, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm thiên tiên, bực này thực lực thủ đoạn, Đỗ Kiệt Bân biết đại viên mãn cấp bậc Lão Mộ cùng A Thiện đều làm không được, nhưng nhẹ nhàng Dương Nghị Vân làm được. Đây mới là làm Đỗ Kiệt Bân ba người lớn nhất chấn động. Dương Nghị Vân đây là cái gì cấp bậc thực lực? Chân tiên không thành. Ba người ngơ ngác nhìn. Nửa hướng lúc sau Đỗ Kiệt Bân mới nhìn Dương Nghị Vân nói. So sánh với điểm này trường hợp, ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn, Vân tử nhớ kỹ, ở tiên giới sinh tồn, ngươi muốn so bất luận kẻ nào tàn nhẫn quyết đoán, mới có thể sống lâu lâu. Chỉ có sống lâu lâu, mới có thể vấn đỉnh tối cao tiên đạo, thiên tiên cảnh giới gần là tiên đạo bắt đầu mà thôi, chúng ta tam giật mình chính là thực lực của ngươi, đều không phải là ngươi tàn nhẫn. Dương Nghị Vân không nghĩ tới Đỗ Kiệt Bân sẽ nói ra lời này tới, bất quá hắn biết lời này không tật xấu. Càng là từ Đỗ Kiệt Bân lời nói xuôi tai ra tới tiên giới thật sự có càng vì tàn khốc một mặt. Những lời này nếu là từ những người khác trong miệng nói ra, Dương Nghị Vân không nhất định tin, nhưng là Đỗ Kiệt Bân xem như tiên giới một cái giai tầng ảnh thu nhỏ, nào đó trình độ thượng đại biểu tiên giới, cho nên Đỗ Kiệt Bân nói Dương Nghị Vân tin tưởng. Cũng cho chính mình trong lòng khởi tới rồi một phen báo cho. Đa tạ lão Đỗ chỉ điểm. Dương Nghị Vân cười cười nói lời cảm tạ. Mà đối với Tào Mãn Đào Tẩu, bọn họ cũng không để ý, đại vũ tiên môn người lần này xem như tiến vào toàn quân hủy diệt, liền một cái Tào Mãn Đào Tẩu, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Một hồi phong ba bình ổn. Dương Nghị Vân quét tước chiến trường. Đỗ Kiệt Bân cái này tiên môn đại thiếu chướng mắt điểm này nước luộc, nhưng hắn Dương Nghị Vân hiện tại đến tiên giới sau, chính là cái quỷ nghèo, nhưng không buông tha 12 danh bị hắn chém giết thiên tiên trên người đồ vật. Một vòng xuống dưới. Dương Nghị Vân thu hoạch 98 viên hạ phẩm tiên thạch. Tuy là thu hoạch phong phú. Đương nhiên đây là 12 danh thượng phẩm thiên tiên trên người tổng hợp tiên thạch, còn lại cũng không có gì đại thu hoạch, tiên đan cũng không có phát hiện một viên. Từ điểm này thượng xem, Dương Nghị Vân trực quan nhận thức tiên giới tu luyện tài nguyên bần cùng. Bốn người tiếp tục đi phía trước mà đi, lần này Lão Mộ dẫn đường, xem như tương đối thuận lợi. Ước chừng đi rồi một cái đại chu thiên thời gian sau. Lão Mộ ngừng lại, mà Dương Nghị Vân trong tầm mắt cũng xuất hiện một mảnh phế tích kiến trúc. Nơi này chính là lần này mục đích địa nơi. Dọc theo đường đi đi tới, Dương Nghị Vân cũng rốt cuộc đối tiên giới thời gian có một cái rõ ràng nhận thức. Đương nhiên đều là Đỗ Kiệt Bân công lao. Dựa theo Đỗ Kiệt Bân nói, ở tiên giới một ngày tương đương với tu chân giới một năm thời gian, mà tiên giới tế hóa thời gian còn lại là dựa theo tiểu chu thiên cùng đại chu thiên tính toán. Một cái tiểu chu thiên thời gian. Tương đương với 12 tiếng đồng hồ, một cái đại chu thiên chính là 24 giờ tương đương một ngày một đêm, một cái hoàn chỉnh số trời. Bọn họ từ qua sông lúc sau đến nơi này Dương Nghị Vân tính toán quá là một cái đại chu thiên thời gian.
Nơi này chính là ngươi nói tiên phủ đại điện nơi sao? Đỗ Kiệt Bân mở miệng hỏi lão mộ. Hồi bẩm thiếu chủ, đúng là nơi này, đừng nhìn nơi này hiện tại là phế tích, nhưng diện tích cũng không nhỏ, càng có cách viên 50 dặm diện tích, này một mảnh mới là toàn bộ Đại La Tiên phủ trung tâm nơi. Chúng ta muốn tìm luyện đan mật thất, liền tại đây phiến phế tích chỗ sâu trong, nhưng là nơi này cũng không thái bình, cất giấu rất nhiều hung thú cùng tiên thú, còn có nhị giai hung thú tồn tại. Mặt khác lần này vào được mấy ngàn tiên nhân, đại thanh thế giới 10 thế lực lớn, đánh giá đều tới, những người khác có lẽ không biết nơi này, cũng không dám tự tiện xông vào, nhưng là 10 thế lực lớn người tuyệt đối sẽ đến nơi đây. Cho nên chúng ta từ giờ trở đi đều phải đánh lên 12 vạn phần tinh thần, có đôi khi hung thú không đáng sợ, ngược lại là người so hung thú âm hiểm. Ở chỗ này nếu như bị giết, tin tức cũng truyền không ra đi, sư môn sẽ không biết, bởi vì nơi này có pháp tắc pháp trận tồn tại. Tuy rằng tàn phá nhưng như cũ là thượng cổ đại trận, thiên địa lực lượng, pháp tắc từ từ đều phi thường hỗn loạn không ổn định, trọng điểm là không thể thi triển pháp tắc đạo thuật. Từng bước tồn tại nguy cơ, đương nhiên, cũng không phải không có chỗ tốt, nơi này là Đại La Tiên phủ trung tâm nơi, tồn tại tiên phủ các đại điện đường đại viện, có cổ xưa công pháp, đạo thuật, tiên khí, tiên dược từ từ tồn tại, liền xem có hay không cơ duyên đạt được. Nơi đây khu vực tiên dược nhưng đều không phải vật phàm. Có thể một gốc cây đều là phúc duyên, bất quá chúng ta mục đích là trung tâm chỗ sâu trong, một đường qua đi, có thể đạt được cơ duyên tốt nhất, không được chi, không thể cưỡng cầu, chỉ cần có thể tìm được luyện đan mật thất nhập khẩu, chuyến này chúng ta chính là đại hoạch toàn thắng. Lão mộ giảng giải một đống lớn. Lão mộ luyện đan mật thất nhập khẩu nhưng có tìm được phương pháp. Đỗ Kiệt Bân dò hỏi. Dựa theo phía trước lão mộ sở giảng, chỉ là có thể xác định một cái đại khái địa điểm, đến lúc đó tìm được nhập khẩu chỗ. Có thể hay không đi vào còn không biết. Thiếu chủ yên tâm, cơ bản có thể xác định. A Thiện cắm một câu. Hành đi, chúng ta đây nhanh lên đi vào. Đỗ Kiệt Bân gật đầu, mặt khác sự tình lão mộ cùng A Thiện hội thao tâm. Bốn người theo sau bước vào phế tích kiến trúc đàn. Toàn bộ phế tích không riêng có sụp xuống kiến trúc, bên trong che trời đại thụ, cỏ dại mọc thành cụm, nhìn kỳ thật đều thực hoang vắng. Cũng đích xác như lão mộ lời nói, thiên địa chi lực ở chỗ này phi thường tối loạn. Bực này hoàn cảnh trung kỳ thật đối là thi triển pháp tắc đạo thuật là có phi thường đại ảnh hưởng, nhất đáng tin cậy chính là trong cơ thể lực. Sụp xuống vật kiến trúc nhìn qua phi thường khổng lồ, ghi danh thật lớn vô cùng vật liệu gỗ cây cột, từng khối thạch đều từ từ, mặt trên đều là giường cột chạm trổ, có thể tưởng tượng được đến tại thượng cổ thời đại, nơi này từng nay cũng là vô cùng huy hoàng tồn tại nơi. Bước vào phế tích một cái tiểu chu thiên hoặc là xem như nửa ngày sau, bốn người trong tai nghe được mơ hồ tiếng đánh nhau. Có tiếng người có thú giống. Càng có cường đại tiên nguyên dao động. Cách thật xa có thể nhìn đến mấy trăm danh mễ ở ngoài, có ẩn ẩn vầng sáng phóng lên cao, dị thường lóng lánh. Xem ra là có cái gì quý hiếm tiên bảo xuất thế, thiếu chủ chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Lão mộ dò hỏi Đỗ Kiệt Bân. Đỗ Kiệt Bân mở miệng, phương hướng cùng chúng ta sở đi nơi thuận không tiện đường. Tới gần chi lộ, lão mộ mở miệng nói. Vậy đi xem đang nói. Đỗ Kiệt Bân nói, Dương Nghị Vân kỳ thật cũng muốn đi xem tình huống, đối với tiên giới xuất hiện hết thảy sự vật, đối hiện tại hắn tới nói đều là mới mẻ. Tiên bảo, sẽ là cái dạng gì tiên bảo? Là tiên dược, vẫn là tiên đan, tiên khí, nghi hoặc là mặt khác. Tự toát ra tiên khí vầng sáng cùng phát ra tiên lực tới xem, lại đối không phải phàm vật. Bốn người theo thanh âm mà đi, tiếp cận thời điểm, trong tai nghe được hét hò càng lúc càng lớn, nghe tới người còn không ít. Quả nhiên chờ bọn họ bốn người đến một chỗ loạn thạch lâm hết sức, thấy được ít nhất mấy trăm tiên nhân tồn tại. Mà ở thạch lâm chung có ngũ thải tân phân quang mang đang không ngừng lóng lánh. Dương Nghị Vân bốn người nhìn lại là thấy được một gốc cây 3 mét rất cao màu sắc rực rỡ chi thụ, mặt trên treo đầy trái cây. Bỗng nhiên vừa thấy như là một đám ngũ sắc hồ lô. Nhưng Dương Nghị Vân biết đây là một loại tiên quả, cũng không phải là hồ lô. Bởi vì hắn nghe thấy được khẩu khí phát ra mê người quả hương. Này nhưng thụ, kỳ thật chính là màu xám trắng, cùng bốn phía cục đá một cái nhan sắc, nhưng trên cây treo hồ lô hoặc là nói tiên quả, còn lại là phát ra chung ngũ sắc ánh sáng, tiên nguyên lực cường đại tận trời nhập vân tiêu. Này, là tiên thạch cây ăn quả, kết ra thạch tiên quả, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên sẽ xuất hiện. Lão mộ kinh ngạc cảm thán. A Thiện giờ phút này cũng vẻ mặt kích động nói. Nơi đây chính là thượng cổ tiên phủ, xuất hiện bất luận cái gì hiếm quý đều không kỳ quái, nhìn dáng vẻ, này cây cục đá tiên thụ,
là ở trận pháp tồn tại, hôm nay lại là bị người phá rớt trận pháp, bại lộ ra tới, thạch tiên quả, ngũ sắc ánh sáng tận trời, đây là thành thục dấu hiệu. Xem ra chúng ta cũng có thể tranh thủ, đây chính là tiên giới khó được 10 đại tiên quả chi nhất, điển tịch ghi lại trung thạch tiên quả có thể có chất chứa khổng lồ vô cùng thuần tịnh tiên nguyên chi lực, càng có cục đá thuộc tính, phục chi nhưng tăng cường một mảng lớn tu vi, càng vì khó được chính là có thể thạch hóa phòng ngự gấp 10 lần. Đương nhiên sẽ có thời gian hạn chế, ở nhất định thời gian trong vòng, có thể làm thân thể cường đại gấp 10 lần, lực lượng tăng trưởng gấp 10 lần, lại còn có sẽ không có tác dụng phụ. Đây mới là thạch tiên quả nhất chân quý chỗ, phòng ngự cùng lực lượng ở riêng thời gian trong vòng bạo trướng gấp 10 lần, xem hiện trường tình huống chúng ta có thể đi tranh thủ một chút. Sợ là không hảo tranh a, 10 đại tiên môn người, trừ bỏ chúng ta Thái Thanh cùng phía trước bị đánh cho tàn phế đại vũ, mặt khác 8 đại tiên môn người nhưng đều ở. Còn có thừa giả thế lực mấy chục gia bộ dáng, thoạt nhìn là thế lực khác ở cùng 8 đại tiên môn người đối cầm, hơn nữa thạch tiên quả bực này thiên địa hiếm quý. Tất nhiên còn sẽ có tiên thú cũng hoặc là hung thú bảo hộ, nhìn xem này đó tiên môn người cố ý vô tình cùng thạch tiên quả bảo trì khoảng cách, tất nhiên là như thế này. Dựa theo thường lui tới quy củ, tất nhiên là những người này phân ra thắng bại, sẽ lại đi giải quyết thu hoạch tiên cây ăn quả tiên thú linh tinh, bất quá hôm nay nhìn qua tựa hồ là đại loạn trường hợp. A Thiện cũng ở ngay lúc này mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng nhìn không được nói, tiểu tiên môn cùng đại tiên môn tranh đoạt ích lợi. Chẳng lẽ sẽ không sợ thời điểm đại tiên môn người trả thù? Đỗ Kiệt Bân lắc đầu nói, tiên giới tiên môn chi gian truyền lưu một cái bất thành văn quy củ, phàm là ở cổ di tích từ địa phương, tranh đoạt tu luyện tài nguyên, lẫn nhau chi gian là không chuẩn trả thù, nếu là có việc sau trả thù hành động, tiểu tiên môn liền không có phát triển không gian, tiên giới cũng rối loạn. Tiên môn chi gian tranh phong vốn dĩ chính là phi thường tàn khốc thời gian, tuy rằng bên ngoài thượng tiên môn thế lực không có cao thấp chi phân. Nhưng trên thực tế vẫn luôn đều tồn tại cấp bậc, tiên môn chi gian xưa nay đều là có 3-7 loại, từ đoạn kết của trào lưu đến nhất đứng đầu, vĩnh viễn đều tồn tại. Chẳng qua chung quy vẫn là xem tiên môn căn cơ, cùng môn chung cao thủ số lượng, cùng nhất môn chi chủ thực lực tu vi, ở tiên giới nhất môn chi chủ vĩnh viễn là trong chóng đo chiều gió. Trên thực tế ở chúng ta đại thanh thế giới, nghe tới có chúng ta 10 thế lực lớn, trên thực tế... Kia chỉ là bởi vì chúng ta 10 thế lực lớn chung nhất môn chi chủ các đều là bước vào đại la thượng tiên chi cảnh tồn tại, mà mặt khác tiên môn không có đại la cấp bậc. Cái gọi là 10 thế lực lớn, cũng giới hạn trong đại thanh thế giới, nếu là phóng nhãn toàn bộ tiên giới, thậm chí là tiên vực trong vòng, không đáng kể chút nào. Tiên đạo 9 đại cảnh giới, một cảnh một ngày thang, tưởng tiến giai khó khăn vượt quá tưởng tượng, đại la thượng tiên chi cảnh, đặt ở đại thanh thế giới là cao thủ, nhưng thả ra đi đâu? Thả ra đi đại la phía trên còn có hỗn nguyên, tiên quân, tiên vương, tiên đế thậm chí là tiên tôn tồn tại, cho nên nói tiên môn chi gian quan hệ kỳ thật thực phụ trách, nhưng lại sẽ ở nào đó phương diện có hạn chế tồn tại. Bất quá ở không có bước vào đại la chi cảnh trước, mặc kệ là cá nhân tu vi thực lực, cũng hoặc là tiên môn thế lực, phóng nhãn tiên giới đều không coi là cái gì, tiên giới hành tẩu, đại la chi cảnh hướng lên trên mới là một cái ngạch cửa. Vô tận vô hạn tiên giới. Không có đại la chi cảnh tu vi, hành tẩu lang bạt đều là vấn đề, đại thanh thế giới chỉ có thể xem như tiên giới một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Nghe Đỗ Kiệt Bân giảng thuật, Dương Nghị Vân lúc này mới phát hiện, chính mình tiên giới chi lực tựa hồ mới là gia lông, ngày sau còn cần rất dài lộ phải đi. Dương Nghị Vân mở miệng, cho nên ý của ngươi là nói, tại đây chờ cổ tiên phủ chung nhỏ yếu tiên môn người, chém giết cường đại tiên môn đệ tử, kỳ thật cũng không cần lo lắng sẽ có người tìm phiền toái. Ha ha, lý luận thượng là như thế này, nhưng tiểu tiên môn người muốn chém sát đại tiên môn người nói dễ hơn làm, tu luyện tài nguyên không giống nhau, chú định chênh lệch, tiểu tiên môn người muốn chém sát đại tiên môn kỳ thật là thực tai nạn trên không. Đương nhiên nếu là thực sự có thực lực, trong tình huống bình thường, ngươi chỉ cần giết đại tiên môn người, là không cần lo lắng bên ngoài trả thù, ta nói như vậy ngươi hẳn là đã hiểu đi. Hơn nữa này quy củ cũng giới hạn trong ở tiểu phạm vi. Nếu là gặp phải những cái đó chính thật sự quái vật khổng lồ tiên môn con cháu, thật đúng là muốn xem tình huống, nếu không sẽ cho chính mình rước lấy họa sát thân. Khác không nói, liền nói tiên môn có tiên vương, tiên đế tồn tại thế lực, đổi làm ta tới nói, chẳng sợ ta có thực lực xử lý giết người, ở không có 10 phần nắm chắc dưới tình huống, cũng là không dám dễ dàng ra tay. Đỗ Kiệt Bân nói, Dương Nghị Vân nghe Đỗ Kiệt Bân nói chuyện, hắn âm thầm gật đầu. Thoạt nhìn mặc kệ là tu chân giới vẫn là tiên giới,
đưa ngươi trong tay thế lực cùng thực lực cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, thật sự chính là bảo hộ phù, bất luận kẻ nào đều phải kiêng kỵ. Thiếu chủ, chúng ta hiện tại qua đi, vẫn là từ từ. Lão Ngộ nói chuyện chung nóng lòng muốn thử. Đối với Lão Ngộ tới nói thạch tiên quả dụ hoặc tựa hồ rất lớn. Dương Nghị Vân nhìn kỳ thật trong lòng cũng ở sủng sủng muốn động, bất quá hắn cùng bị người tưởng không giống nhau. Lão Ngộ cùng Đỗ Kiệt Bân ba người nhìn chằm chằm chính là tiên thạch quả, hắn còn lại là nhìn chằm chằm thụ. Trái cây ăn một viên thiếu một viên, nhưng là có cây cối lại là không tồn tại vấn đề này, có thể cuồn cuộn không ngừng có tiên quả sinh ra. Mọi người đều biết, tiên quả trồng là phi thường khó khăn, nhưng với hắn mà nói lại là không tồn tại vấn đề này, bởi vì hắn Càn Khôn Hồ có sinh mệnh chi thủy tồn tại. Hơn nữa Càn Khôn Hồ là thần đạo chí bảo, bên trong hoàn cảnh cơ hồ thích ứng bất luận cái gì có linh thực bị trồng trọt, hơn nữa sinh mệnh chi thủy thêm thành thục kỳ cũng sẽ là đại đại giảm bớt. Từ phi thăng tiên giới lúc sau, hắn kỳ thật cũng chưa đi xem qua Càn Khôn Hồ biến hóa, vẫn luôn cũng chưa thời gian đi nghiên cứu, nhưng tin tưởng Càn Khôn Hồ không gian có rất lớn biến hóa, điểm này hắn có thể cảm giác được. Nguyên bản nghĩ tới rồi tiên giới lúc sau tìm một chỗ hảo hảo nghiên cứu một chút Càn Khôn Hồ, cũng yêu cầu hỏi một chút Càn Khôn Hồ chi linh về thần đạo cùng Càn Khôn Hồ sự. Chính là từ phi thăng tiên giới lúc sau, liền vẫn luôn đều không có thời gian, trực tiếp tới rồi Đại La Tiên Phủ. Phản chỉnh một câu, Dương Nghị Vân là rất có tin tưởng di tài tiên thạch thụ, hắn nghĩ cũng đi xem náo nhiệt, có thể cướp được tiên thạch quả tốt nhất, đoạt không đến hắn mục tiêu chính là tiên thạch cây ăn quả. Thụ mới là hắn nhất coi trọng đồ vật. Đỗ Kiệt Bân mở miệng nói, đi, mọi người đều cẩn thận, tùy thời mà động đi, có thể đạt được tiên thạch quả càng tốt, không chiếm được cũng không cần cưỡng cầu, chúng ta cuối cùng mục tiêu như cũ là luyện đan mật thất, lần này tiên thạch quả cầu cái duyên phận đó là. Bốn người sau khi quyết định, hướng về giữa sân mà đi. Chờ đến tới gần thời điểm, Dương Nghị Vân bốn người rốt cuộc thấy được bảo hộ ở thạch tiên thụ bốn phía hung thú. Là hung thú kim thạch yêu chuột, này ngoạn ý nhưng khó đối phó, trách không được này tiên nhân đều không có tới gần tiên thạch thụ, thứ này thực kia khó chơi a. Lão Mộ có chút lo lắng lên. A Thiện nói, nhất giai vòng tròn lớn chung xem như rất khó triền, thứ này một khi xuất hiện, hẳn là sẽ là sống mái một đôi, không thấy được một khác chỉ tồn tại, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng đi. Đỗ Kiệt Bân gật đầu nói, kim thạch yêu chuột, phòng ngự tốc độ đều có thể xem như nhất giai hung thú chung đứng đầu tồn tại, đích xác khó làm, bất quá chúng ta có cơ hội ra tay, giữa sân hỗn loạn thời điểm, chính là chúng ta cơ hội ra tay, mặt khác tiên môn người tất cả đều bị mấy đại tiên môn liên hợp chống đỡ bên ngoài. Tám đại tiên môn đây là muốn độc chiếm tiên thạch quả, có chút không biết xấu hổ, bất quá hiện tại xem tình huống, liền tính là bọn họ chặn mặt khác tiên môn người, như cũ vẫn là phải đối phó kim thạch yêu chuột, tưởng đạt được tiên thạch quả cũng không dễ dàng. Trước mắt chỉ xuất hiện một con kim thạch yêu chuột, một khác chỉ hiển nhiên ảnh giấu đi, tám đại tiên môn người nghĩ đến tay cũng muốn trả giá đại giới. Hơn nữa thoạt nhìn bọn họ đến bây giờ không có động thủ, cũng là đối kim thạch yêu chuột có kiêng kỵ, có lẽ đang chờ đợi một khác chỉ yêu chuột xuất hiện. Giống. Đỗ Kiệt Bân nói âm vừa ra, một tiếng bén nhọn chói tai thanh âm liền ở đây chung vang lên. Ngay sau đó một khác chỉ kim thạch yêu chuột xuất hiện. Hơn nữa là từ nơi xa mà đến, tương đương xuất hiện ở này đó tiên nhân bên ngoài. Giống giống. Giờ phút này bảo hộ ở tiên thạch cây ăn quả hạ kim thạch yêu chuột hô ứng dựng lên. Giống giống. Khoảnh khắc công phu, bên ngoài kim thạch yêu chuột bỗng nhiên hóa thành một đạo màu xám lưu quang nhằm phía tiên thạch cây ăn quả. Ở mấy trăm tiên nhân trung gian ngạnh sinh sinh phá khai rồi một cái con đường. Nghe con thật lớn kim thạch yêu chuột sinh mãnh rối tinh rối mù. Nơi đi qua người ngã ngựa đổ, có chút tiên nhân trực tiếp bị kim thạch yêu chuột va chạm cấp đâm bay đâm chết đi ra ngoài. Thực mau liền phá tan Đỗ Kiệt Bân trong miệng tám đại tiên môn phòng ngự vòng. Kết trận. Tám đại tiên môn một phương có người giống to dựng lên. Mà Đỗ Kiệt Bân còn lại là ánh mắt sáng lên nói, thượng, chúng ta cơ hội tới. Chẳng những là Đỗ Kiệt Bân thấy được cơ hội, giữa sân cũng là có chút tránh ở trong đám người đại viên mãn thiên tiên thấy được cơ hội xuất hiện nhằm phía tiên thạch cây ăn quả. Dương Nghị Vân nheo lại mắt, dưới chân vừa động cũng vọt qua đi, bất quá hắn mục tiêu chính là tiên thạch cây ăn quả, muốn đem tiên thạch cây ăn quả nhổ tận gốc. Giống. Hai chỉ kim thạch yêu chuột, một chút đều không hổ là kim thạch chi danh hung thú. Rất nhiều công kích dừng ở trên người, nhìn qua tựa hồ không hề cảm giác. Một đường gầm rú chém giết qua đi, thẳng đến thạch tiên thụ.
Dựa theo lão mộ cách nói này, hai chỉ kim thạch yêu chuột chính là sống mái một đôi, bên ngoài vọt vào tới này chỉ là giống được, cũng không biết phía trước có phải hay không nói ra đi làm cái gì. Lúc này trở về thấy được tử tính bị công kích, hướng quá tiến tiên nhân đàn chung thời điểm phi thường sinh mãnh. Dù sao ngắn ngủn 10 tức trong vòng, liền phá tan lớn nhỏ tiên môn đối cầm, một chút vọt tới thạch tiên cây ăn quả phía trước, cùng giống cái kim thạch yêu chuột đứng ở cùng nhau, hướng về phía bốn phía tiên nhân gầm rú. Như vậy tựa hồ ở cảnh cáo, các ngươi đều đừng tới đây, tiên thạch cây ăn quả là chúng ta giống nhau. Mà lớn nhỏ tiên môn người đình chỉ đối cầm, đối diện đầu tới bắt đầu nhằm vào kim thạch yêu chuột. Bao gồm tiên nhân khởi trận đều không có ngăn trở hạ giống được kim thạch yêu chuột. Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân bốn người trà trộn ở đám người, thẳng đến thạch tiên cây ăn quả mà đi. Dù sao chính là đục nước béo cỏ bái. Hơn nữa xem trong sân tình hình, Dương Nghị Vân không cảm thấy hai chỉ kim thạch yêu chuột sẽ là đông đảo tiên nhân đối thủ, thả lại có thể bảo vệ cho thạch tiên quả. Rốt cuộc lại nói như thế nào, nơi này có mấy trăm tiên nhân ở đây. Kim thạch yêu chuột tuy rằng là hung hãn hung thú, nhưng chung quy thế đơn lực mỏng chỉ có một đôi nhi, ở quá cường đại cũng chung quy chỉ là nhất giai hung thú, còn không có đạt tới nhị giai nông nỗi, cho nên ở Dương Nghị Vân xem ra, thực mau mấy trăm thiên tiên mục tiêu đạt thành nhất trí, đối mặt thạch tiên quả thành thục thời cơ, tất nhiên có thể đem hai chỉ kim thạch chuột yêu cấp xử lý. Cuối cùng thạch tiên quả đều sẽ bị mấy trăm thiên tiên hỗn đoạt. Dương Nghị Vân mục tiêu minh xác, đối mặt mấy trăm thiên tiên đội hình, hắn biết cướp đoạt thạch tiên quả khó khăn phi thường đại. Hắn sẽ không lại có thể cướp đoạt thạch tiên quả, chỉ biết rằng mục tiêu đặt ở cây ăn quả thượng. Bởi vì thạch tiên quả lại nhiều, cũng là hữu hạn, nhìn ra qua đi, tựa hồ cũng liền 12 viên thạch tiên quả. Mấy trăm thiên tiên tranh đoạt 12 viên thạch tiên quả, tranh đoạt tất nhiên là phi thường kịch liệt. Hắn còn bất quá phóng trọng điểm, chuẩn bị đoạt cây ăn quả. So sánh với thạch tiên quả, thạch tiên cây ăn quả cũng sẽ không có người đoạt đi. Nhưng phàm là thiên địa chi tinh linh loại tiên cây ăn quả, đều không có người có thể đi đào tạo, nếu không tiên quả tranh đoạt cũng liền sẽ không như thế kịch liệt. Bất quá hắn Dương Mẫu Nhân không giống nhau, hắn có chí bảo càn khôn hồ không gian, nội loại còn có sinh mệnh chi thủy tồn tại, là hoàn toàn có thể di tài thạch tiên cây ăn quả. Đối này, Dương Nghị Vân tin tưởng 10 phần. Đại gia cùng nhau xử lý hai đầu kim thạch yêu chuột, nếu không ai đều đừng nghĩ được đến thạch tiên quả. Giờ phút này một người thanh nhuệ khí thanh niên to lớn vang dội thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân đi theo Đỗ Kiệt Bân phía sau, nghe được Đỗ Kiệt Bân một tiếng hử lạnh, hiển nhiên Đỗ Kiệt Bân này một tiếng hử lạnh là đối với mở miệng nói chuyện tên này thanh niên mà đi. Dương Nghị Vân nhìn không được nói, lão Đỗ ngươi nhận thức người kia. Đỗ Kiệt Bân vẻ mặt khó chịu nói. Kia tiểu tử là đại thanh thế giới 10 thế lực lớn đứng đầu thượng huyền tiên môn yến năm thước, là cái thực dối trá ra hỏa, ta không thích hắn. Dương Nghị Vân nghe xong nhìn không được muốn cười, xem Đỗ Kiệt Bân bộ dáng, tựa hồ cùng yến năm thước có xích mích. Bất quá điểm này cũng Dương Nghị Vân cũng có thể lý giải, đại thanh thế giới 10 đại tiên môn thế lực, giống Đỗ Kiệt Bân cùng yến năm thước bực này tiên nhị đại, lẫn nhau chi gian có cạnh tranh đó là bình thường. Nghe yến năm thước tên, Dương Nghị Vân liền biết. Kỳ thật chính là, nhan vô sỉ. Bất quá luận diện mạo cái này yến năm thước đích xác như là cái bơ tiểu sinh. Đương nhiên đây là Dương Nghị Vân chính mình tưởng, trên thực tế Đỗ Kiệt Bân đối yến năm thước không thích, kỳ thật còn không phải tiên nhị đại chi gian cạnh tranh, mà là vì một nữ nhân. Điểm này Dương Nghị Vân theo sau liền phát hiện. Bởi vì hắn thấy được Đỗ Kiệt Bân ánh mắt vẫn luôn đặt ở yến năm thước bên người. Ở yến năm thước bên người có một nữ thiên tiên. Đồng dạng cùng yến năm thước giống nhau là cái đại viên mãn thiên tiên. Dương Nghị Vân từ Đỗ Kiệt Bân trong ánh mắt thấy được nhẹ nhẹ nhu tình chi sắc. Nhưng là, Dương Nghị Vân phát hiện, Đỗ Kiệt Bân nhìn chằm chằm nữ thiên tiên vẫn luôn đều ở yến năm thước bên người, tựa hồ căn bản liền không có xem Đỗ Kiệt Bân. Lúc này Dương Nghị Vân mới bừng tỉnh, nguyên lai Đỗ Kiệt Bân không thích yến năm thước chân chính nguyên nhân chính là nữ nhân. Trong lòng một nhạc Dương Nghị Vân cố ý hỏi Đỗ Kiệt Bân nói. Lão Đỗ cái kia yến năm thước bên người nữ thiên tiên là ai? Đỗ Kiệt Bân theo bản năng buột miệng thốt ra, đại thanh thế giới đệ nhị tiên môn, hỏa tình tiên môn, đệ nhất tiên nữ Diêu Thanh tiên tử. Dương Nghị Vân quan sát đến Đỗ Kiệt Bân nói lên cái kia Diêu Thanh tiên tử tựa hồ, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Lúc này liền tính là ngốc tử cũng nhìn ra được tới, Diêu Thanh tiên tử là Đỗ Kiệt Bân nữ thần, đáng tiếc chính là hắn tựa hồ chỉ là tương tư đơn phương. Liền ở hai người bát quái hết sức.
ở Yến Năm Thước lớn tiếng nói ra, đại gia cùng nhau đối phó Kim Thạch Yêu Chuột, nói sau, lớn nhỏ tiên môn người liền bắt đầu đối hai chỉ Kim Thạch Yêu Chuột công kích. Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, Yến Năm Thước kêu gọi lực rất lớn, hơn nữa vẫn là ở phía trước lớn nhỏ tiên môn đối cầm dưới tình huống, hắn hô lên một câu, mọi người là có thể nhất trí đối ngoại, công kích Kim Thạch Yêu Chuột. Thoạt nhìn kêu gọi lực rất mạnh, là cái khó chơi nhân vật A Dương Nghị Vân ở trong lòng nói thầm. Bất quá trước mắt tình huống, với hắn mà nói là chuyện tốt. Đối Dương Mỗ Nhân tới giảng, đục nước béo cò mới là vương đạo. Sát! Yến Năm Thước hét lớn một tiếng, bốn phía thiên tiên đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời thiên địa chi gian tràn đầy tất cả đều là lưu quang ngũ sắc các loại công kích tiên lực, trực tiếp đối với hai chỉ Kim Thạch Yêu Chuột mà đi. Giống giống! Hai chỉ Kim Thạch Yêu Chuột giống giận dựng lên, tựa hồ ở tuyên thệ, bọn họ cũng không phải dễ chọc giống nhau. Lại thấy hai chỉ Kim Thạch Chuột yêu toàn diện quang mang đại tác dựng lên, thanh như sấm minh, từng đạo quang mang bùng nổ dựng lên, như là vạn tiễn tể phát. Khí thế như hồng, mang theo không gì sánh kịp khí thế, ngay lập tức chi gian cuốn tịch hướng chu vi công thiên tiên nhóm. Lúc này Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân bốn người đều khoảng cách khá xa, hơn nữa đều tránh ở cự thạch lúc sau, cũng không sợ bị lan đến. Tốt nhất có thể lộng chết Yến Năm Thước Đỗ Kiệt Bân nhìn đến hai chỉ Kim Thạch Yêu Chuột bùng nổ lúc sau, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Dương Nghị Vân còn lại là không cho rằng lần này là có thể làm Yến Năm Thước đám người đã chịu cái gì thương tổn. Quả nhiên đương hai chỉ Kim Thạch Yêu Chuột bùng nổ lúc sau, Yến Năm Thước cùng nhau diêu thanh tiên tử chờ 7-8 cá nhân, toàn thân vầng sáng đại tác phẩm dựng lên, ngay sau đó một đám nháy mắt phi thân dựng lên, tới rồi nửa ngày không. Hiển nhiên bọn họ mấy cái cũng rõ ràng Kim Thạch Yêu Chuột lần này công kích không hảo ứng đối, lựa chọn tránh né. Ầm ầm ầm. A a a. Từng tiếng hôm nay động mà tiếng động không ngừng vang lên, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết. Yến Năm Thước chờ mấy người tránh né qua Kim Thạch Yêu Chuột trên người bùng nổ cường đại quang vội công kích, nhưng không đại biểu mặt khác tiên nhân là có thể tránh thoát đi. Trong giây lát cường đại công kích, đương trường liền ngã xuống đi thượng trăm tiên nhân. Dương Nghị Vân tiên thức lực đảo qua đi, phát hiện hơn phân nửa ngã xuống đi chính là thiên tiên lúc đầu cùng trung kỳ tiên nhân chiếm đa số, hơn nữa trên cơ bản là trực tiếp tử vong. Liền tính là thượng phẩm thiên tiên không chết cũng đều ở kêu thảm thiết. Lần này khiến cho lớn nhỏ tiên môn thế lực tổn thất rất 1/3. Giữa sân còn thừa tránh thoát đi cũng liền dư lại 200 suất đầu bộ dáng, hơn nữa một đám nhìn qua cũng đều không thoải mái. Thậm chí còn phi thân dựng lên ở giữa không trung Yến Năm Thước mấy người, giờ phút này cũng là thân thể lung lay sắp đổ. Có thể nghĩ, hai chỉ Kim Thạch Yêu Chuột công kích hợp lực dưới uy lực có gì chờ cường đại. Bất quá cũng không thương đến căn bản. Kim Thạch Yêu Chuột đại chiêu đã thả ra, hiện tại là suy yếu kỳ, vừa lúc là xử lý chúng nó cơ hội, đại gia xuất toàn lực, thạch tiên quả chúng ta cùng chung chi. Yến Năm Thước gõ đến chỗ tốt, thậm chí có thể nói mang theo mê hoặc hương vị thanh âm vang lên. Điểm này nghe vào Dương Nghị Vân trong tai đều cảm giác cái này Yến Năm Thước có chút dối trá. Cuối cùng một câu thạch tiên quả cùng chung nói, ở Dương Nghị Vân xem ra chính là vô nghĩa. Thật chờ xử lý hai chỉ Kim Thạch Yêu Chuột, cuối cùng thạch tiên quả tranh đoạt, thân là 10 đại tiên môn người, há có thể cùng người khác cùng chung. Ai có thể có thực lực tranh đến quá lớn tiên môn những người này. Giờ phút này ở Yến Năm Thước mê hoặc dưới. Dư lại thiên tiên nhóm quả nhiên nghe được thạch tiên quả cùng chung nói sau, một cái đôi mắt đều đỏ. Đệ nhị sóng đối hai chỉ Kim Thạch Yêu Chuột công kích khởi xướng. Mà lúc này đây Dương Nghị Vân cũng thấy được Yến Năm Thước chờ 8 thiên tiên đại viên mãn cấp bậc cao thủ, cũng phát động cường đại công kích. Ầm ầm ầm, liên tiếp công kích bùng nổ dưới, bao phủ hai chỉ Kim Thạch Yêu Chuột. Công kích qua đi, ở rên rỉ chung, hai chỉ Kim Thạch Yêu Chuột rốt cuộc ngã xuống. Đích xác nói đến cùng hai chỉ Kim Thạch Yêu Chuột không phải nhị giai hung thú, chỉ là nhất giai đỉnh, ở đại chiêu phóng thích lúc sau, căn bản là khiêng không được này hơn 200 danh thiên tiên khí đệ nhị sóng công kích. Ngã trên mặt đất cũng thuộc về bình thường. Hai đầu yêu thú rốt cuộc bị xử lý. Nhưng Dương Nghị Vân lại là biết chân chính bão táp cùng chém giết mới vừa bắt đầu. Ở tham dục trước mặt, ở hơn 200 danh tiên nhân chăm chú vào 12 viên thạch tiên quả trường hợp hạ, huyết tinh chỉ biết càng thêm tàn nhẫn. Quả nhiên, cũng không biết là cái nào thiên tiên dẫn đầu gầm rú một tiếng, cái thứ nhất nhằm phía thạch tiên quả. Lại là bị phía sau một đạo kiếm khí chạm thành hai đoạn. Sát sát sát, hỗn loạn lên, hoàn toàn rối loạn.
thiên tiên chi gian chém giết tranh đoạt kéo ra màn che. Dù sao cũng là hơn 200 hào thiên tiên, ở giải quyết hai chỉ kim thạch yêu chuột lúc sau, bất luận kẻ nào đều hoàn toàn có thể tới gần thạch tiên cây ăn quả. Có người cướp được đệ nhất viên thạch tiên quả, mang theo hưng phấn chi nhất chạy thoát đi ra ngoài, lại là bị mười mấy danh thiên tiên đuổi giết cướp đoạt. Đệ nhị viên, đệ tam viên, đệ thập viên. Nương cuối cùng một viên thạch tiên quả bị người từ trên cây trích sau khi đi, giữa sân hoàn toàn rối loạn. Dương Nghị Vân hắc hắc mừng rỡ. Lúc này Đỗ Kiệt Bân cùng lão mộ A Thiện đều đã nhìn không được vọt vào hỗn loạn giữa sân, dù sao 12 viên thạch tiên quả, mọi người đều có tranh đoạt. Tiên giới vốn dĩ chính là người ăn người pháp tắc, ai có thể cướp được liền tính là ai. Nắm tay đại thực lực cường, liền có tư cách hưởng thụ bực này tiên quả. Trong không khí tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi. Dương Nghị Vân còn lại là nhìn đến thạch tiên cây ăn quả bốn phía quả nhiên không có người tồn tại, hắn thân hình nhất dược thẳng đến thạch tiên cây ăn quả. Trong lòng chỉ có một ý niệm, đào thạch tiên cây ăn quả, trồng ở chính mình càn khôn hồ không gian, về sau cuồn cuộn không ngừng đều sẽ có thạch tiên quả, ngốc tử mới có thể cùng hơn 200 thiên tiên tranh đoạt 12 viên thạch tiên quả. Nhưng mà liền ở Dương Nghị Vân đến thạch tiên cây ăn quả bên khi, ở hắn đối diện một đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời đến. Lúc này Dương Nghị Vân ngẩng đầu vừa thấy, lại là sửng sốt, người tới cư nhiên là Đỗ Kiệt Bân chán ghét Yến Năm Thước. Mà Yến Năm Thước lúc này đến thạch tiên cây ăn quả bên, hiển nhiên cũng là cùng hắn một cái mục đích. Hai người đồng thời dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, có sát khí cùng hỏa hoa lập lòe. Đối với Dương Mẫu Nhân tới nói, đối với thạch tiên cây ăn quả, hắn chí tại tất đắc, chỉ là không nghĩ tới Yến Năm Thước cũng ở đánh thạch tiên cây ăn quả chủ ý. Bốn mắt nhìn nhau dưới, Dương Nghị Vân cùng Yến Năm Thước đối thượng. Hai người đều là sửng sốt, có lẽ đều không có nghĩ đến, đối phương mục tiêu thế nhưng đều là thạch tiên cây ăn quả. Dương Nghị Vân liền không nói, hắn có càn khôn hồ không gian có sinh mệnh chi thủy, trồng bực này tiên thụ là có 10 phần nắm chắc. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, Yến Năm Thước cũng ở đánh thạch tiên cây ăn quả chủ ý. Chẳng lẽ cái này Yến Năm Thước cũng có bí pháp cũng hoặc là cùng loại sinh mệnh chi thủy cùng loại chí bảo? Hắn trong lòng nói thầm lên. Nhưng đồng thời cũng nghĩ đến mặc kệ thế nào, hắn đều đối thạch tiên cây ăn quả chí tại tất đắc. Chẳng sợ hắn đối diện đứng ở chính là đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn tiên nhị đại đệ nhất nhân Yến Năm Thước, cũng chút nào không cho, đều phải đấu một trận. Mà đối với Yến Năm Thước tới nói, hắn nhìn đến Dương Nghị Vân đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cảm giác có chút buồn cười. Một cái nho nhỏ sơ phẩm thiên tiên chẳng lẽ cũng đối thạch tiên cây ăn quả cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến đây sau, Yến Năm Thước nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân há mồm thổ lộ một chữ, lăn. Ở Yến Năm Thước trong mắt căn bản liền không đem Dương Nghị Vân cái này nho nhỏ sơ phẩm thiên tiên để vào mắt, thậm chí còn đều nam hỏi Dương Nghị Vân ra sao tiên môn người. Bởi vì hắn Yến Năm Thước là đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn thiếu chủ, càng là một vị đại viên mãn cấp bậc thiên tiên. Một cái lăn tự khinh phiêu phiêu từ Yến Năm Thước trong miệng toát ra tới. Truyền vào Dương Nghị Vân trong tai. Lăn. Đã bao nhiêu năm, tựa hồ còn không có người đối hắn Dương Nghị Vân nói qua một cái lăn tự. Ở tu chân giới quý vị siêu nhiên với thánh địa phía trên nhất môn chi chủ, nói cao cao tại thượng chút nào không quá, đi đến nơi nào đều là bị coi là thượng tân, chưa từng có người dám đối hắn bất kính. Cho dù là tu chân giới những cái đó thánh chủ hạng người. Nhìn thấy hắn đều phải cung cung kính kính kêu thượng một câu Dương Thánh Chủ. Nhưng mà, hôm nay cư nhiên có người đối hắn Dương Mẫu Nhân khinh phiêu phiêu nói ra một cái lăn tự. Thật sự là thầm thầm nhưng nhẫn thúc thúc không thể nhẫn. Đối mặt Yến Năm Thước một cái lăn tự, Dương Nghị Vân sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống, người tính thứ gì, không biết cái gọi là món lòng, cái gì ngoạn ý. Dương Mẫu Nhân kỳ thật nóng quá, ở tu chân giới thời điểm phi thăng cảnh liền dám chém giết 6 chuyển tán tiên. Hiện giờ chân chính phi thăng thành tiên, thật đánh thật bước vào thiên tiên chi cảnh, đối mặt một cái đồng dạng là thiên tiên Yến Năm Thước, hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi. Tuy rằng tiểu cảnh giới kém vài cái, nhưng chung quy vẫn là ở thiên tiên trong vòng, không có gì sợ quá. Với hắn mà nói chỉ cần không phải chân tiên chi cảnh, liền không có gì sợ quá, trực tiếp đối thượng đều không sao cả. Nói nữa còn có hoa sen đen tồn tại, mấu chốt hết sức, hoa sen đen lực lượng ra tới. Hiệp trợ hắn chém giết một cái thiên tiên dư giả. Điểm này ở phía trước nhất kiếm chém giết 12 cái thượng phẩm thiên tiên thời điểm, đã chứng thực. Bị Yến Năm Thước khinh thường nhìn lại một cái lăn tự, hoàn toàn làm Dương Mẫu Nhân phẫn nộ rồi. Không chút do dự dỗi qua đi.
nhưng đối với Yến Năm Thước tới giảng, Dương Nghị Vân phản kích, nghe vào hắn trong tai tương phản lớn hơn nữa. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ sơ phẩm thiên tiên cư nhiên cũng dám phản bác hắn đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn công tử. Trong khoảng thời gian ngắn Yến Năm Thước ngây ngẩn cả người. Đây là làm sao vậy? Khi nào một cái nho nhỏ sơ phẩm thiên tiên cũng dám phản bác hắn? Đối này Yến Năm Thước nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, hai người giờ phút này kỳ thật mặt đối mặt, trung giản cách thạch tiên cây ăn quả, cứ như vậy mặt đối mặt trừng mắt. Nửa hướng lúc sau phục hồi tinh thần lại Yến Năm Thước, bỗng nhiên toàn thân sát ý phóng lên cao, trong nháy mắt từ ôn tồn lễ độ, hoàn toàn nổi trận lôi đình. Như là từ một đầu cừu biến thành sư tử mãnh hổ giống nhau, khó thở mà cười, ngươi tìm chết. Tiểu tử tại đây đại thanh thế giới còn chưa từng có bất luận cái gì một cái thiên tiên dám đối với bản công tử vô lễ, giống ngươi bực này con kiến tiểu thiên tiên, bản công tử trở tay chi gian có thể tiêu diệt 100, ngươi thành công chọc giận bản công tử. Ngươi một cái rác rưởi, cũng muốn đánh thạch tiên cây ăn quả chủ ý. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình tính tình. Nguyên lai bản công tử chỉ là muốn cho ngươi cái này rác rưởi cút đi, hiện tại. Bản công tử quyết định làm ngươi cấp thạch tiên cây ăn quả bón phân. Yến Năm Thước âm trầm sắc mặt từng câu từng chữ uy hát yêu ta Dương Nghị Vân. Bất quá lại bị Dương Nghị Vân không chút khách khí ngắt lời nói, ngươi gọi sai tên, tiểu gia xem ra ngươi hẳn là kêu ghét vô sỉ, chán ghét ghét, vô sỉ vô sỉ. Ngươi mẹ nó lại có thể nại như cũ là cái thiên tiên, căng đã chết là cái đại viên mãn thiên tiên, đắc ý cái gì? Tiểu gia ta ở tu chân giới thời điểm, phi thăng cảnh giới trong lúc liền chém giết quá có thể so với kim tiên 6 chuyển tán tiên. Ngươi có cái gì cảm giác về sự ưu việt? Lại cho ngươi một cái cơ hội, từ thạch tiên cây ăn quả trước mặt biến mất, nếu không tiểu gia quản ngươi là cái gì đệ nhất tiên môn không đệ nhất tiên môn, làm theo đem ngươi lột ra rút gân, thứ gì, ta phi. Luận ngoài miệng công phu, Dương Mẫu Nhân còn không có thua quá, một hồi nhục nhã mắng, làm Yến Năm Thước cả người đều phát run lên, từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người như thế như vậy đối hắn. Giờ phút này Yến Năm Thước bị đã chịu thật lớn vũ nhục. Luận mồm mép công phu, hắn sao có thể là Dương Nghị Vân đối thủ, 10 cái thêm cùng nhau đều không đủ. Ngươi, ngươi, ngươi tìm chết. Sắc mặt đỏ bừng trắng bệch Yến Năm Thước bị Dương Nghị Vân mắng sắp tức chết rồi, đừng nửa ngày liền nghẹn ra này một câu tới. Ngay sau đó vèo một tiếng thẳng đến Dương Nghị Vân mà đến. Đối này Dương Nghị Vân sớm đã có ứng đối, hắn cũng là cố ý mắng Yến Năm Thước, muốn hoàn toàn chọc giận cái này tiên nhị đại đệ nhất nhân. Như thế thời điểm chiến đấu sẽ càng có nắm chắc. Giờ phút này nhìn đến Yến Năm Thước thành công phẫn nộ, đối chính mình ra tay giết tới, Dương Nghị Vân khóe miệng lộ ra tà tà ý cười. Bất quá hắn cũng chút nào không dám đại ý, bởi vì hắn thấy được Yến Năm Thước ra tay sau tốc độ so sánh với phía trước gặp qua đại viên mãn thiên tiên tào mãn còn muốn mau. Đối địch là lúc, coi rẻ địch nhân có thể, nhưng lại không thể khinh thường địch nhân. Hơn nữa một người thực lực cường đại cùng không. Kỳ thật vừa ra tay liền có thể nhìn ra tới. Cái này Yến Năm Thước, ở Dương Nghị Vân xem ra, cũng tuyệt đối không phải cái loại này tiên gia con cháu trung bình hoa, 10 cái cao thủ. Cho nên giờ phút này Dương Nghị Vân không dám có chút đại ý. Trong lòng vừa động trực tiếp triệu hoán hoa sen đen hỗ trợ. Trước kia lão nhân dạy dỗ quá hắn, đối địch chi đạo, cần sư tử vồ thỏ tận thượng toàn lực. Nếu Yến Năm Thước không phải cái bình hoa, vậy làm hoa sen đen hỗ trợ đi. Hơn nửa giờ phút này giữa sân khắp nơi đều ở vì thạch tiên quả chém giết, hỗn loạn vô cùng, thời gian không thôi kéo hắn lâu lắm. Lại một cái Dương Nghị Vân rõ ràng mục tiêu của chính mình chính là thạch tiên cây ăn quả, chỉ có này cây mới là thật thật tại tại đồ vật. Mặt khác đồ vật đều không sao cả, bao gồm Yến Năm Thước cái này đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn công tử ca, đều là mây bay. Đại thanh thế giới chẳng qua là hắn phi thăng tiên giới lúc sau chạm thứ nhất. Là cái ván cầu giảm sóc địa phương. Sát một cái Yến Năm Thước liền giết, hắn mới sẽ không để trong lòng. Nếu liền một cái Yến Năm Thước đều giải quyết không được, còn nói cái gì về sau? Còn muốn đi tìm lão nhân, làm trời cao tà đồ đệ, hắn muốn đi giúp lão nhân, cứ việc không biết có thể hay không giúp được với. Hắn cũng là hắn làm một cái đồ đệ nên làm. Tuy rằng lão nhân chưa từng có đối chính mình nói lên quá, hắn địch nhân là ai? Nhưng Dương Nghị Vân đoán đều có thể đoán được, tuyệt đối không phải người bình thường. Lão nhân chính mình đều là 12 giai tán tiên chí tôn, là có thể so với tiên giới tối cao cấp bậc tiên tôn, cho nên chết lão nhân địch nhân nghĩ đến cũng là cái này cấp bậc. Đối mặt tiên tôn cấp bậc tồn tại, lão nhân có thể hay không giải quyết?
ở Dương Nghị Vân nghĩ đến tuyệt đối cũng không phải là chuyện dễ. Cho nên hắn nghĩ muốn đi tìm lão nhân, muốn đi giúp hắn, tẫn một cái làm đồ đệ trách nhiệm. Cứ việc lão nhân năm đó phân biệt hết sức, không tạp làm hắn trộn lẫn, thậm chí đều nói ra không thể đối bất luận kẻ nào nói hắn là hắn trời cao tà đệ tử việc. Chính là Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ như cũ sẽ đi làm như vậy. Cho nên nói, so sánh với trong lòng to lớn vô cùng mục tiêu, một cái nho nhỏ yến năm thước cái gì đều không tính là. Nếu là hắn sợ hãi một cái tiên nhị đại đại viên mãn thiên tiên, kia về sau cũng đừng nghĩ đi đến đại thanh thế giới, càng đừng nghĩ đi trợ giúp lão nhân tìm kiếm lão nhân. Làm hoa sen đen ra tay hỗ trợ Dương Nghị Vân là tưởng tốc chiến tốc thắng. Đương nhiên đến nỗi có thể hay không chém giết được yến năm thước, kỳ thật đối Dương Nghị Vân tới nói không sao cả. Hắn mục tiêu đệ nhất là thạch tiên quả, đệ nhị có thể sát liền giết, đệ tam không thể giết tạm thời cũng không nghĩ cho chính mình chọc phiền toái, bởi vì hắn còn cần ở đại thanh thế giới đãi một đoạn thời gian. Mà hoa sen đen lực lượng ở hắn tiến vào tiếp dẫn chỉ một lần nữa tẩy tủy lễ rửa tội thời điểm cũng được đến rất lớn tăng lên, là có thể cùng với hắn chàng trưởng thành. Lúc này ra tới hỗ trợ đối phó một cái đại viên mãn thiên tiên kỳ thật Dương Nghị Vân cảm giác vấn đề không lớn. Đương nhiên cùng đại viên mãn thiên tiên giao phong đây là Dương Nghị Vân lần đầu tiên, cụ thể cũng không biết nhan năm thước thủ đoạn đến tột cùng như thế nào. Dù sao liền nghĩ tốc chiến tốc thắng đó là. Đương trong đầu triệu hoán hoa sen đen lúc sau, ngay sau đó Dương Nghị Vân trên người liền truyền đến một cổ thật lớn lực lượng. Đồ long kiếm nơi tay, nhìn yến năm thước quỷ mị nhào lên thân hình, Dương Nghị Vân bỗng nhiên nhất kiếm chém qua đi. Ong, oanh! Đồ long kiếm mang theo kiếm mình oanh nhất kiếm chém ra. Một tiếng kêu rên vang lên. Ngay sau đó yến năm thước bay ngược đi ra ngoài. Lùi lại mười mấy mét. Dương Nghị Vân trong lòng mừng rỡ, thấy được yến năm thước khóe miệng máu. Hắn biết chém giết không thành vấn đề. Hoa sen đen lực lượng chi cường còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng một đường. Thừa hắn bệnh muốn hắn mệnh. Dương Nghị Vân một bước bước ra, thúc giục trong cơ thể càn khôn đan nội thần lực, có hoa sen đen thêm vào lực lượng, lần thứ hai nhất kiếm đối với yến năm thước chém xuống. Mà yến năm thước còn lại là sắc mặt đại biến, hắn trước nay đều không có nghĩ tới, một cái nho nhỏ sơ phẩm thiên tiên có thể thương đến hắn. Nhưng tựa hồ sự thật chứng minh, trước mắt cái này tiểu thiên tiên đừng nói thương đến hắn, chính là chém giết thực lực của hắn đều là có. Giờ khắc này yến năm thước trong lòng có chút hoảng loạn. Nhìn đến Dương Nghị Vân rút kiếm mà đến, yến năm thước trên mặt biến hóa một chút, ngay sau đó đó là vẻ mặt kiên nghị, như là hạ định rồi cái gì quyết định giống nhau. Bỗng nhiên trong tay một phen, một khối trường điều tựa ngọc đồ vật nơi tay, ngay lập tức chi gian bộc phát ra cường đại tiên nguyên tràn ngập mở ra. Lúc này vẫn luôn đều không có nói chuyện thần ma điểu bỗng nhiên mở miệng truyền âm nói, tiểu hỗn đản cẩn thận, đây là lôi đình tiên phủ, nhìn uy lực bất phàm, làm tốt phòng ngự. Thần ma điểu phía trước đều ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai ngủ gật, lúc này lại là mở miệng nhắc nhở Dương Nghị Vân. Đối này Dương Nghị Vân sau khi nghe được, cũng không có thời gian hỏi nhiều cái gì, trong lòng đảo căng thẳng, bởi vì hắn biết thần ma điểu thứ này, đầu óc tuy rằng có chút thời điểm có vấn đề, sẽ có hỗn loạn, nhưng là thường thường nói ra nói, tuyệt đối không phải nói bừa hạt nhắc nhở. Nếu thần ma điểu nói, yến năm thước trong tay là cái gì lôi đình tiên phù làm hắn làm tốt phòng ngự, vậy nghĩ đến, yến năm thước trong tay lôi đình tiên phù không phải là phàm vật. Kim cương chí tôn, Dương Nghị Vân trong lòng mặc niệm một tiếng, khởi động lão nhân truyền thụ pháp tương thêm vào, càng là toàn lực thúc dục trong cơ thể càn khôn thần lực. Oanh, cũng liền ở hắn vừa mới mở ra phòng ngự lúc sau, lại thấy yến năm thước trong tay bộc phát ra một cái đầu ngón tay phẩm chất màu tím tia chớp, mang theo nổ vang cùng lệnh nhân tâm giật mình thanh âm vang vọng toàn trường. Lôi điện tia chớp thẳng đến hắn mà đến. Răng rắc, ầm vang, yến năm thước tay màu tím tia chớp ngay lập tức liền dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Thật lớn lôi điện oanh kích ở trên người, tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cấp Dương Nghị Vân phản ứng cơ hội, tốc độ cực nhanh vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa uy lực chi cường đại cũng xa xa không phải tu chân giới lôi đình có thể so sánh với. Đây là chân chính thiên lôi chi uy. Một tiếng ầm vang lúc sau Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy toàn thân đều như búa tạ đập, cũng như cực nóng đau đớn ngọn lửa ở đốt cháy, càng như đến xương hàn băng tưới, này chung cảm giác vô cùng khó chịu. Trong cơ thể khí huyết cũng ở quay cuồng. Phốc, thân thể không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài, ở giữa không trung một mồm to máu bỗng nhiên phun ra. Chạm vào răng rắc, Dương Nghị Vân thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài mười mấy mét xa,
đánh vào một khối tảng đá lớn thượng, cục đá chia năm xẻ bảy. Khụ khụ, từng đợt ho ra máu dựng lên. Dương Nghị Vân giờ phút này trong lòng sông cuộn biển gầm. Không nghĩ tới tiên giới lôi đình chi lực tẫn nhiên cường đại tới rồi bực này nông nỗi. Cùng tu chân giới lôi đình chi lực, tu chân giới lôi đình chi uy hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Trong lòng cũng nghĩ mà sợ vô cùng, nếu không phải thần ma điểu sớm một bước nhắc nhở, hắn làm ra phòng ngự, hiện tại liền không phải phun một búng máu dịch đơn giản như vậy. Chí tôn thần thông pháp tương chi lực cùng kim cương tam ấn phòng ngự thêm vào, ở lôi đình đánh rớt trong người thời điểm nháy mắt rách nát. Bao gồm hắn trong cơ thể càn khôn thần lực tẫn nhiên cũng không có rất mạnh phòng ngự, tại đây một đạo lôi đình dưới sôi nổi tan vỡ. Giảng nói thật, này một kích làm Dương Nghị Vân phi thường khó chịu, đã chịu không lớn không nhỏ thương tổn. Ha ha, tiểu tử bản công tử băng hỏa thiên lôi phù tư vị không tồi đi. Yến Năm Thước trong tay lấy như cũ cái loại này thiên lôi phù, đi bước một đi tới Dương Nghị Vân trước người. Khụ khụ. Dương Nghị Vân lau khóe miệng vết máu, cũng bất quá như thế. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng liền nói chính là Dương Nghị Vân bực này người, rõ ràng đã bị Yến Năm Thước trong tay băng hỏa thiên lôi phù thương đến, nhưng ngoài miệng đối mặt địch nhân thời điểm vĩnh viễn là sẽ không thừa nhận. Trên thực tế đâu? Ở trong lòng hắn thực kiêng kỵ Yến Năm Thước trong tay băng hỏa thiên lôi phù. Ha ha ha, bản công tử trong tay thiên lôi phù, còn có thể sử dụng hai lần, hẳn là có thể làm tiểu tử ngươi dục tiên dục tử, đến đây đi kế tiếp hảo hảo thể hội tiên giới thiên lôi phù hương vị. Đây chính là các ngươi này đó hạ giới để tiện người hưởng thụ không đến hương vị. Yến Năm Thước nói chuyện chung lại một lần chính là thúc giục trong tay băng hỏa thiên lôi phù. Đối này Dương Nghị Vân sao lại ngồi chờ chết. Tiểu gia cũng có lôi đình cho ngươi nếm thử. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân đứng dậy trong tay một phen, một quả hỏa hồng sắc lá cây ở lòng bàn tay. Đúng là hắn càn khôn hồ không gian ngũ hành tím lôi lá cây. Đối với tím lôi diệp Dương Nghị Vân kỳ thật vẫn luôn đều không có dùng như thế nào quá, một gốc cây tím lôi trên cây liền năm phiến ngũ hành lá cây. Rất nhiều dưới tình huống hắn đều theo bản năng quên mất, lúc này thấy được Yến Năm Thước sử dụng băng hỏa thiên lôi phù sau, hắn nghĩ tới chính mình càn khôn hồ còn có một gốc cây ngũ hành tím lôi thụ tồn tại, ngọn cây thượng gần năm phiến ngũ hành lá cây, mỗi một mảnh lá cây chung lại đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi đình chi lực, hơn nữa vẫn là ngũ hành thuộc tính. Nếu người Yến Năm Thước có lôi đình phù lực lượng, ta đây cũng thử xem tím lôi lá cây uy lực. Chịu chết đi. Giờ phút này Yến Năm Thước thúc giục trong tay hắn băng hỏa thiên lôi phù lần thứ hai. Phía trước thứ này nói là có thể sử dụng ba lần. Đây là lần thứ hai. Dương Nghị Vân lấy ra một mảnh hỏa thuộc tính lá cây, nháy mắt thiêu đốt dựng lên. Oanh, răng rắc. Đương hắn thúc giục trong tay hỏa thuộc tính tím lôi diệp lúc sau, trong giây lát một đạo ngọn lửa bay lên trời. Cùng với tiếng sấm vang vọng phía chân trời. Mà Yến Năm Thước một đạo lôi đình cũng đánh rất mà đến. Dương Nghị Vân tím lôi diệp đừng nhìn chính là một mảnh nho nhỏ lá cây, nhưng ở kích phát lúc sau, lại là biến thành một đạo cánh tay thô tráng mang theo đỏ thắm ngọn lửa lôi điện. Yến Năm Thước băng hỏa lôi điện như cũ là uy lực bất phàm thật nhỏ lôi điện, so với Dương Nghị Vân này một đạo lôi điện kém một vòng, khí thế thượng lần này đều yếu đi một bậc. Ầm vang, răng rắc sát. Lưỡng đạo lôi đình giao phong. Yến Năm Thước mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn, Dương Nghị Vân trong tay toát ra tới một mảnh lá cây cư nhiên đồng dạng hóa ra lôi đình chi lực. Trọng điểm là so với hắn băng hỏa lôi đình phụ uy lực còn muốn đại, hai cổ lôi đình chi lực giao phong dưới, tẫn nhiên hóa giải hắn băng hỏa lôi đình chi lực. Này thật sự là... Nhật cầu. Yến Năm Thước cảm giác hôm nay chính mình nhất định là đụng vào quỷ, như thế nào sẽ gặp phải trước mắt tiểu tử này. Rõ ràng là cái sơ phẩm tiểu thiên tiên, chính là lực lượng chút nào không thể so hắn kém, thậm chí là ở lực lượng thượng còn áp quá hắn một đầu. Hắn lấy ra sư môn trưởng bối ban thưởng băng hỏa thiên lôi phù, tất nhiên bị tiểu tử này một mảnh lá cây cấp hóa giải vội vàng. Yến Năm Thước là đang xem không hiểu thế giới này, trong tay hắn thiên lôi phù đó là xuất từ chân tiên tay A. Vốn tưởng rằng có thể đem Dương Nghị Vân một kích cấp đánh chết, không nghĩ tới không đánh chết, tiểu tử này ngược lại còn lấy ra một mảnh lá cây. Cư nhiên cũng ẩn chứa lôi thiên chi uy. Cái này Yến Năm Thước có chút hoảng thần. Trong tay hắn băng hỏa thiên lôi phù tổng cộng là có thể dùng 3 lần, hiện tại đã dùng hết 2 lần cư nhiên đều không có đem Dương Nghị Vân cấp xử lý. Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Hắn Yến Năm Thước trong tay có lôi đình thiên phù, nhân ra Dương Nghị Vân trong tay đồng dạng có. Hơn nữa luận uy lực chút nào không cần hắn kém.
xuất từ kim tiên tay tiên phù đều có thể làm tiểu tử này hóa giải. Yến Năm Thước càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt tiểu tử này, trên người hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu chí bảo, còn có cái gì bí mật. Này tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ sơ phẩm thiên tiên có thể có được năng lực. Lúc này Dương Nghị Vân chính là đem Yến Năm Thước thần sắc biến hóa đều xem ở trong mắt. Lúc này Dương Nghị Vân khóe miệng lộ ra ý cười nhìn Yến Năm Thước nói, uy đồ vô sỉ, kế tiếp nên đến phiên tiểu gia ta phản kích, chuẩn bị tốt chịu chết đi. Dứt lời lúc sau, Dương Nghị Vân trong tay vầng sáng lập lòe xuất hiện, một lục một hoàng hai mảnh lá cây, đây là thuộc tính vì mộc cùng thổ tím lôi lá cây. Yến Năm Thước trong tay băng hỏa thiên lôi phù còn có thể sử dụng một lần cơ hội, nhưng Dương Nghị Vân sẽ không cho hắn cơ hội. Một mảnh tím lôi diệp đều có thể hóa giải rất Yến Năm Thước băng hỏa lôi đình phù, hiện tại hai mảnh tím lôi lá cây cũng đủ làm Yến Năm Thước uống một hồ, lần này liền tính làm hắn không chết, kia cũng muốn làm này tôn tử chết khiếp. Răng rắc sát, lôi thiên lập lòe dựng lên. Một lục một hoàng lưỡng đạo cánh tay thô lôi điện từ Dương Nghị Vân lòng bàn tay mà ra, thẳng đến Yến Năm Thước. Giờ phút này Yến Năm Thước trong lòng sắc mặt đại biến, vội vàng lại thúc giục trong tay băng hỏa lôi đình phù. Giác! Huyền Vũ rời núi. Yến Năm Thước lúc này ở cũng không hề giữ lại, ở thúc giục trong tay băng hỏa lôi đình phù lúc sau, vận dụng hắn sở tu luyện pháp tắc đạo thuật. Huyền Vũ rời núi, đây là thổ thuộc tính pháp tắc lực lượng, càng là hắn mạnh nhất đạo thuật. Thổ thuộc tính pháp tắc lực lượng là hắn lĩnh ngộ tiên đạo chi lực, cũng là phòng ngự mạnh nhất lực lượng. Yến Năm Thước tại đây một khắc căn bản là không có tin tưởng tiếp được Dương Nghị Vân lưỡng đạo cường đại lôi đình chi uy. Lúc này cũng chỉ có thể liều mạng. Ầm ầm ầm. Hai người giao phong cũng liền ở khoảnh khắc chi gian. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên lúc sau, giữa sân bùng nổ chính là đủ mọi màu sắc tiên nguyên lực. Này một kích lúc sau, cũng kinh động hỗn loạn vô cùng chém giết chiến trường. Một đám ở tranh đoạt thạch tiên quả thiên tiên ngừng lại. Sôi nổi nhìn về phía Dương Nghị Vân cùng Yến Năm Thước phương hướng. Bất quá lại nói tiếp, lúc này giữa sân, trên cơ bản đã bình tĩnh. Mấy trăm thiên tiên đến cuối cùng chỉ có không đến 50 người còn sống. Đầy đất đều là thi thể. Phía trước hỗn loạn là giết đỏ cả mắt rồi, tưởng đình đều dừng không được tới. Mà lúc này đâu? Bị Dương Nghị Vân cùng Yến Năm Thước chiến đấu tiếng chém giết kinh động lúc sau, này những tiên nhân dừng tay. Một ít được đến thạch tiên quả thiên tiên chống cơ hội xa độn mà đi, rời đi cái này thảm thiết chiến trường, dù sao đối bọn họ tới nói, thạch tiên quả đã đổi tay. Mà đối với không có được đến thạch tiên quả nhưng lại còn sống thiên tiên tới giảng, sự tình đã trở thành kết cục đã định, nói đến cùng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Mỗi một cái có thể tu luyện thành tiên người, có thể đi đến này một bước nhưng đều là không dễ dàng. Cho nên đều dừng tay. Đỗ Kiệt Bân cùng lão mộ hơn nữa A Thiện ba người vốn dĩ chính là nhất thể, cũng là có thể lẫn nhau phối hợp ăn ý chủ tớ. Tại đây chàng tranh đoạt thạch tiên quả chém giết chung, ba người vốn dĩ chính là thành tích tiến vào chiến trường, vận khí không tồi cướp đoạt đến một quả. Đường Đỗ Kiệt Bân ba người bị kinh thiên động địa lôi đình chi lực hấp dẫn, quay đầu nhìn lại thời điểm, lại là trừng lớn đôi mắt. Vài trăm mét ở ngoài, thấy được Dương Nghị Vân cùng Yến Năm Thước ở chém giết, thấy được thô tráng lôi điện. Này, không tốt, Vân Tử cùng, ghét vô sỉ, đối thượng, chúng ta qua đi hỗ trợ, hắn như thế nào cùng cái kia vương bát đản đối thượng, muốn không xong a. Đỗ Kiệt Bân nói chuyện chung hướng về Dương Nghị Vân cùng Yến Năm Thước nơi chiến trường chạy tới, hắn sợ chính là Dương Nghị Vân có hại. Yến Năm Thước không thiếu cùng hắn tranh đấu, Đỗ Kiệt Bân rất rõ ràng Yến Năm Thước âm hiểm. Không ngừng là Yến Năm Thước, giữa sân dư lại hiện tại nhưng đều xem như đại tiên môn cùng tiểu tiên môn cao thủ. Thấy được Yến Năm Thước cư nhiên ở cùng một cái sơ phẩm thiên tiên ở chém giết thật sự là chấn động. Chờ đến bọn họ tới gần một đám tròng mắt thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Bởi vì bọn họ xem qua đi thời điểm, Dương Nghị Vân cùng Yến Năm Thước giao phong đã đối thượng. Lại thấy là Yến Năm Thước huyền vũ đạo thuật cư nhiên bị đánh bại, rồi sau đó cả người trực tiếp bị tạp vào loạn thạch đôi chung. Ai đều sẽ không nghĩ đến một cái nho nhỏ sơ phẩm thiên tiên thế nhưng có thể đem đường đường đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn công tử ca cấp làm bay ra đi. Hơn nữa thoạt nhìn lần này còn bị thương không nhỏ. Giữa sân tức khắc an tĩnh. Dương Nghị Vân còn lại là khóe miệng lộ ra ý cười, hắn có thể cảm nhận được Yến Năm Thước cái này bị thương phi thường trọng. Trở tay chi gian hai mảnh tím lôi diệp lần thứ hai xuất hiện, lần này hắn lấy ra chính là kim loại tính cùng thủy thuộc tính tím lôi diệp. Nếu động thủ vậy trực tiếp làm chết, không lưu hậu hoạn. Răng rắc,
vung tay lên bỗng nhiên cuối cùng hai mảnh tím lôi lá cây liền đối với Yến Năm Thước nơi loạn thạch đôi mà đi. Không! Ầm vang! Yến Năm Thước hoảng sợ kêu to vang lên. Lại là bị hoàn toàn bao phủ ở lôi đình chung. Dương Nghị Vân cái này hoàn toàn yên tâm, thân hình chợt lóe tới rồi thạch tiên cây ăn quả trước, phất tay chi gian đem thạch tiên cây ăn quả rút ra ném vào càn khôn hồ không gian. Chém giết một hồi xử lý một cái đại thanh thế giới đệ nhất thiên môn công tử ca Yến Năm Thước, rốt cuộc được đến thạch tiên cây ăn quả. Giờ phút này giữa sân chết giống nhau yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới một cái sơ phẩm thiên tiên có thể xử lý một cái đại viên mãn thiên tiên, mấu chốt là đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn người thừa kế. Tiểu thiên tiên thật đúng là dám a. Nửa hướng lúc sau, một tiếng phẫn nộ vang lên, tặc tử thật lớn gan chó, ngươi giết ta thượng huyền tiên môn người thừa kế, chúng sư đệ cấp Yến sư huynh báo thù, mặt khác tiên môn chư vị sư huynh sư tỷ, nếu là có thể sát tiểu tử này, ta thượng huyền tiên môn trọng thưởng. Giết một cái Yến Năm Thước cũng không đại biểu, Yến Năm Thước liền không có đồng môn, trên thực tế thân là thượng huyền tiên môn người còn có rất nhiều tồn tại. Lúc này ra tới nói chuyện chính là Yến Năm Thước một cái sư huynh Hách Hữu Đà, hơn nữa là thượng huyền tiên môn môn chủ đệ tử, Yến Năm Thước là thượng huyền tiên môn môn chủ nhi tử. Giờ phút này Hách Hữu Đà trong lòng quả thực như ăn ruồi bọ giống nhau khó chịu. Yến Năm Thước đã chết, hắn làm sư huynh bụng làm dạ chịu, trở về căn bản không có biện pháp cấp sư phụ công đạo một câu, người nhi tử bị người giết. Phía trước Yến Năm Thước nhiên hắn dẫn người đi cướp đoạt thạch tiên quả, mà chính hắn còn lại là đi giành thạch tiên cây ăn quả, hơn nữa tự phụ chính là, Yến Năm Thước một người đều không có mang đi. Đối này Hách Hữu Đà cùng mặt khác đồng môn cũng không nói gì thêm, bởi vì mọi người đều biết Yến Năm Thước từ nhỏ thân phận tôn quý, dưỡng thành phi thường tự mình tính cách, nói trắng ra là chính là cái tự đại cuồng. Bất quá nói lời nói tới, ở hôm nay Đại La Tiên Phủ Thiên Tiên Trung, Yến Năm Thước tu vi cũng đích xác tính không tồi. Thân phận địa vị thực lực tụ toàn Yến Năm Thước, một người đi giành thạch tiên cây ăn quả, Hách Hữu Đà chờ sư môn sư huynh đệ cũng không có gì hảo lo lắng. Nhưng ai sẽ nghĩ đến chỉ chớp mắt chính là cái này kết cục đâu. Yến Năm Thước tất nhiên bị một cái nho nhỏ sơ phẩm thiên tiên cấp giết. Ai đều không có gặp qua cái này tiểu thiên tiên, phi thường xa lạ. Nhưng là đâu? Cái này tiểu thiên tiên nếu có thể xử lý Yến Năm Thước, vậy tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, mà là chân chính có thực lực cùng thủ đoạn. Ở tiên giới thoạt nhìn tu vi nhược tiên nhân, không nhất định liền thực lực nhược. Có chút thiên tiên hạng người ở thiên tiên trong lúc liền có thủ đoạn chém giết chân tiên thậm chí là kim tiên đều có khối người. Cho nên ở Hách Hữu Đà trong lòng nghĩ đến, có thể chém giết rất Yến Năm Thước cái này tiểu thiên tiên tuyệt đối là bực này thiên tài hạng người. Cũng cho nên Hách Hữu Đà không có đi tùy tiện ra tay giết cái này tiểu thiên tiên, mà là lợi dụng hắn đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn thượng huyền tiên môn chiêu bài tới đối phó tiểu thiên tiên. Như thế dưới tình huống, liền tính là cái này tiểu thiên tiên thực lực ở cường đại, hắn sẽ đối mặt ở đây đại đa số thiên tiên. Bởi vì bọn họ thượng huyền tiên môn là đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn, chỉ bằng điểm này, sẽ có rất nhiều người nể tình, huống chi hắn còn hứa hẹn ra có phong phú khen thưởng. Ở danh vọng cùng ích lợi điều khiển hạ, Hách Hữu Đà tin tưởng sẽ có người đứng ra. Nếu làm hắn đơn độc đi đối mặt cái này có thể chém giết Yến Năm Thước tiểu thiên tiên. Tính cách cẩn thận Hách Hữu Đà mới sẽ không đi làm như vậy. Bất quá phong phú khen thưởng điểm này là sẽ thực hiện, điểm này thượng huyền tiên môn trước nay đều là như thế này làm việc, một câu không kém tiền. Hôm nay mặc kệ nói như thế nào, Yến Năm Thước đã chết, đây là thượng huyền môn đại sự, cũng chắc chắn trở thành toàn bộ đại thanh thế giới đại sự kiện. Nếu là không làm điểm cái gì, hoặc là nói đem cái này giết hại Yến Năm Thước tiểu thiên tiên cấp bắt lấy. Trở về lúc sau chờ đợi hắn Hách Hữu Đà chắc chắn là hắn sư phụ thượng huyền tiên môn môn chủ Yến Vô Lượng lửa giận. Dựa theo Hách Hữu Đà đối sư phụ Yến Vô Lượng hiểu biết, hôm nay nếu là không làm, đến lúc đó hắn cùng mặt khác đồng môn đều đem sẽ bị Yến Vô Lượng đánh chết. Dù sao hôm nay đối với toàn bộ đại thanh thế giới tiên nhân tới nói ra đại sự. Đường đường đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn người thừa kế bị giết, đây chính là đại sự kiện. Đường Hách Hữu Đà một câu hô lên tới sau. Giữa sân rời đi liền có người hơn 1000 một bước. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Trong lúc nhất thời trừ bỏ số ít một ít thiên tiên ở ngoài, 8 phần người đem Dương Nghị Vân vây quanh lên. Những người này tự nhiên đều phải coi trọng huyền tiên môn mặt mũi. Bởi vì đại gia biết, Yến Năm Thước là thượng huyền tiên môn người thừa kế, là thượng huyền tiên môn môn chủ Yến Vô Lượng nhi tử, hiện giờ Yến Năm Thước bị giết, có thể nghĩ Yến Vô Lượng cùng toàn bộ thượng huyền tiên môn lửa giận kiểu gì to lớn.
lúc này đại gia đứng ra chính là cấp thượng huyền tiên bề mặt tử. Đương nhiên nếu có thể đem chém giết yến năm thước sơ phẩm tiểu thiên tiên chém giết, liền càng tốt, có thể cho yến vô lượng thiếu tiếp theo cái đại nhân tình. Nói nữa tương ứng thế lực cùng thiên tiên rất nhiều, liền tính là tiểu thiên tiên lại lợi hại, hắn cũng là một người mà thôi, không khó bắt lấy đi. Lúc này giữa sân trải qua một hồi chém giết tranh đoạt thạch tiên quả sau, dư lại thiên tiên cũng chính là 50 tới hào người, có tiếp cận 40 người đứng ở hách hữu đà một phương, đem Dương Nghị Vân vây quanh ở thạch tiên cây ăn quả địa phương. Có 8-9 thành người muốn sát Dương Nghị Vân cái này chém giết yến năm thước tiểu thiên tiên. Tự nhiên cũng có người không có động thủ. Tỷ như Đỗ Kiệt Bân. Lúc này Đỗ Kiệt Bân cũng sắc mặt xanh lè. Hắn thật là chán ghét yến năm thước, chính là, còn chưa tới muốn sát yến năm thước nông nỗi. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân cư nhiên liền giết yến năm thước, đây là hắn vạn lần không ngờ. Đỗ Kiệt Bân biết cái này Dương Nghị Vân sấm hạ đại họa, ở đại thanh trên thế giới huyền tiên môn địa vị là đệ nhất tiên môn cũng không phải là nói không. Mà yến năm thước lão cha yến vô lượng chính là thượng huyền tiên môn môn chủ, xem như đứng ở đại thanh thế giới kim tự tháp nhân vật. Trọng điểm là yến năm thước chính là thượng huyền tiên môn người thừa kế, hiện tại bị Dương Nghị Vân giết, đây là toàn bộ thượng huyền tiên môn sỉ nhục. Đều là đại thanh thế giới 10 đại tiên môn công tử ca Đỗ Kiệt Bân rất rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tính. Tuy rằng là ở đại la tiên phủ bị giết, nguyên tắc là sinh tử bất luận, không chuẩn báo thù, nhưng kia muốn xem phân ai. Dù sao Đỗ Kiệt Bân biết lần này Dương Nghị Vân có đại phiền toái. Đối với hắn tới nói hiện tại lại muốn gặp phải một cái rất khó lựa chọn. Giúp không giúp Dương Nghị Vân. Giúp đi, tất nhiên sẽ đắc tội thượng huyền tiên, về sau chính là hai cái đại tiên môn chi gian ân oán, đúng là không khôn ngoan. Nhưng không giúp cũng không đúng, Dương Nghị Vân là hắn nhận hạ bằng hữu, chẳng lẽ hắn mắt mở to nhìn mặc kệ, nhìn hắn bị nơi này 8 phần trở lên thiên tiên cùng thế lực đuổi giết. Đỗ Kiệt Bân lâm vào lưỡng nan lựa chọn chung. Đối với Đỗ Kiệt Bân tới nói, một bên là nhà mình tiên môn, một bên là bằng hữu. Làm một cái tiên môn tương lai người thừa kế, hắn biết giờ phút này hắn không nên giúp Dương Nghị Vân, lựa chọn tốt nhất là lặng yên rời đi. Không giúp Dương Nghị Vân, cũng không đắc tội thượng huyền tiên môn. Đây mới là chính xác nhất lựa chọn. Chính là hắn trong lòng tổng cảm giác có chút không dễ chịu. Chính như hắn cấp Dương Nghị Vân sở đem như vậy, hắn Đỗ Kiệt Bân từ cũng chưa cái gì bằng hữu, có thể cùng Dương Nghị Vân nhận thức. Hai người trở thành bằng hữu, hắn phi thường cao hứng. Một đường đi tới nơi này, hắn còn dưới háng cửa biển, đối Dương Nghị Vân nói qua, ở đại thanh thế giới có bất luận cái gì sự, hắn Đỗ Kiệt Bân làm Dương Nghị Vân bằng hữu bất luận cái gì sự đều sẽ động thân mà ra, vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống những lời này ở hắn Đỗ Kiệt Bân nơi này không phải nói. Nhưng, muốn đối mặt chính là thượng huyền tiên môn A. Đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn. Đau chứng nhất chính là Dương Nghị Vân cư nhiên chém giết yến năm thước. Đây là Đỗ Kiệt Bân tưởng phá đầu đều chỉ chốc lát nghĩ đến. Phía trước nhìn đến quá Dương Nghị Vân cùng yến năm thước đại chiến, hắn Đỗ Kiệt Bân cái thứ nhất tưởng chính là chạy nhanh qua đi hỗ trợ, nếu không Dương Nghị Vân cùng yến năm thước đối thượng, có hại tuyệt đối là Dương Nghị Vân. Nào biết còn không có chạy tới nơi, liền nhìn đến Dương Nghị Vân trong tay bộc phát ra lưỡng đạo lôi đình trực tiếp đem yến năm thước cấp đánh bại. Hơn nữa ác hơn chính là, còn bổ một kích. Làm yến năm thước hoàn toàn xong đời. Đến bây giờ Đỗ Kiệt Bân kỳ thật đầu đều là mộng bức, hắn không nghĩ ra Dương Nghị Vân như thế nào có thể giết chết yến năm thước. Quản chi là hắn Đỗ Kiệt Bân tu luyện một môn cường đại thần thông, cũng không có nắm chắc xử lý yến năm thước. Dễ thân mắt chứng kiến Dương Nghị Vân xử lý yến năm thước. Lão Ngộ, A Thiện, làm tốt giúp phân tử chuẩn bị. Trong đầu suy nghĩ một vòng. Đỗ Kiệt Bân vẻ mặt kiên nghị rốt cuộc làm ra quyết định. Thiếu chủ Tam Tư Lão Mộ vẻ mặt lo lắng. Đỗ Kiệt Bân nói, không cần sợ, nếu ta Đỗ Kiệt Bân nhận định bằng hữu, đó chính là bằng hữu chân chính, chẳng lẽ làm ta phía trước nói tất cả đều nói lỡ. Chính là thiếu chủ. A Thiện lần này cũng mở miệng, hắn cùng Lão Mộ đều biết Đỗ Kiệt Bân một khi làm ra quyết định này lúc sau sẽ ý nghĩa cái gì. Hảo, không cần phải nói, ta đã làm tốt trong lòng chuẩn bị. Thượng huyền tiên môn ở cường đại cũng gần là ở đại thanh thế giới này một khối. Nếu là ra đại thanh thế giới, hắn thượng huyền tiên môn thí đều không tính là, ta thái thanh tiên môn đều không phải là chỉ có ở chỗ này có căn cơ, cho nên các ngươi hai cái không cần đang nói, đợi chút chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp phân tử thoát vây chuẩn bị, hiện tại hắn bị những người này vây khốn, thật là có chút phiền toái.
Đỗ Kiệt Bân giờ phút này nói chuyện hai tròng mắt tràn đầy kiên định. Kỳ thật hắn biết hôm nay cứu Dương Nghị Vân cũng đều không phải là nhất thời xúc động. Đệ nhất hắn đem Dương Nghị Vân đương bằng hữu, đệ nhị Dương Nghị Vân hiện tại tu vi mới là sơ phẩm thiên tiên, hắn là có thể chém giết đại viên mãn thiên tiên yến năm thước, điểm này cũng đủ Đỗ Kiệt Bân làm ra quyết định. Lúc này Dương Nghị Vân thạch tiên cây ăn quả đổi tay, lại cũng bị vây quanh. Nhưng hắn cũng không có sợ hãi. Bởi vì những người này trung tu vi đều không có đột phá thiên tiên cấp bậc đạt tới chân tiên tồn tại. Đối với hắn tới nói, có hoa sen đen hỗ trợ, chỉ cần không phải chân tiên đối thượng, tưởng từ mấy ngày này tiên vây khốn chung chạy đi, không có bất luận vấn đề gì. Nghe tới nghe qua, dẫn đầu người như cũ vẫn là Yến Nam Thước sư môn người. Đương nhiên mấy ngày này tiên tuy rằng đem hắn vây quanh lên, nhưng lại là không có sốt ruột động thủ công kích. Nhìn ra được tới bọn họ đối chính mình như cũ là có kiêng kỵ, nếu không sớm động thủ. Đối này Dương Nghị Vân chỉ là lẳng lặng nhìn, nghe bọn họ nói mạnh miệng, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Từ những người này nghị luận chung, đã biết dẫn đầu vây khốn hắn chính là Thượng Huyền Tiên Môn Hách Hữu Đà cũng là Yến Nam Thước sư huynh, mà Yến Nam Thước thân phận còn lại là Thượng Huyền Tiên Môn môn chủ chi tử. Đây là Dương Nghị Vân không nghĩ tới một chút. Hắn biết chính mình sợ là có phiền toái. Bất quá hắn không hối hận. Bực này sự hắn ở tu giả giới trải qua nhiều. Chỉ là giết một cái tiên môn môn chủ nhi tử mà thôi, cái này Thượng Huyền Tiên Môn có lẽ ở đại thanh thế giới là đệ nhất tiên môn thế lực, nhưng là phóng nhãn toàn bộ tiên giới, thí đều không tính là. Nếu liền cái này tiểu thế giới đụng tới vấn đề đều giải quyết không được, hắn Dương Nghị Vân còn như vậy hỗn. Dương mỗ nhân mục tiêu chính là muốn phóng nhãn toàn tiên giới. Cho nên điểm này tiểu trường hợp còn không có dọa đến hắn. Chư vị đại gia đồng loạt ra tay, đối cái này tiểu thiên tiên chết sống bất luận, chỉ cần chư vị ra tay, hôm nay chính là ta Thượng Huyền Tiên trên cửa khách. Hách Hữu Đà mang theo mê hoặc tính chất nói vang lên. Ai dám thương ta huynh đệ, chính là cùng ta Đỗ Kiệt Bân là địch, là ta Thái Thanh Tiên môn địch nhân. Đỗ Kiệt Bân đang nói chuyện trung thân hình chớp động tới rồi Dương Nghị Vân trước người. Đương nhìn đến Đỗ Kiệt Bân xuất hiện, Dương Nghị Vân hai tròng mắt chung một đạo tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Hắn nội tâm mạc danh cao hứng. Dương Nghị Vân tự nhiên rõ ràng giờ phút này Đỗ Kiệt Bân nói ra này đoạn lời nói sẽ ý nghĩa cái gì. Nói không cảm động đó là giả. Nếu Đỗ Kiệt Bân đem hắn đương bằng hữu, kia hắn Dương Nghị Vân làm người cũng sẽ không đi tổn hại này phân hữu nghị quan hệ. Là bằng hữu huynh đệ chính là phải cho đối phương suy xét. Đỗ Kiệt Bân có thể ở ngay lúc này đứng ra giúp hắn, đã nói lên hắn đã làm tốt Thượng Huyền Tiên môn người quyết liệt chuẩn bị. Thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến hắn Thái Thanh Tiên môn cùng Thượng Huyền Tiên môn quan hệ, chưa chừng đều sẽ khiến cho đại chiến. Cho nên nói Dương Nghị Vân trực tiếp truyền âm cấp Đỗ Kiệt Bân nói, lão Đỗ đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, các ngươi ba cái đi trước, ta sau đó liền đi tìm các ngươi. Đánh giám, ngươi đem ta Đỗ Kiệt Bân đương người nào, bực này thời điểm, ta ở có thể ném xuống chính ngươi rời đi. Dương Nghị Vân nói đều không có nói xong, đã bị Đỗ Kiệt Bân cấp đánh gãy. Vẻ mặt phẫn nộ chi sắc, ý tứ là người đem Đỗ Kiệt Bân trở thành người nào. Vô tâm không phổi, vô tình vô nghĩa người không thành. Dương Nghị Vân nghe Đỗ Kiệt Bân phẫn nộ truyền âm, đang xem hắn vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, ở cảm động đồng thời sắc cũng biết Đỗ Kiệt Bân hiểu lầm. Vội vàng đối Đỗ Kiệt Bân truyền âm nói, lão Đỗ người đừng hiểu lầm, ta ý tứ là, chúng ta trước làm chính sự quan trọng, chúng ta chủ yếu mục đích vẫn là tìm kiếm Đại La Tiên phủ luyện đan mật thất, kia mới là hàng đầu mục tiêu. Đến nỗi tình huống nơi này, người tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thể ứng phó được, cũng không cần phải đem chính mình liên lụy tiến vào, đến lúc đó ngược lại không hảo làm, chúng ta đều bị kéo ở chỗ này, chẳng phải là chậm trễ tìm kiếm luyện đan mật thất. Người mang theo lão mộ cùng A Thiện đi trước, ta theo sau liền đuổi theo các ngươi, tin tưởng ta không sai, này những thiên tiên còn vây không được ta, bọn họ nếu là thật muốn động thủ, đã sớm động thủ, mà không phải đem ta vây quanh lên. Đỗ Kiệt Bân lúc này nghe được Dương Nghị Vân giải thích, sắc mặt rốt cuộc đẹp rất nhiều, ngẫm lại cũng là, Vân tử gia hỏa này đều có thể đem Yến Nam Thước cái kia chán ghét gia hỏa cấp chém giết, cũng đã đầy đủ chứng minh rồi thực lực của hắn cùng thủ đoạn. Chính thức là cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật, cũng cảm thấy Dương Nghị Vân nói có đạo lý. Một khi đã như vậy kia hắn liền mang theo lão mộ cùng A Thiện trước triệt đi, nếu là Dương Nghị Vân thực sự có khó xử, tin tưởng hắn cũng không phải cái loại này đi cậy mạnh người. Ngươi thật có thể ứng phó. Đỗ Kiệt Bân như cũ vẫn là hỏi một câu. Yên tâm đi, thật không thành vấn đề,
ta còn sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Dương Nghị Vân cười truyền âm. Đỗ Kiệt Bân gật gật đầu nói, hảo đi, vậy ngươi tiểu tâm lộ tuyến liền chính là lão mộ giảng thuật lộ tuyến, chúng ta sẽ ở phía trước chờ ngươi, nếu là ngươi một cái tiểu chu thiên thời gian còn không có trở về, ta sẽ mang theo lão mộ cùng A Thiện Sát trở về tiếp ứng ngươi. Hành, không thành vấn đề, các ngươi yên tâm đi, không dùng được lâu như vậy thời gian, ta sẽ thực mau đuổi theo thưởng của các ngươi, đi nhanh đi. Dương Nghị Vân thúc giục Đỗ Kiệt Bân. Đúng lúc này giữa sân Hách Hữu Đà trầm giọng nói, Đỗ Kiệt Bân ngươi chính là muốn cùng ta thượng huyền tiên môn là địch không thành. Hách Hữu Đà không nghĩ tới giữa sân cư nhiên còn có không cho bọn họ thượng huyền tiên bề mặt tử người. Tức khắc trong lòng liền bốc hỏa, chính là xoay mặt vừa thấy cư nhiên là Thái Thanh tiên môn Đỗ Kiệt Bân. Đối với Đỗ Kiệt Bân Hách Hữu Đà là biết đến, cùng bọn họ thượng huyền tiên môn công tử ca yến năm thước giống nhau, đồng dạng đều là đời sau tiên môn người thừa kế. Thân phận địa vị tôn sùng, hơn nữa ở đại thanh thế giới 10 đại tiên môn thế lực chung, Đỗ Kiệt Bân là duy nhất một cái tu vi không có đạt tới đại viên mãn thiên tiên, nhưng lại có thể cùng mặt khác tiên môn người thừa kế sóng vai người. Bởi vì Đỗ Kiệt Bân tu vi công pháp không giống bình thường, tuy rằng là thượng phẩm thiên tiên cấp bậc, nhưng lại thực lực thủ đoạn chút nào không thể so thế lực khác người thừa kế kém, thậm chí còn có nghe đồn nói, Đỗ Kiệt Bân nếu là bùng nổ đều có thể cùng chân tiên đối kháng. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, đối với Đỗ Kiệt Bân Hách Hữu Đà là kiêng kỵ. Bất quá Đỗ Kiệt Bân như vậy không hề cố kỵ nói ra muốn lực đính Dương Nghị Vân, đây là đánh hắn thượng huyền tiên môn mặt, cho nên Hách Hữu Đà vẫn là chất vấn Đỗ Kiệt Bân. Mà giờ phút này Đỗ Kiệt Bân đã cùng Dương Nghị Vân truyền âm nói chuyện với nhau hảo, cho nên chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hách Hữu Đà sau, trực tiếp mang theo lão mộ cùng A Thiện rời đi. Đối với Đỗ Kiệt Bân này vừa ra, làm giữa sân rất nhiều thiên tiên đều tưởng sợ thượng huyền tiên môn, bao gồm Hách Hữu Đà đều là như thế ý tưởng. Ở nghị luận sôi nổi chung, Đỗ Kiệt Bân chỉ là nhìn thoáng qua Hách Hữu Đà sau một câu không nói rời đi. Rốt cuộc là đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn thượng huyền tiên môn A, ngay cả đệ tam tiên môn Thái Thanh tiên môn thiếu chủ cũng là không dám đắc tội, xám xịt rời đi. Cũng không phải là sao, Đỗ Kiệt Bân cũng coi như là 10 đại tiên môn trung danh liệt trước giáp công tử ca, đối mặt Hách Hữu Đà còn không phải không thể trêu vào. Sai rồi, Hách Hữu Đà tuy rằng cũng là đại viên mãn thiên tiên, nhưng còn không đến mức Đỗ Kiệt Bân cái này Thái Thanh tiên môn tương lai thiếu chủ kiêng kỵ, Đỗ Kiệt Bân kiêng kỵ chính là thượng huyền tiên môn. Cũng đúng vậy, rốt cuộc chết chính là thượng huyền tiên môn tương lai người thừa kế, Đỗ Kiệt Bân nếu là thật trộn lẫn tiến vào chính là đưa bọn họ Thái Thanh huyền môn liên lụy tiến vào, đến lúc đó chính là sẽ cùng thượng huyền tiên môn trực tiếp đối thượng. Yến Vô Lượng thân là đệ nhất tiên môn tiên chủ, nhi tử bị một cái danh không thấy truyền sơ phẩm thiên tiên chém giết, há có thể bỏ qua. Đúng vậy, lại nói tiếp chém giết Yến năm thước này cái kia tiểu tử ra sao cần người cũng, ở đại thanh thế giới tựa hồ cũng không có người gặp qua. Mặc kệ nói như thế nào, từ hôm nay trở đi, tiểu tử này tên tuổi sẽ vang vọng toàn bộ đại thanh thế giới đây là tất nhiên. Ta nhìn tiểu tử này, vô cùng có khả năng là từ bên ngoài tới, đều không phải là chúng ta đại thanh thế giới người, nếu không cũng không dám chém giết thượng huyền tiên môn người thừa kế. Như vậy vừa nói, cái này sơ phẩm thiên tiên thân phận liền có ý tứ, hoặc là nghé con mới sinh không sợ cọp, hoặc là ngoại giới nào đó thế lực lớn ra tới rèn luyện đệ tử. Lấy ta xem tiểu tử này, 89 phần 10 chính là người sau, tuyệt đối là nào đó thế lực lớn đi ra con cháu, nếu không dám sát Yến năm thước, hơn nữa hắn tu vi cảnh giới gần chỉ là một cái sơ phẩm thiên tiên, luận thực lực như vậy khả năng giết được đại viên mãn cấp bậc Yến năm thước. Tuyệt đối là có trọng bảo trong người, cũng hoặc là cường đại pháp tắc đạo thuật trong người, chỉ có những cái đó cường đại tiên môn thực lực mới có thể bồi dưỡng ra lấy yếu ớt tu vi vượt cấp chiến đấu thiên tài đệ tử. Nói như vậy, thật đúng là có khả năng, tiểu tử này vô cùng có khả năng là nào đó thế lực lớn đi ra đệ tử. Xem ra chúng ta muốn một lần nữa xem kỹ một chút giúp không giúp đỡ huyền tiên môn vấn đề, nhưng đừng đến lúc đó nhắc tới ván sát thượng huyền tiên môn ở cường đại cũng chỉ là này đại thanh thế giới bá chủ, đặt ở toàn bộ tiên giới, liền không coi là cái gì. Đúng vậy. Bốn phía thiên tiên tuy rằng ở nhỏ giọng nghị luận, nhưng lại như cũng nghe vào mọi người trong tai. Dương Nghị Vân nghe thấy lúc sau thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, trong lòng buồn cười, những người này cư nhiên đem hắn tưởng tượng thành nào đó tiên môn thế lực lớn đi ra đệ tử. Như vậy cũng hảo, càng là như thế, liền càng đối hắn có lễ. Chính là nghe vào Hách Hữu Đà trong tai, liền không phải tư vị, hắn đồng dạng nghe thấy được, bất quá liền tính là nghe thấy được cũng chỉ có thể làm bộ không nghe thấy,
Bởi vì hắn hôm nay cần thiết làm điểm cái gì, nếu không trở về lúc sau thật sự không có biện pháp đối sư phụ Yến Vô Lượng công đạo. Nhưng Hách Hữu Đà cũng có kiêng kỵ địa phương, nếu là chính như những người này nghị luận, giết hại Yến Năm Thức tiểu tử là ngoại giới nào đó tiên môn thế lực lớn đi ra đệ tử, vậy chỉnh không dễ làm. Bất quá nên có thử cũng cần thiết có. Nghĩ đến đây Hách Hữu Đà nhìn Dương Nghị Vân trầm giọng mở miệng nói, tiểu tử ngươi là nào một môn dưới, hãy xưng tên ra, bổn tiên trong tay không giết vô danh hạng người. Trên thực tế cho tới bây giờ, Dương Nghị Vân đều không có nói qua tên của mình, từ lúc bắt đầu liền ở chém giết chung. Lúc này nghe được Hách Hữu Đà dò hỏi, tự nhiên rõ ràng là sợ. Dương Nghị Vân sao lại đối hắn nói thật, vì thế cao thâm khó đoán mở miệng nói, tiểu gia xuất từ gì tiên môn, ngươi một cái tiểu thiên tiên còn không có tư cách biết, muốn động thủ liền động thủ, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Hừ lạnh nói chuyện thời điểm, Dương mỗ nhân Hách Hữu Đà là cái tiểu thiên tiên mặt không đỏ khí không xuyến, chính hắn làm sao không phải một cái thiên tiên chung nhất nhỏ nhất thiên tiên. Chẳng qua hắn cố ý như vậy phô trương chính là muốn cho Hách Hữu Đà cùng ở đây đông đảo thiên tiên trong lòng kinh nghi bất định, càng là trang bức cao thâm khó đoán những người này chính là sẽ kiêng kỵ lòng nghi ngờ nghi quỷ. Quả nhiên Dương Nghị Vân câu này nói ra tới sau, liền nhìn đến Hách Hữu Đà sắc mặt biến ảo vài cái, mà giữa sân mặt khác thiên tiên có chút thần sắc cũng có biến hóa. Dương mỗ nhân trong lòng mừng rỡ, mà Hách Hữu Đà còn lại là cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lúc này hắn là kỳ hổ khó hạ, cung tiễn đã viên mãn không thể không đã phát. Liền tính là đã biết Dương Nghị Vân là nào đó tiên môn thế lực lớn đệ tử, Hách Hữu Đà cũng đến căng ra đầu thượng. Nghĩ nơi này Hách Hữu Đà hừ lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi là ai, giết ta thượng huyền tiên môn người thừa kế, nơi này là đại thanh thế giới, hôm nay tiểu tử ngươi cũng muốn chết, cho ta sát. Dứt lời lúc sau Hách Hữu Đà cái thứ nhất đối với Dương Nghị Vân vọt đi lên. Chỉ thấy trong tay hắn quang mang chợt lóe, một thanh đại đao tiên khí nơi tay, giống giận chung đối với Dương Nghị Vân cách mười mấy mét bổ ra một đao. Phá núi đoạn thủy, cường đại pháp tắc đạo thuật, một đao mà ra, hình thành 10 mét lớn lên đao hư ảnh, khí thế như hồng đối với Dương Nghị Vân một đao đánh xuống. Mà Dương Nghị Vân còn lại là cũng cảm thụ Hách Hữu Đà này một đao uy lực, tại đây chờ tình huống hạ. Hắn tự tin chính mình toàn lực một đao cũng là có thể đem Hách Hữu Đà này một đao cấp chặn lại tới. Chính là hắn cũng nghĩ đến ở này đó thiên tiên trước mặt lập uy, càng muốn đuổi theo đuổi Đỗ Kiệt Bân ba người, nếu không nghĩ ở này đó nhân thân thượng lãng phí thời gian, vậy yêu cầu tới một cái tàn nhẫn. Có thể áp chế Hách Hữu Đà này một đao lực lượng, cần thiết muốn mượn dùng hoa sen đen lực lượng mới được. Hoa sen đen. Dương Nghị Vân trong lòng triệu hoán hoa sen đen. Ngay sau đó trong tay Đồ Long kiếm bỗng nhiên xuất kích, bạo giống một tiếng, bát hoang về một, chảm. Ong! Đồ Long kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, ngân bạch kiếm khí lần thứ hai từ Đồ Long kiếm thượng phát ra. So với Hách Hữu Đà lưỡi đao cường đại rồi ba vòng không ngừng, càng là tràn ngập cuống quýt hơi thở. Càng mau càng có khí thế cùng Hách Hữu Đà đao khí giao phong. Ầm vang! Đinh tai nhức óc trong thanh âm. Tất cả mọi người thấy được Hách Hữu Đà đao khí ở Dương Nghị Vân kiếm khí dưới, bẻ gãy nghiền nát giống nhau bị phá hủy. Hơn nữa ngay sau đó kiếm khí chút nào không giảm, tia chớp dừng ở Hách Hữu Đà trên người, hoặc là nói là từ Hách Hữu Đà trên người chợt lóe mà qua, tới rồi mấy chục mét ở ngoài thật lớn trên tảng đá. Oanh! Một tòa phòng ốc lớn nhỏ cự thạch chia năm xẻ bảy, hóa thành dập nát. Lúc này giữa sân rốt cuộc bình tĩnh. Phốc! Hách Hữu Đà một búng máu dịch từ trong miệng phun ra, ngay sau đó về phía sau đảo đi. Ở hắn giữa mày một cái huyết tuyến mà xuống, lại là hoàn toàn mất đi sinh cơ, liền nói nguyên cũng chưa dùng tránh được. Giữa sân chết giống nhau yên tĩnh. Dương Nghị Vân rút kiếm mà đứng trực tiếp hướng về phía trước đi đến, hơn nữa lớn tiếng nói, ai còn muốn cản ta? Ai dám ngăn cản ta? Ai lại cản ta? Liên tiếp ba tiếng, không ai trả lời. Ngược lại ở Dương Nghị Vân đi phía trước đi thời điểm, không tự chủ được sôi nổi lùi lại, cấp Dương Nghị Vân nhường ra một cái lộ. Ngay sau đó Dương mỗ nhân thân hình vừa động, vèo một chút biến mất ở đây chung. Lại chém giết một cái đại viên mãn thiên tiên, chạy nhanh lưu loát. Mấy chục cái thiên tiên nhìn Dương Nghị Vân biến mất ở đây chung, một đám hai mặt nhìn nhau, không có người dám ngăn trở Dương Nghị Vân, cũng không có người ta nói cái gì, nhìn theo Dương Nghị Vân rời đi. Chỉ để lại Hách Hữu Đà thi thể cùng khó chịu nhất thượng huyền tiên môn đệ tử. Đến nỗi thế lực khác đệ tử cũng chỉ là an ủi một phen thượng huyền tiên môn người. Kết quả cuối cùng thượng huyền tiên môn đệ tử mang theo thi thể rời đi,
kết thúc lần này Đại La Tiên Phủ hành trình, trở về phục mệnh. Ở Đại La Tiên Phủ cái này chỉ hạn chế thiên tiên tiến vào địa phương, tựa hồ không có người hung thủ một kích chi hợp, không đi lưu lại cũng phí công, còn không bằng sớm một chút đem thiếu môn chủ thân chết tin tức đăng báo. Những người khác cũng ở lúc sau một đám rời đi, dù sao chết không phải bọn họ tiên môn người. Đến nỗi Dương Nghị Vân lại là đi truy tìm đối Đỗ Kiệt Bân ba người, đối với Đại La Tiên Phủ luyện đan mật thất hắn tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Hiện giờ hắn tuy rằng tiếp theo hoa sen đen lực lượng có thể chém giết đại viên mãn thiên tiên cấp bậc, khá vậy liền giới hạn trong này. Nếu là xuất hiện 10 cái 8 cái đại viên mãn thiên tiên kia với hắn mà nói, cho dù có hoa sen đen hỗ trợ cũng là quá sức, thậm chí còn nếu là xuất hiện chân tiên, đã có thể thật khó mà nói. Hơn nữa hoa sen đen lực lượng mạnh yếu cũng tựa hồ cùng thực lực của hắn tu vi móc nối, đều không phải là vô địch tồn tại, hiện giờ phi thăng tiên giới thành tiên, hoa sen đen cũng không có hoàn toàn thoát ly hắn, như cũ ở hấp thu hắn ý thức hải nguyên thần phát ra lực lượng tới tẩm bổ nàng chính mình. Càng quan trọng là hắn cũng không thể luôn là lại ỷ lại hoa sen đen, thực lực chung quy là chính mình mới tính cường đại. Về phương diện khác Dương Nghị Vân biết hắn mới vào tiên giới, kỳ thật đối với tiên giới lực lượng vận dụng pháp tắc đạo thuật từ, còn không có hiểu biết rõ ràng, tiên giới pháp tắc trình tự cùng tu chân giới không giống nhau, nhưng hắn phương thức chiến đấu cùng lực lượng từ sử dụng, như cũ ở kéo dài tu chân giới chiêu số. Hắn biết như vậy là không thể thực hiện. Sở hữu hắn còn có rất nhiều đồ vật muốn đi học tập hiểu biết. Chẳng qua trước nay đến tiên giới đến bây giờ liền không có dừng lại quá, hiện tại tiến vào Đại La Tiên Phủ lúc sau, hắn càng là gấp gáp. Đặc biệt là ở hắn chém giết Yến Năm Thước lúc sau, Dương Nghị Vân rõ ràng chờ hắn từ nơi này sau khi rời khỏi đây, tất nhiên sẽ lọt vào Thượng Huyền Tiên Môn đuổi giết, không có thực lực là không được. Hắn yêu cầu dùng nhanh nhất tốc độ đi tăng lên thực lực của chính mình. Mà trước mắt lối tắt đó là tìm được Đại La Tiên Phủ luyện đan mật thất chung, Mỹ Kim Thật nói tiên đan, hoặc là nói đan phương. Dựa theo lão mộ cách nói Mỹ Kim Thật nói tiên đan, thiên tiên dùng một viên đủ để bước vào chân tiên chi cảnh, này đối với hắn tới nói là trước mắt nhất thích hợp, cũng là nhất bức thiết đồ vật. Nếu có thể tìm được Mỹ Kim Thật nói tiên đan, có thể làm tu vi một bước vào chân tiên đường kính, kia hắn liền có năng lực ứng phó từ Đại La Tiên Phủ sau khi ra ngoài, sở muốn đối mặt Thượng Huyền Tiên Môn. Nếu không, chờ sau khi ra ngoài, sẽ bị người đuổi theo sát, như vậy thực bị động. Kỳ thật ở Dương Mẫu Nhân trong lòng gấp gáp cảm phi thường cường, chẳng qua hắn hiện tại cũng coi như là tu luyện chi đạo lão bánh quẩy, không có đem này phân gấp gáp cảm bày ra tới mà thôi. Nửa cái tiểu chu thiên chạy như điên lúc sau, Dương Nghị Vân phát hiện phía sau cũng không có người đuổi theo, lúc này mới thở phào một hơi ngừng lại, trước mắt có một mảnh từ lâm, một đầu chát đi vào, tìm một cái đại thụ động. Dương Mẫu Nhân chui vào đi. Ở hốc cây khăn ăn tiếp theo nói kết giới, khoanh chân ngồi ở không đến 2 mét hốc cây, chuẩn bị tiến vào càn khôn hồ đi tưới thạch tiên cây ăn quả. Bỏ vào đi sau nhưng không hy vọng thật vất vả được đến thạch tiên cây ăn quả chết. Ở một cái phi thăng lúc sau càn khôn hồ từng có biến hóa lớn, cũng từ sư phụ trời cao tà rời khỏi sau, Dương Nghị Vân chưa đi đến vào càn khôn hồ không gian, lúc này chuẩn bị vào xem có hay không cái gì biến hóa. Ngay sau đó trong lòng vừa động Dương Nghị Vân bản thể tiến vào càn khôn hồ không gian. Mà ở hốc cây để lại lọ thuốc hít dường như càn khôn hồ. Này, tựa hồ cũng không có gì biến hóa sao. Đương Dương Nghị Vân xuất hiện ở càn khôn hồ trong vòng sau, thấy được càn khôn hồ không gian, nhịn không được tự nói. Hắn chỗ đã thấy càn khôn hồ không gian, như cũ là phạm vi cây số bộ dáng, Linh Đào Sơn, Tím Lôi Sơn, Sinh Mệnh Chi Thủy nơi Long Ngư Hồ. Đương nhiên hiện tại đã không có Long Ngư, năm đó hắn làm Mai Tỷ đem sở hữu Long Ngư toàn bộ di chuyển tới rồi Vân Môn Tiên Cảnh chung. Nơi xa hắn linh dược viên còn tồn tại, gieo các loại linh dược hương khí phát mũi. Gửi vật phẩm góc, đồ vật thực thưa thớt, phi thăng phía trước hắn đem càn khôn hồ không gian tích lũy toàn bộ để lại cho hắn nữ nhân nhóm. Tương đương là lau mình phi thăng tới rồi tiên giới. Vừa mới được đến thạch tiên cây ăn quả đặt ở linh dược viên một góc. Dương Nghị Vân đi qua đi, đào hạ hố to đem thạch tiên cây ăn quả một lần nữa trồng trọt hảo. Ngay sau đó lắc mình tới rồi sinh mệnh chi thạch bên, duỗi tay nhất chiêu thùng nước tới rồi trong tay. Ở Long Ngư Hồ đánh một xô nước, chuẩn bị phương một giọt sinh mệnh chi thủy ở thùng nước đi tưới thạch tiên cây ăn quả. Đường hắn nhìn về phía sinh mệnh chi thạch thượng sinh mệnh chi thủy sau, lại là một chút ngây ngẩn cả người. Lại là phát hiện nguyên lai màu tím tam tích sinh mệnh chi thủy, hóa thành vàng dòng sắc. Số lượng không có biến hóa,
sinh mệnh chi thủy như cũ là tam tích, nhưng là nhan sắc lại một lần thay đổi. Cái này làm cho Dương Nghị Vân đáy lòng vui vẻ. Bởi vì hắn biết sinh mệnh chi thủy mỗi một lần nhan sắc phát sinh biến hóa, đã nói lên lại một lần tăng lên chất lượng. Vung tay lên một giọt kim sắc sinh mệnh chi thủy rơi xuống thùng nước, nháy mắt một hồi thủy kim quang đại tác, hoàn toàn đồng hóa thành kim sắc. Sinh mệnh chi thủy tiến hóa tới rồi cái gì trình tự, tới một chút thạch tiên cây ăn quả tự nhiên liền sẽ biết. Dương Nghị Vân trực tiếp đi vào thạch tiên cây ăn quả trước, đem một hồi pha loãng quá sinh mệnh chi thủy tưới đi xuống. Ngay sau đó hắn há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc, lại là thấy được thạch tiên cây ăn quả toàn bộ lá cây xôn xao bắt đầu bóc ra, từ vừa mới sinh cơ bừng bừng, lập tức biến thành trụi lủi khô thụ bộ dáng. Dựa đây là chơi đâu, tiểu gia liều sống liều chết đi tới thạch tiên cây ăn quả cứ như vậy bị tưới đã chết. Dương Nghị Vân nhìn toàn bộ trên cây lá cây bóc ra lúc sau, nhịn không được mắng ra tiếng. Vốn tưởng rằng sinh mệnh chi thủy biến thành kim sắc lúc sau, công hiệu càng hơn từ trước. Ai biết lần này khen ngược, trực tiếp một xô nước đi xuống tưới đã chết. Này nhưng không hợp với lẽ thường a. Dương mẫu nhân trong lòng buồn bực. Không dựa theo kịch bản phát triển a. Bất quá, vừa mới mắng một câu, liền phát hiện không thích hợp. Chỉ chớp mắt hắn lại thấy được, thạch tiên cây ăn quả thượng cành thượng phát ra nhàn nhạt kim sắc vầng sáng. Gì? Dương mẫu nhân nhìn đến biến hóa này sau, lại kinh hỉ lên. Ngay sau đó hắn phát hiện thạch tiên cây ăn quả ở nhàn nhạt kim sắc vầng sáng chung, lại một lần bắt đầu rồi nảy mầm. Ngắn ngủn không đến 10 tức lúc sau, thạch tiên cây ăn quả từ cành khô lại biến hóa tới rồi sinh cơ bừng bừng lá cây mở rộng ra nông nỗi. Hơn nữa không hề có dừng lại. Tiếp theo là nở hoa, rồi sau đó lại là kết quả. Không nhiều không ít như cũ là 12 viên thạch tiên quả xuất hiện. Nửa giờ lúc sau, thạch tiên quả thượng ngũ sắc quang mang đại tác phẩm. Cư nhiên trực tiếp thành thục. Dương mẫu nhân ngơ ngác nhìn. Nửa ngày lúc sau, hắn cất tiếng cười to, ha 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 ha. Phát tài, này làm theo thành thục tốc độ, về sau không lo tiên quả tiên dược. Một giọt sinh mệnh chi thủy hiệu quả liền đạt tới bực này nông nỗi, như vậy tam tích sinh mệnh chi thủy, sẽ đạt tới kiểu gì hiệu quả, đây là Dương Nghị Vân không dám tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, lúc này sinh mệnh chi thủy ở hắn phi thăng lúc sau cũng cùng nhau thăng hoa. Hơn nữa thăng hoa tới rồi một cái cực cao nông nỗi. Đến nỗi còn có hay không mặt khác hiệu quả, Dương Nghị Vân tin tưởng là có. Bởi vì ở trước kia, hắn có thể dựa vào sinh mệnh chi thủy đi khống chế yêu thú, mà hiện giờ tới rồi tiên giới lúc sau, nghĩ đến cũng là có thể khống chế tiên thú cũng hoặc hung thú. Bất quá cụ thể đến tột cùng có hay không có thể khống chế tiên thú hoặc là hung thú hiệu quả, đến lúc đó còn phải thử xem mới biết được. Nhưng Dương Nghị Vân đối sinh mệnh chi thủy là có tin tưởng. Còn có cái vấn đề là, hiện tại tới rồi tiên giới lúc sau, sinh mệnh chi thủy tuy rằng như cũ là tam tích, bất quá sử dụng lúc sau, đến tột cùng có thể sử dụng bao nhiêu thời gian khôi phục lại. Ở tu chân giới thời điểm, sử dụng rất tam tích sinh mệnh chi thủy sau, yêu cầu khôi phục thời gian chính là cửu thiên, nói cách khác một giọt sinh mệnh chi thủy khôi phục thời gian là 3 ngày. Nhưng mà tới rồi tiên giới lúc sau thời gian kém cùng tu chân giới kém chính là cách biệt một trời. Ở tiên giới một ngày thời gian, chính là tu giả giới một năm thời gian. Tiên giới một cái tiểu chu thiên có thể xem như tu chân giới một cái ban ngày cũng hoặc là một buổi tối, một cái đại chu thiên thời gian mới là tu chân giới hoàn chỉnh một ngày. Nếu là sinh mệnh chi thủy ở tiên giới khôi phục thời gian, dựa theo tiên giới thời gian tiêu chuẩn tới nói, thời gian kia đã có thể dài quá. Như vậy tính xuống dưới là, chẳng phải là nói, hắn sử dụng rất một giọt sinh mệnh chi thủy thời gian, yêu cầu suốt một năm thời gian. Lúc này, Dương Nghị Vân không thể nào biết được, bất quá hắn lại nghĩ tới Càn Khôn Hồ, hoặc là nói Càn Khôn Hồ Chi Linh. Từ lão nhân rời khỏi sau, Càn Khôn Hồ Chi Linh liền xuất hiện, hơn nữa cho hắn truyền thụ tu thần chi đạo công pháp, hoặc là nói là Càn Khôn Tạo Hóa Công Đệ Nhị Thiên Công Pháp, cũng nói cho hắn về tam giới chi thiên giới cùng địa giới chi gian một ít bí mật. Dù sao từ lão nhân rời khỏi sau, Dương Nghị Vân liền không còn có đi tìm Càn Khôn Hồ Chi Linh, cũng không có tiến vào quá Càn Khôn Hồ không gian, kỳ thật đều không phải là không có thời gian tiến vào, mà là hắn sợ xúc cảnh sinh tình, nhớ tới nhà mình lão nhân. Nếu là nói lão nhân rời đi hắn một chút đều không nghĩ, kia mới là lừa mình dối người. Cho nên vẫn luôn xem như lảng tránh Càn Khôn Hồ. Nhưng là hôm nay tiến vào lại là từ sự không khỏi người. Bởi vì hắn rõ ràng chém giết Yến Năm Thước cái này đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn công tử ca,
Thượng Huyền Tiên môn người thừa kế lúc sau, nếu là từ Đại La Tiên phủ đi ra ngoài, hắn sẽ đối mặt toàn bộ Thượng Huyền Tiên môn, thậm chí sẽ là toàn bộ Đại Thanh thế giới. Rốt cuộc Đại Thanh thế giới đệ nhất tiên môn thế lực là Thượng Huyền Tiên môn, mà hắn chém giết chính là Thượng Huyền Tiên môn người thừa kế, nơi này quan hệ nhưng lớn. Cho nên nói tất yếu tới rồi đối mặt thời điểm, không thể không tiến vào. Lúc này muốn biết sinh mệnh chi thủy sử dụng sống lại thời gian, liền yêu cầu dò hỏi Càn Khôn Hồ Chi Linh. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân hít sâu một hơi đối với không khí hô, Càn Khôn Hồ Chi Linh ra tới. Thanh âm nháy mắt truyền khắp Càn Khôn Hồ không gian bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, lại thấy Càn Khôn Hồ không gian kim quang vạn trượng dựng lên. Ngay sau đó một đạo kim sắc dáng màu chiếu rọi xuống dưới. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại, xác thật là phát hiện Càn Khôn Hồ không gian hỗn độn mây mù chung xuất hiện một tòa bảy màu sáng lên cung điện. Tiểu tử đi lên nói chuyện. Như cũ là lần trước cái kia quen thuộc thanh âm, Dương Nghị Vân biết đây là Càn Khôn Hồ Chi Linh. Hắn trong lòng vừa động, nhấc chân bước lên kim quang hướng về cung điện mà đi. Càn Khôn Hồ không gian cung điện, Dương Nghị Vân biết hẳn là mới là Càn Khôn Hồ chung nhất thần bí trung tâm địa phương. Như cũ là ở vào thời kỳ vỡ giọng cái loại này thiếu niên tiếng động, như cũ là Càn Khôn thần điện nội. Chẳng qua lúc này đây không thấy hắc bạch hình cầu, Dương Nghị Vân biết đó là lần trước bị hắn cấp dung hợp. Mà hiện tại Càn Khôn thần điện chung một mảnh hỗn độn, mây mù lượn lờ cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn ở Càn Khôn thần điện bên trong, giống như là một cái bị lạc phương hướng người. Xem bốn phía đều là một mảnh hỗn độn chi sắc. Muốn hỏi sinh mệnh chi thủy vấn đề thời gian. Thời kỳ vỡ giọng thiếu niên tiếng động lần thứ hai vang lên. Dương Nghị Vân vẫn là không có nhìn đến có người. Lúc này hắn nhịn không được nói, đừng giả thần giả quỷ, xuất hiện đi. Ngay sau đó đại điện trung ương xuất hiện một đoàn dòng khí, ngay sau đó chậm rãi hội tụ thành hình. Trong lòng nguyên bản nghĩ hẳn là xuất hiện một thiếu niên người bộ dáng. Nhưng không nghĩ tới lại là xuất hiện một đoàn lưu ly dòng khí, mãnh vừa thấy là thủy tinh trong suốt, lại vừa thấy đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Không lớn, cũng liền thành nhân nắm tay như vậy đại. Ngay sau đó này một đoàn lưu ly dòng khí có biến hóa, lại là biến thành vẫn luôn tiểu cầu bộ dáng, nhưng là còn không có dừng lại, như cũ ở phát sinh biến hóa. Lúc sau mọc ra long giác long cần. Sau lưng có một đôi cánh chim. Cuối cùng liền không phải một con tiểu cầu bộ dáng. Có điểm như là kỳ lân, nhưng lại trường cánh. Đây là thứ gì? Dương Nghị Vân ngơ ngác nhìn trước mắt vật nhỏ. Ngươi là Càn Khôn Hồ Chi Linh. Dương Nghị Vân hỏi một câu. Bằng không đâu, nắm tay lớn nhỏ đồ vật trường một đôi cùng người dạng mắt to, thực nhân tính hóa, có linh tính có trí tuệ bộ dáng miệng phun nhân ngôn. Thanh âm đúng là phía trước cái loại này thời kỳ vỡ giọng thiếu niên tiếng động. Lúc này Dương Nghị Vân xác định thật là Càn Khôn Hồ Chi Linh. Nhưng hắn chính là không quen biết đây là cái gì loại nào thần thú. Ngươi là cái thứ gì? Sững sờ lúc sau Dương Nghị Vân hỏi ra một câu thực không lễ phép nói. Tiểu hỗn đản ngươi nói cái gì đâu, ai mà không đổ vật. Bổn đại thần nói thiên địa tinh linh, ngươi có thể kêu Càn Khôn. Hùng hùng hổ hổ chung Càn Khôn Hồ Chi Linh xem như cấp Dương Nghị Vân xác định tên của hắn. Càn Khôn. Tên này là cái rất lớn từ ngữ, Dương Nghị Vân đánh giá cũng chính là Càn Khôn Hồ Chi Linh dám như vậy kêu đi. Hoặc là nói hắn bản thân chính là. Ngẫm lại nhưng thật ra cũng chuẩn xác. Càn Khôn Hồ, Càn Khôn Tạo Hóa Công, Càn Khôn Hồ Chi Linh Càn Khôn, tất cả đều này đây Càn Khôn tới mệnh danh. Phi thường chuẩn xác. Hảo đi, vậy kêu ngươi Càn Khôn. Dương Nghị Vân không có đi cùng Càn Khôn đấu võ mồm. Hỏi tiếp nói, hiện tại sinh mệnh chi thủy sử dụng lúc sau, tiếp theo khôi phục thời gian đúng vậy bao lâu? Một vấn đề hỏi, hắn đều yêu cầu đi biết rõ ràng. Còn có Càn Khôn Hồ những mặt khác tác dụng từ từ đều yêu cầu làm minh bạch. Chỉ nghe Càn Khôn nói, sử dụng một giọt sinh mệnh chi thủy lại lần nữa khôi phục lại thời gian là 9 đại chu thiên thời gian. Đó chính là bằng nhau với tu chân giới cửu thiên thời gian. Toàn bộ thời gian còn tính có thể tiếp thu, tam tích nếu là toàn bộ sử dụng, lại lần nữa khôi phục thời gian đó chính là tam chín hai bảy thiên, một tháng đi. Bất quá thời gian này đặt ở tiên giới hóa, cũng không tính cái gì. Cũng chính là búng tay chi gian chuyện này. Phi thăng tới rồi tiên giới lúc sau, thời gian tuy rằng dài quá, nhưng là tương đối thu thọ nguyên cũng là vô hạn tăng, tùy ý nói thành tiên lúc sau tiên nhân trên cơ bản sẽ không có người đi suy xét thọ nguyên vấn đề. Cho nên nói ba cái đại chu thiên thời gian cũng không tính chuyện gì.
Dương Nghị Vân gật gật đầu theo sau hỏi lại, kia sinh mệnh chi thủy có thể khống chế yêu thú công hiệu còn ở đây không? Ta ý tứ là tới rồi tiên giới lúc sau còn có thể hay không khống chế tiên thú hoặc là nói hung thú. Lúc này Càn Khôn Chi Linh phát trợn trắng mắt, có biến thanh tiếng nói, tự nhiên là có thể, đã sớm cho ngươi nói qua, Càn Khôn Hồ Hồ chính là siêu hết thảy tồn tại. Càn Khôn Hồ trong không gian đồ vật có thể nói là lão chủ nhân để lại cho thần đạo truyền nhân phúc lợi, mỗi một loại đều là trên đời này đứng đầu chí bảo. Vây chế tiên thú hung thú một bữa ăn sáng, đương nhiên tiền đề là ngươi có thể có bản lĩnh đi sử dụng, có thể làm tiên thú cũng hoặc là yêu thú dùng mới được, còn có một chút là hiện tại sinh mệnh chi thủy ngươi cũng thấy rồi đối với tiên thụ chi lưu công hiệu, một giọt sinh mệnh chi thủy hoàn toàn có thể cho một gốc cây tiên thụ hoặc là trước muốn gia tăng ngàn năm thời gian thành thục kỳ. Tam tích chính là 3.000 năm, đương nhiên gần là bắt đầu, ngày sau có rất nhiều kinh hỉ cho ngươi. Dương Nghị Vân cái này cuối cùng là yên tâm, nếu sinh mệnh chi thủy công hiệu còn ở, còn không có biến mất, thậm chí là càng cường đại, đã nói lên đối chính mình chỗ tốt còn ở, ngày sau chính là át chủ bài. Tiếp theo cái vấn đề, Càn Khôn Hồ không gian còn có hay không xuất hiện mặt khác chí bảo? Dương Nghị Vân hỏi, Càn Khôn Chi Linh dứt khoát lưu loát nói, không có. Không phải đã thăng cấp sao như thế nào không có đâu. Dương Nghị Vân buồn bực nói. Càn Khôn Chi Linh mở miệng nói, tiểu tử ngươi thấy đủ đi, Linh Đào cùng Tím Lôi Diệp đều cùng sinh mệnh chi thủy giống nhau có một lần tăng lên, sao có thể là không có. Bằng không tiểu tử ngươi là có thể dùng vài miếng Tím Lôi Diệp xử lý một cái đại viên mãn thiên tiên. Nói nữa, ta Càn Khôn Hồ cũng nói có Linh có được không, cũng yêu cầu trong thiên địa chí bảo tẩm bổ, tiểu tử ngươi liền biết đòi lấy. Cũng không cho ta tìm kiếm thiên địa chí bảo cắn nuốt, như thế nào đi tăng lên. Nhớ kỹ ngày sau muốn cho ta tăng lên không thành vấn đề, nhưng yêu cầu đi cho ta tìm kiếm thiên địa chí bảo, làm ta đi bổ sung năng lượng, như thế này Càn Khôn Hồ không gian trong vòng địa phương ta mới có thể có lực lượng đi cho ngươi mở ra. Liền tỷ như nói Càn Khôn Hồ không gian có thể biến đại, lại tỷ như nói, ngươi làm ta Càn Khôn Hồ tăng lên lúc sau, còn có thể xuất hiện cùng loại Tím Lôi Diệp. Linh Đào cùng sinh mệnh chi thủy từ chí bảo. Dương Nghị Vân nghe xong ánh mắt sáng lên nói, vậy ngươi yêu cầu chính là cái dạng gì năng lượng mới có thể tăng lên? Đối với Càn Khôn Hồ tăng lên, trước kia hắn đều trải qua quá, lúc này nghe được Càn Khôn Hồ Chi Linh chính miệng nói ra, Dương Nghị Vân nhưng thật ra cảm thấy thực bình thường. Cái này muốn xem cơ duyên, chờ ngươi đụng phải ta Càn Khôn Hồ cảm thấy hứng thú thiên địa chí bảo, đến lúc đó tự nhiên sẽ nhắc nhở ngươi. Càn Khôn Chi Linh nói. Hành, ngươi là đại gia, ta nghe ngươi, nếu là đụng phải đối với ngươi có trợ giúp có thể làm ngươi tăng lên thiên địa chí bảo nhất định phải cho ta nói, ta đua thượng mạng già cũng cho ngươi tìm tới. Dương Nghị Vân cuối cùng là đã biết Càn Khôn Hồ có thể đi không ngừng thăng cấp liền có thể nói là lực lượng của chính mình ở không ngừng tăng cường. Cho rằng Càn Khôn Hồ ở Dương Nghị Vân xem ra quá mẹ nó thần bí, mặc kệ là Linh Đào, vẫn là nói Tím Lôi Thụ cũng hoặc là sinh mệnh chi thủy, mỗi loại đều là nghịch thiên tồn tại siêu cấp chí bảo. Tùy tiện giống nhau bắt được ngoại giới đều có thể khiến cho thật lớn hỗn động. Nếu là về sau Càn Khôn Hồ không ngừng sinh cơ nói, xuất hiện cùng loại sinh mệnh chi thủy bực này chí bảo càng nhiều, như vậy sẽ được đến càng nhiều, ngẫm lại đều là một kiện lệnh người thực sảng sự. Đối với hắn tu vi gia tăng cùng sức chiến đấu kéo dài đều đem là một cái người khác vô cùng so sánh với cùng khó có thể tưởng tượng chính là. Nơi này Càn Khôn Thần Điện là chuyện như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi ra chính mình nhất muốn hỏi sự. Toàn bộ Càn Khôn Hồ không gian chung, nhất thần bí cùng nhìn không thấu liền nói cuối cùng ra tới Càn Khôn Thần Điện. Đây là Dương Nghị Vân nhất muốn hiểu biết đồ vật. Nhất trung tâm bộ phận hắn không biết, điểm này để bụng luôn là không có đế. Tuy rằng nói, Càn Khôn Hồ Chi Linh nói hắn Dương Nghị Vân là Càn Khôn Hồ chủ nhân, chính là đối với Càn Khôn Hồ chung rất nhiều địa phương hắn đều nhìn không thấu không biết, đây là làm hắn có chút chột dạ còn lo lắng địa phương. Vạn nhất nếu là về sau Càn Khôn Hồ mất đi khống chế làm sao bây giờ? Muốn đem hư đánh gãy đều nghĩ ra được mới được. Hỏi ra Càn Khôn Thần Điện vấn đề này sau, Dương Nghị Vân phát hiện Càn Khôn Chi Linh cả người khẽ run lên, ngay sau đó biến mất không thấy, dùng không kiên nhẫn ngữ khí nói, tiểu tử ngươi hiện tại mới là một cái tiểu thiên tiên, hỏi như vậy nhiều làm gì, Càn Khôn Thần Điện sự, ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết, được rồi, không có gì sự liền đi thôi, đừng quấy rầy ta ngủ. Ở giọng nói lạc bế hết sức, Dương Nghị Vân cảm thấy một cổ gió nhẹ ra tới, thân thể không tự chủ được bay ra Càn Khôn Thần Điện. Ngay sau đó trực tiếp tới rồi Càn Khôn Hồ không gian, như cũ vẫn là xuất hiện ở Linh Dược Viên. Tuyệt đối có bí mật gạt ta.
tự nói thầm trong tiếng Dương Nghị Vân tràn ngập khó chịu. Bất quá, hắn trong óc lại trực tiếp vang lên Càn Khôn Chi Linh mắng nói, có cái dám bí mật, lão tử chính là Càn Khôn hồ lớn nhất bí mật, tiểu tử ngươi sau lưng mắng phi quân tử. Ách, như vậy đều có thể nghe được A Dương Nghị Vân kinh ngạc. Đối với Càn Khôn Chi Linh, Dương Nghị Vân tạm thời cũng không có biện pháp, bất quá có một chút hắn có thể xác định chính là, Càn Khôn hồ Chi Linh đối hắn là không có ác ý. Mặt sau đứng ở tại chỗ cùng Càn Khôn Chi Linh lại giao lưu vài câu, dò hỏi tím lôi diệp cùng Linh Đào thời gian, cùng sinh mệnh chi thủy khôi phục cơ bản giống nhau. Kế tiếp thời gian, Dương Nghị Vân trực tiếp gỡ xuống 12 viên thạch tiên quả, bảo tồn lúc sau, liền ra Càn Khôn hồ không gian. Tính tính thời gian cùng Đỗ Kiệt Bân ba người ước định thời gian không sai biệt lắm, hắn muốn chạy tới nơi hội hợp, nếu không Đỗ Kiệt Bân sẽ cấp bậc, không chừng sẽ sát trở về. Ra hốc cây lúc sau, Dương Nghị Vân dựa theo phía trước lão mộ nói qua lộ vẫn luôn đi phía trước đi đến. Một cái tiểu chu thiên sau, rốt cuộc thấy được Đỗ Kiệt Bân ba người. Vân tử, cách thật xa Đỗ Kiệt Bân kêu gọi. Nhìn Đỗ Kiệt Bân vẻ mặt lo lắng, rồi sau đó nhìn đến chính mình có vẻ mặt vui sướng thả lỏng lại bộ dáng, Dương Nghị Vân trong lòng hiện lên từng trận dòng nước ấm. Nhân sinh trên đời có thể kết giao đến Đỗ Kiệt Bân như vậy một cái bằng hữu cũng đáng. Lão Đỗ, Dương Nghị Vân cười đi qua. Thế nào ngươi không có việc gì đi, cứ việc nhìn đến Dương Nghị Vân hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiến đến, nhưng Đỗ Kiệt Bân như cũ hỏi ra thanh, phía trước hắn lựa chọn tin Dương Nghị Vân có thể từ như vậy nhiều ngày tiên vây khốn chung đi ra. Nhưng ở đi rồi lúc sau, lại là càng ngày càng lo lắng, rốt cuộc kia nhưng tất cả đều là thượng phẩm thiên tiên, trong đó còn có không ít đại viên mãn thiên tiên tồn tại. Lúc này nhìn đến Dương Nghị Vân bình an đuổi kịp tới, Đỗ Kiệt Bân trong lòng đối Dương Nghị Vân là thật chịu phục. Hắn gần là cái sơ phẩm thiên tiên a. Hắc hắc, chém một cái hách hữu đà, sau đó mặt khác thiên tiên đều túng, ta bình yên rời đi. Dương Nghị Vân hắc hắc cười nói. Đỗ Kiệt Bân nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, trong lòng một trận phát tắc. Hách hữu đà Đỗ Kiệt Bân tự nhiên biết, kia cũng là đại viên mãn thiên tiên, nhưng ở Dương Nghị Vân trong miệng còn lại là nhẹ nhàng bâng quơ bị hắn chém. Tiểu tử này hiện tại rốt cuộc là cái gì thực lực? Thiên tiên chung vô địch đi. Đỗ Kiệt Bân như vậy nghĩ cảm thấy thực đáng tin cậy, Dương Nghị Vân có thể chém giết Yến Năm Thước, là có thể chém giết Hách Hữu Đà, đều là đại viên mãn thiên tiên tu vi. Lại nói có thể từ như vậy nhiều ngày tiên vây quanh hạ, bình yên rời đi, bực này thực lực thủ đoạn, nói là thiên tiên chung vô địch tựa hồ một chút đều không quá. Lão mộ người xác định là nơi này, Đỗ Kiệt Bân chờ đôi mắt hỏi lão mộ. Lão mộ gật gật đầu nói, dựa theo suy đoán kết quả hẳn là chính là vùng này, nhưng nhập khẩu ở địa phương nào, liền yêu cầu chúng ta đi tìm. Dương Nghị Vân cũng có chút kinh ngạc, ngơ ngác nhìn bốn phía hoàn cảnh. Lão mộ mang theo đại gia đi vào địa phương không phải cái gì tàn phá cung điện di tích nơi, mà là xuất hiện ở một tảng lớn địa thế bình thản cánh đồng hoang vô thượng. Cỏ dại mọc thành cụm, đừng nói cái gì cung điện, chính là một gốc cây thụ đều hiếm thấy. Theo đạo lý lão nói, luyện đan mật thất kia chờ địa phương, hẳn là tồn tại với phế tích cung điện nơi. Liên tính là Đại La Tiên Phủ bị hủy diệt phá hư, cũng nên là vùi lấp dưới mặt đất mới đúng. Chính là nơi này chính là một người bao sâu bụi cỏ, trừ cái này ra một khối cự thạch đều không có, căn bản liền tìm không đến một chỗ có cung điện di tích cũng hoặc là mặt khác có thể cùng luyện đan mật thất liên hệ thượng nhập khẩu. Nơi này nào có cái gì luyện đan mật thất tồn tại? Lão thử động đều không thấy một cái a. Đỗ Kiệt Bân nói thầm nói. A Thiện mở miệng nói, thiếu chủ đừng nóng vội, chúng ta khắp nơi tìm xem đi, những năm gần đây suy đoán ra tới vị trí hẳn là sẽ không sai, chính là vùng này. Xem mọi nơi địa hình kỳ thật là phát sinh quá biến hóa, rốt cuộc đi qua không biết nhiều ít thời gian, liền tính là có cung điện tồn tại, bị vùi lấp ở đại địa dưới cũng là có khả năng, lại còn có một chút là, xem nơi này địa hình, tựa hồ từng có con sông tồn tại, cho nên cỏ dại mọc thành cụm. Hành đi. Vậy tìm xem, Đỗ Kiệt Bân mở miệng nói chuyện. Theo sau bốn người phân tán mở miệng, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Một người bao sâu cỏ dại từ giữa, bọn họ bốn cái bao phủ đi vào một chút đều nhìn không tới tung tích, tại đây chờ hoàn cảnh hạ cũng tựa hồ không tốt lắm tìm. Chỉ chớp mắt ba cái đại chu thiên qua đi, bốn người tại đây phiến bụi cỏ chung mới tìm kiếm một nửa diện tích không đến, như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Lại qua đi ba cái đại chu thiên, bốn người chạm mặt ở bên nhau. Hai mặt nhìn nhau. Lão mộ, A Thiện có phải hay không địa phương sai rồi, này một mảnh khu vực đã tìm cái biến, cái gì đều không có.
Đỗ Kiệt Bân giờ phút này có chút nóng nảy lên. Này, lão mộ lúc này kỳ thật cũng hoài nghi lên, có phải hay không nhiều năm như vậy sửa sang lại tin tức thật sự có sai lầm. Trong lúc nhất thời đối Đỗ Kiệt Bân vị này thiếu chủ cũng không biết như thế nào trả lời. A Thiện vẫn luôn lãnh khốc lời nói thiếu, lúc này lại là vẻ mặt nghiêm túc nói, thiếu chủ về cơ bản vị trí hẳn là sẽ không sai, rốt cuộc chúng ta Thái Thanh Tiên môn người 3 lần tiến vào Đại La Tiên Phủ siêu tập tình huống, lại hao phí hơn 1000 năm thời gian mới suy đoán ra tới, hơn nữa là môn chủ cùng vài vị trưởng lão tự mình suy đoán, điểm này không có sai. Nhưng hiện tại vấn đề là cái gì manh mối đều không có a. Nơi này hoàn toàn chính là cỏ dại mọc thành cụm, trừ cái này ra cái gì cũng có tồn tại. Ở Đỗ Kiệt Bân 3 người lẫn nhau tranh chấp thời điểm, Dương Nghị Vân cũng không có nhàn rỗi, không tìm được luyện đan mật thất nhập khẩu, nhưng cũng nghe được lão mộ cùng A Thiện đích xác tin. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng, bất quá lúc này Dương Nghị Vân nghĩ tới thần ma điểu, thứ này trong bụng có hóa, biết đến đồ vật nhiều, Dương Nghị Vân truyền âm cùng thần ma điểu giao lưu. Quả đen có thể hay không cấp điểm ý kiến. Hoặc là hỗ trợ tìm xem nơi này mới có không có gì khả nghi nơi. Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi thần ma điểu. Lão tử còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ không mở miệng hỏi, nghe tiểu hỗn đản, nơi này phương là có cái gì tồn tại, bất quá các ngươi tìm kiếm phương hướng sai rồi, hẳn là từ ngầm tìm kiếm. Thần ma điểu mang theo tổn hại kính nói chuyện. Có thể hay không cụ thể điểm, lớn như vậy địa phương chúng ta như thế nào tìm kiếm. Dương Nghị Vân thực trực tiếp truyền âm. Thần ma điểu truyền âm nói. Hướng tả 300 mễ có một ít mỏng manh dao động, cụ thể có phải hay không lão tử cũng không xác định, nếu không phải đó chính là ở nơi khác, còn có một chút là, chỉ cần lão mộ cùng A Thiện nói đích xác tin, như vậy Đại La Tiên phủ luyện đan mật thất kia tất nhiên là tồn tại, Mỹ Kim thật nói đan cái này ở tiên giới đích xác tồn tại quá, đỉnh đỉnh đại danh. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn nghĩ tìm Đỗ Kiệt Bân nói xem. Đương nhiên không thể nói là thần ma điểu có phát hiện, đối với này chỉ hỏi đề điểu. Dương Nghị Vân vẫn luôn muốn đem nó trở thành là bị làm lơ tồn tại, cũng không thể làm người biết thứ này là một cái vạn sự thông điên điểu. Làm như vậy chỉ biết cho hắn chính mình chọc phiền toái. Vân tử ngươi nói làm sao bây giờ? Còn tìm không tìm, Đỗ Kiệt Bân 3 người rằng co dưới cũng không có hảo biện pháp, quay đầu nhìn lại Dương Nghị Vân ở cúi đầu, liền mở miệng dò hỏi Dương Nghị Vân ý kiến. Nghe được Đỗ Kiệt Bân nói chuyện, Dương Nghị Vân đang lo tìm không thấy lấy cớ cho hắn nói. Vội vàng mở miệng nói, ta cảm thấy ta có phải hay không hẳn là tìm xem ngầm. Ngầm, Đỗ Kiệt Bân sửng sốt. Đúng vậy, nếu lão mộ cùng A Thiện đều nói đây là các ngươi Thái Thanh Tiên môn tốn thời gian hơn 1000 năm mới suy đoán ra kết quả, ta cho rằng vẫn là có thể tin, chẳng qua chúng ta vẫn luôn ở cỏ dại chung tìm kiếm, này cũng quá rõ ràng. Nếu là thực sự có luyện đan mật thất tồn tại, đã sớm bị người cấp phát hiện, cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là xem xét một chút ngầm. Vạn nhất luyện đan mật thất nhập khẩu bị chôn ở ngầm đâu. Hoặc là nói, Đại La Tiên phủ luyện đan mật thất bản thân liền không phải thường quy kiến trúc, hắn là độc lập tồn tại, lại hoặc là nói là bị mai một ở đại địa dưới từ từ, này đó tình huống kỳ thật đều là có khả năng xuất hiện, cho nên ta ý tứ là chúng ta tìm xem ngầm tình huống, các ngươi xem đâu. Dương Nghị Vân đối Đỗ Kiệt Bân 3 người bắt đầu hướng dẫn. Đương nhiên cuối cùng có thể cầu tìm được manh mối người, nhất định sẽ là hắn. Bởi vì hắn yêu cầu này phân công lao, mới có thể ở kế tiếp hoặc là nói thật muốn là tìm được rồi luyện đan mật thất tìm được rồi Mỹ Kim thật nói đan sau có hắn một phần, cũng có thể yên tâm thoải mái từ Đỗ Kiệt Bân trong tay chia sẻ đan phương. Càng sẽ không làm lão mộ cùng A Thiện cảm thấy là hắn chiếm tiện nghi, hắn Dương Nghị Vân không thích chiếm người tiện nghi. Chờ Dương Nghị Vân một phen nói cho hết lời, Đỗ Kiệt Bân, lão mộ cùng A Thiện đều là ánh mắt sáng lên. Hảo, vậy ở tìm xem. Ngươi nói hoàn toàn có đạo lý, nếu vị trí không sai, nhập khẩu nơi còn thật có khả năng dưới mặt đất. Đỗ Kiệt Bân mở miệng nói. Dương huynh đệ nói có lý. Ta tán đồng. Lão mộ cùng A Thiện đều tỏ vẻ nhận đồng Dương Nghị Vân nói. Kế tiếp 4 người lại bắt đầu tứ tán mở ra, vận dụng tiên thức bắt đầu tìm kiếm. Cùng trong lòng đoán trước giống nhau, Dương Nghị Vân ở thần ma điều chỉ điểm hạ, đi tới mục đích địa. Ngươi xác định chính là nơi này. Dương Nghị Vân đi vào thần ma điểu chỉ định địa điểm hỏi. Nói nhảm cái gì, lão tử còn có thể lừa ngươi không thành. Này một tảng lớn hoang vu nơi, chỉ có nơi này từ ngầm truyền đến phi thường mỏng manh năng lượng hơi thở, ngươi cái này nhược kê là cảm thụ không đến, từ nơi này đi xuống đào 10 mét ngươi là có thể cảm nhận được năng lượng hơi thở, 89 phần 19 là luyện đan mật thất nhập khẩu chỗ. Thần ma điểu không kiên nhẫn nói.
liền tin ngươi một lần. Dương Nghị Vân gật đầu, ngay sau đó đổ long kiếm nơi tay. Thúc dục trong cơ thể càn khôn đan lực lượng, bỗng nhiên đối với ngầm nhất kiếm này đi, đối với hắn tới nói, dùng đồ long kiếm đảo bùn đất kia còn không phải một giây sự. Phốc ầm, ta đi, tiên giới bùn đất như vậy ngạnh a. Dương Nghị Vân không nghĩ tới nhất kiếm đi xuống, tẫn nhiên gần là đâm vào đi nửa thước chiều sâu, dựa theo tu chân giới đại địa, hắn này nhất kiếm đi xuống, 10 mét hố to liền xuất hiện. Kết quả không nghĩ tới tiên giới đại địa độ cứng vượt qua hắn tưởng tượng, này nhất kiếm gần đâm vào đi nửa thước. Ha ha, người cái nhược kê còn tưởng rằng là tu chân giới a, nơi này là tam giới pháp tắc toàn diện thế giới đại địa ổn định tiên giới, không ra toàn lực đừng nghĩ đào động. Thần ma điểu không buông tha bất luận cái gì đả kích Dương Nghị Vân cơ hội. Dương Nghị Vân thu hồi đồ long kiếm, dứt khoát tâm thần vừa động, trực tiếp thúc dục chí tôn pháp tương đến 8-9 mễ độ cao. Rồi sau đó thúc dục trong cơ thể toàn bộ lực lượng, thật lớn đôi tay triển khai, bắt đầu đào động lên. Phốc phốc phốc, dùng tới toàn lực lúc sau, ở pháp tương chi thân thêm vào dưới, tốc độ cuối cùng là nhanh rất nhiều. Ước chừng nửa giờ sau, một cái 3 mét khoan 10 mét thâm hố to xuất hiện. Cuối cùng một chút đào đi xuống thời điểm, Dương Nghị Vân đôi tay đụng vào ở kim thạch phía trên. Ầm vang, một tiếng nổ vang lúc sau, kim quang đại tác dựng lên. Rốt cuộc có năng lượng phát ra, lần này hắn cảm nhận được. Cúi đầu vừa thấy, lại là phát hiện, một đạo tràn đầy khắc văn tường đá xuất hiện. Mặt trên khắc văn phi thường cổ xưa, lưu động lóng lánh kim quang. Đây là đan đạo khắc văn, tiểu tử chính là nơi này, nghĩ cách phá vỡ, là có thể đi vào. Thần ma điểu ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai nhịn không được ra tiếng. Không được, ta phải đợi Đỗ Kiệt Bân bọn họ cùng nhau, nếu tìm được rồi. Liền phải thông chi bọn họ. Dương Nghị Vân tự nhiên minh bạch thần ma điểu là muốn cho hắn ăn mảnh. Bất quá hắn Dương Nghị Vân còn làm không ra bỏ qua một bên bằng hữu ăn mảnh sự. Lại nói cái này địa điểm bản thân liền Đỗ Kiệt Bân cung cấp. Lão Đỗ các người mau tới đây, ta có phát hiện. Dương Nghị Vân trực tiếp kêu Đỗ Kiệt Bân ba người. Đường Đỗ Kiệt Bân ba người đã đến lúc sau, mới phát hiện Dương Nghị Vân đào ra một cái hố to. Vân tử đây là... Đỗ Kiệt Bân mang theo nghi vấn hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, thấy được hố to nội kim quang lấp lánh. Dương Nghị Vân cười cười nói, ta ở chỗ này cảm nhận được mỏng manh năng lượng hơi thở, liền hướng về ngầm đào đào, liền xuất hiện phía dưới tường đá, nếu không sai, thực chịu có thể chính là luyện đan mật thất nhập khẩu. Chờ hắn dứt lời, lão mộ liền vẻ mặt kích động nói, không sai không sai, cùng môn chủ miêu tả giống nhau, mặt trên khắc văn chính là đan đạo khắc văn. Nơi này chính là Đại La Tiên phủ luyện đan mật thất nhập khẩu sẽ không sai, thiếu chủ chúng ta tìm được rồi, ha ha. Đỗ Kiệt Bân cũng là trên mặt đại hỉ, bất quá ngay sau đó nói, lão mộ A không phải chúng ta tìm được rồi, mà là vân tử tìm được rồi, vân tử đương cầm đầu công, nếu là thu hoạch liền có vân tử một nửa. Đúng đúng đúng, là Dương huynh đệ công lao, lão mộ phản ứng lại đây nở nụ cười. Dương Nghị Vân xác thật rõ ràng Đỗ Kiệt Bân ý tứ. Đơn giản chính là tưởng cho chính mình thêm phân, bất quá với hắn mà nói, không như vậy đại lòng tham, cũng mở miệng nói. Lão Đỗ đây là chúng ta cùng nhau tìm được, điểm này không thể nghi ngờ, không có các ngươi cung cấp tin tức, ta cũng tìm không thấy nơi này, cũng là vận khí, mặt khác không nói, chờ chúng ta tiến vào lúc sau rồi nói sau, cụ thể bên trong là tình huống như thế nào, bên trong có hay không cái gì nguy hiểm, đối với chúng ta tới nói đều là không biết bao nhiêu, hết thảy chờ đi vào tự sau lại nói. Các ngươi xem đâu. Cùng Đỗ Kiệt Bân ba người chi gian, bằng hữu về bằng hữu, nhưng đối với ích lợi thượng, như cũ yêu cầu an ủi, nên khiêm tốn vẫn là muốn khiêm tốn. Đỗ Kiệt Bân gật gật đầu, cũng là đạo lý này, chờ đi vào lúc sau, tìm được rồi Mỹ Kim thật nói đan lại nói không muộn. Đại La Tiên phủ trung nhất trung tâm địa phương chính là luyện đan mật thất, bên trong có cái gì nguy hiểm tồn tại ai cũng không biết. Không chừng có cổ xưa trận pháp tồn tại. Cũng nói không chừng còn có cường đại sinh linh tồn tại, đối này hiện tại nói này đó còn hơi sớm. Lại nói, hiện tại bọn họ mấy cái đều còn có đi vào, còn có một đạo cường đại khắc văn tường che ở phía trước. Chúng ta trước đi xuống mở ra khắc văn tường rồi nói sau. Đỗ Kiệt Bân đề nghị. Đi, phía dưới đi xem, ta tuy rằng không có nếm thử quá, nhưng lại cũng có thể cảm thụ phi thường cường đại tiên lực ở khắc văn trên tường. Có lẽ chúng ta gặp phải cái thứ nhất cửa ải khó khăn chính là cái này khắc văn tường. Dương Nghị Vân biểu đạt chính mình ý kiến. Chờ bốn người đi xuống lúc sau, lão mộ đầu tiên là nhìn khắc văn tường, theo sau trầm ngâm nói,
này đó khắc văn là phòng ngự khắc văn, có pháp tắc chi lực ở trên đó, ta trước nếm thử một chút uy lực như thế nào, các ngươi ở một bên chú ý một chút này đó lưu động khắc văn lưu chuyển quy tắc, chỉ cần có thể tìm được khắc văn lưu chuyển quy luật là có thể phá rớt khắc văn phòng ngự. Hảo, ngươi trước thử xem, cẩn thận một chút, Vân Tử, A Thiện, chúng ta làm tốt ứng đối, nếu lão mộ bị phản phệ, chúng ta tùy thời ra tay hỗ trợ ngăn cản phản phệ chi lực. Đỗ Kiệt Bân không hổ là đại tiên môn xuất thân người, tại đây chờ tình huống hạ, ứng đối chỉ huy cơ hồ chính là ở vào bản năng, cũng có thể nhìn ra tới hắn thường xuyên trải qua cùng loại sự kiện. Theo sau lão mộ bỗng nhiên một tiếng bạo giống, giơ tay gian một quyền hướng về khắc văn tường trà trộn mà đi, cường đại tiên nguyên lực ở hẹp hòi không gian tản ra. Đường lão mộ một quyền oanh kích đi ra ngoài thời điểm, một tiếng nổ vang ở cái này hố sâu vang lên. Ầm vang. Cũng trong nháy mắt này thời điểm, kim sắc khắc văn bỗng nhiên bùng nổ kim quang, trong nháy mắt này, chói mắt dị thường. Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân A Thiện ba người trong lòng căng thẳng, tất cả đều vận chuyển trong cơ thể thiên lực, chuẩn bị tùy thời chi viện lão mộ. Chính là vừa mới chuẩn bị động thời điểm, lại là ở ngay lập tức thời gian, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Gì? Sao lại thế này? Như thế nào liền dừng? Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân A Thiện ba người đều có chút không rõ. Khi bọn hắn đi thời điểm lại là phát hiện khắc văn trên tường xuất hiện một cái động lớn. Không có trong tưởng tượng phản phệ ra tới cường đại lực lượng, ngược lại xuất hiện một cái động lớn khẩu. Khắc văn biến mất không còn một mảnh. Lúc này Dương Nghị Vân ba người giống như là một quyền đánh vào xem không khí thượng giống nhau. Nguyên bản cổ đủ kính đạo muốn tùy thời cấp lão mộ chi viện, ai ngờ đến cư nhiên chuẩn bị tốt lực lượng đều không có phát ra đi. Chỉ chớp mắt lão mộ thử tính một quyền liền trực tiếp mở ra một cái động lớn, hoặc là nói là một cái thông đạo nhập khẩu đi. Đi chúng ta vào xem, Đỗ Kiệt Bân dẫn đầu mà đi. Không màng lão mộ lại là dẫn đầu đi vào, làm một cái đủ tư cách lão người hầu lão mộ điểm này làm phi thường đủ tư cách, chính là một bộ có nguy hiểm chúng ta làm trò bộ dáng. Ngay sau đó bốn người trước sau tiến vào trong thông đạo. Đi vào đi lúc sau bên trong một mảnh đen nhánh, bất quá điểm này đối tiên nhân tới nói, chút nào không ảnh hưởng cái gì. Đều tu luyện thành tiên, nếu là còn đối thị lực có chướng ngại, kia cái này tiên cũng liền bạch tu. Cho nên đối với bọn họ mấy cái tới nói, hoàn toàn không tồn tại nhìn không thấy vấn đề. Đây là một cái thông đạo, cao ước 6 mễ bề rộng chừng 3 mét. Đối với nhân tộc tới nói tại đây chờ trong thông đạo kỳ thật thực rộng mở, hơn nữa bốn người phát hiện, tiến vào hiểu rõ lúc sau, có năng lượng chi lực phát ra, so với trên mặt đất cao nhiều. Bốn người hành tẩu ở thông đạo trong vòng, như cũ dựa theo nguyên lai trận hình đi, lão mộ ở phía trước, Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân ở chung, A Thiện áp làm sau đi. Toàn bộ thông đạo phi thường an tĩnh, bất quá bốn người cũng như cũ cẩn thận, cũng không thể ở chỗ này ra vấn đề. Tuy rằng nơi này là ngầm trong thông đạo, nhưng dù sao cũng là Đại La Tiên Phủ chung nhất trung tâm địa phương. Có thể cẩn thận như cũ phải cẩn thận, thật vất vả tìm được rồi mục đích địa, không thể ở như vậy địa phương lật thuyền. Cũng không biết nơi này thông đạo có bao nhiêu sâu, thông hướng phương nào. Dù sao ở nếu có thể tiến vào liền có hy vọng, đối với mục tiêu bốn người xem như bước ra một đi nhanh. Mục tiêu là tìm kiếm Đại La Tiên Phủ luyện đan mật thất. Phía trước là tìm không thấy. Hiện tại có thể tìm được cũng đã phi thường không tồi. Tiến vào lúc sau mới có thể tìm kiếm Mỹ Kim Thật Nói Đan. Ở thông đạo trong vòng ước chừng một cái đại chu thiên lúc sau, đen nhánh chi sắc biến mất không thấy, thay thế chính là ẩn ẩn mỏng manh vầng sáng, nhìn qua như là ánh lửa giống nhau. Mọi người đều cẩn thận, hẳn là mau đến mật thất. Lão mộ đi ở phía trước nói. Lão mộ ta như thế nào cảm giác có chút không đúng a? Trong thông đạo độ ấm tựa hồ đề cao. Đỗ Kiệt Bân nói chuyện. Thiếu chủ hẳn là ngọn lửa độ ấm, nếu là luyện đan mật thất, đó chính là nói yêu cầu ngọn lửa tới luyện đan, rất có khả năng Đại La Tiên Phủ mật thất là ở kiến tạo ở nào đó cường đại tiên hỏa nơi. A Thiện lúc này mở miệng nói chuyện. Đối với luyện đan mật thất bực này địa phương, Dương Nghị Vân là đồng ý A Thiện quan điểm. Hắn từ bước vào tu chân lúc sau bản thân sớm nhất bắt đầu tiếp xúc chính là luyện đan chi đạo, tuy rằng hiện tại tới rồi tiên giới, nhưng hắn biết cũng không sai biệt nhiều. Tiên nhân luyện đan nghĩ đến cũng tất nhiên không rời đi ngọn lửa. Hơn nữa nơi này xuất hiện dưới mặt đất, Dương Nghị Vân nghĩ xuất hiện ngầm ngọn lửa tất nhiên là bình thường. Ánh sáng càng ngày càng sáng, bốn người lại hành tẩu một cái tiểu chu thiên thời gian, rốt cuộc xác định nơi này tất nhiên có tiên hỏa tồn tại nơi. Bởi vì độ ấm càng ngày càng cực nóng.
Hơn nữa thần ma điểu cũng đang nói chuyện nói, tiểu hỗn đản phải cẩn thận, nơi này tựa hồ có cường đại tiên hỏa tồn tại. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu truyền âm, sửng sốt một chút hỏi, cường đại tiên hỏa. Tiên hỏa bản thân liền cường đại, điểm này không cần phải nói, chính là thần ma điểu nếu có thể nói ra tới, vậy không phải bình thường tiên hỏa, bởi vì thần ma điểu thứ này bản thân liền không phải bình thường điểu. Từ nhận thức này chỉ hỏi đề điểu bắt đầu, nó liền tự xưng là tam giới đệ nhất thần ma điểu, khi đó Dương Nghị Vân coi như là một con có vấn đề chim chóc. Bất quá từ phía sau tiếp xúc xem ra, thứ này thật đúng là cái trong bụng có cái gì điểu. Đừng nhìn thần ma điểu đầu óc khi linh khi không linh, nhưng mỗi một lần chỉ cần nó nói chuyện, là có thể nói đến trọng điểm thượng. Hơn nữa cho hắn giải quyết không ít vấn đề. Lúc này thần ma điểu nói cường đại tiên hỏa, Dương Nghị Vân liền biết tiên giới tiên hỏa có khả năng thật đúng là nổi danh đường. Quả nhiên chỉ nghe thần ma điểu nói, tiên giới có 10 đại tiên hỏa bảng đơn, mỗi một loại đều phi thường uy lực phi phàm ngọn lửa, được đến trong đó bất luận cái gì một loại đều có thể làm một cái bình thường luyện đan sư trở thành một cái phi thường có danh tiếng luyện đan đại sư. Đương nhiên 10 đại tiên hỏa thông dụng với bất luận cái gì chế luyện chi đạo, luyện khí, con rối chi đạo cũng là có thể thông dụng, bất quá 10 đại tiên hỏa phi thường khó được, trên cơ bản đều không thể xuất hiện, vô đại cơ duyên không thể được, đại đa số tồn tại với truyền thuyết bên trong. Hơn nữa liền tính là tìm được, muốn thu phục tiên hỏa vì mình dùng, kia cũng yêu cầu bản lĩnh thủ đoạn, 10 đại tiên hỏa đều là có linh thậm chí sinh ra ý thức đồ vật, không có cường đại thực lực thủ đoạn, căn bản là đừng nghĩ thu phục, trừ phi tiên người gây nên hỏa hoạn động thành phục cùng ngươi. Nơi này hơi thở thượng lão tử có thể cảm nhận được cường đại ngọn lửa hơi thở, không chừng vẫn là 10 đại tiên hỏa chi nhất, dù sao cũng là thượng cổ đại La Tiên phủ luyện đan mật thất, tồn tại 10 đại tiên hỏa cũng không kỳ quái. Hiện tại liền xem tiểu tử ngươi có hay không cơ duyên, nếu tiểu tử ngươi có thể đạt được 10 đại tiên hỏa, giá trị có thể so chi Mỹ Kim thật nói đan phương đại quá nhiều. Có tiên hỏa tồn tại, có thể làm tiểu tử ngươi thực lực tăng lên một mảng lớn, càng có thể ở luyện đan chi đạo có một cái hoàn toàn mới bắt đầu, đến lúc đó tiểu tử ngươi lại luyện tiên đan, không nói có bao nhiêu cao cấp tiên đan, đôi mắt nhắm đều có thể luyện thành tiên đan. Chờ đến thần ma điểu truyền âm nói xong, Dương Nghị Vân thật đúng là tâm động. Ổn không được hỏi, tiên giới 10 đại tiên hỏa đều có kia 10 đại tiên hỏa. Thần ma điểu nói, tiểu tử ngươi hỏi trước như vậy nhiều làm gì, hiện tại còn không biết là cái gì cấp bậc tiên hỏa, đợi khi tìm được lại nói. Tiểu tử ngươi cho rằng tiên hỏa liền như vậy hảo đụng tới, đều cho ngươi nói qua, liền tính là đụng tới ngươi cũng không nhất định có kia một phần cơ duyên. Đối thần ma điểu mắng Dương Nghị Vân đã tập mãi thành thói quen, cũng không ở nhiều cùng này chỉ hỏi để điểu nói cái gì. Hắn nghĩ cũng là, loại sự tình này vẫn là muốn xem cơ duyên. Một người một chim truyền âm nói chuyện hết sức, lão mộ ngừng lại. Lúc này Dương Nghị Vân vừa thấy lại là phát hiện thông đạo đi xong rồi. Mà ở trong tầm mắt xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc cửa đá, ở cửa đá phía trên khắc hỏa tam dạng đồ vật. Từ trên xuống dưới là, một viên đan dược, một cái cổ xưa đan lô, mà ở đan lô phía dưới còn lại là một đóa tiểu ngọn lửa. Nhìn qua chính là một cái luyện đan đồ. Ở đỉnh lại là có cổ xưa tu đạo phù văn. Kỳ quân luyện đan động, lão mộ mở miệng nói chuyện, trong thanh âm tràn ngập kích động. Kỳ quân, xem ra là cái này đại La Tiên phủ chủ nhân. 89/10 đúng rồi. Trước đừng nói nữa, ta cảm thấy chúng ta đầu tiên nếu có thể đi vào mới được, này phiến cửa đá có trận pháp tồn tại tựa hồ không đơn giản a. Bốn người đứng ở cửa nghị luận một phen. Đương Dương Nghị Vân nói có trận pháp tồn tại thời điểm. Đỗ Kiệt Bân ba người đều là sửng sốt. Vân tử không có chút nào trận pháp lực lượng hoặc là năng lượng hơi thở tồn tại a. Đỗ Kiệt Bân nhìn không được hỏi. Đúng vậy, cũng không có bất luận cái gì trận pháp phù văn tồn tại. Lão mộ cũng nói chuyện. Chỉ có A Thiện không nói gì, nhưng lại nói thấu đi lên nhìn. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn không được nhắc nhở nói, A Thiện trước đừng dựa thân cận quá, này phiến đan môn có vấn đề. Kỳ thật phía trước Dương Nghị Vân đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề, chính là thần ma điểu truyền âm nói cho hắn, đan môn phía trên là có vấn đề lớn, này phiến đan trên cửa vấn đề ra ở, đan môn khắc họa đồ án phía trên. Dựa theo thần ma điểu truyền âm cách nói là, tiểu hỗn đản ngươi cẩn thận đi xem đan môn phía trên đồ án chi tiết. Quả nhiên đương Dương Nghị Vân đi xem thời điểm, ở đan môn phía trên phát hiện vấn đề. Hắn phát hiện đan môn đồ án tất cả đều là dùng một đám phù văn vẽ mà thành, không cẩn thận đi xem căn bản là nhìn không ra tới. Đan trên cửa tương đương là tam phúc đồ án, một viên đan dược,
một cái đan lô cùng một đóa tiểu ngọn lửa. Nhưng này tam phúc đồ tất cả đều này đây nho nhỏ phù văn vẽ mà thành. Hơn nữa ở thần ma điểu trong miệng đây là đan đạo phù văn. Này đó đan đạo phù văn cũng không phải là đơn giản như vậy, ở tổ hợp ở bên nhau sau liền hình thành cường đại trận pháp, một khi khởi động chính là phòng ngự cùng công kích nhất thể, rất là cường đại. Cho nên Dương Nghị Vân lúc này nhìn đến A Thiện muốn tới gần, vội vàng nhắc nhở A Thiện đừng qua đi. A Thiện nghe được Dương Nghị Vân nhắc nhở lúc sau, vội vàng dừng lại, quay đầu lại xem Dương Nghị Vân, ý tứ là chuyện như thế nào. Đỗ Kiệt Bân cùng Lão Mộ cũng nhìn về phía Dương Nghị Vân, ba người đều biết Dương Nghị Vân nếu nói có vấn đề, đó chính là có hắn lý do. Một đường đi tới đối với Dương Nghị Vân nhân phẩm cùng thực lực kỳ thật đều được đến bọn họ ba người tán thành. Dương Nghị Vân cũng không có nhiều làm giải thích, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi nhìn kỹ đan trên cửa đồ án, tam phúc đồ án tất cả đều là phù văn tạo thành, hơn nữa hình thành trận pháp, tuy rằng ta nhìn không ra tới là cái gì trận pháp, nhưng là một khi khởi động tất nhiên sẽ có trận pháp lực lượng. Nơi đây dù sao cũng là thượng cổ tồn tại tiên phủ, này phiến đan trên cửa liền tồn tại phức tạp phù văn trận pháp, ai cũng không biết này phiến đan môn mở ra lúc sau, bên trong còn có cái gì tồn tại. Đương nhiên có lẽ có nguy hiểm, có lẽ cái gì đều không có, bất quá này phiến đan môn tồn tại trận pháp phù văn lại là thật sự, hết thảy tiểu tâm vì thượng. Vân tử vẫn là ngươi cẩn thận, ta đều không có phát hiện mặt trên có phù văn tồn tại, ngươi như vậy vừa nói thật đúng là. Đỗ Kiệt Bân xem qua lúc sau cảm thán. Dương huynh đệ tuệ nhãn như cũ, ta Lão Mộ vui lòng phục tùng, sở lời nói thật đối với đan trên cửa phù văn trận pháp ta thật đúng là không có nhìn ra cái gì manh mối tới, không biết Dương huynh đệ nhưng nhìn ra cái gì. Hoặc là nói chúng ta hẳn là như thế nào đi bài trừ này đan trên cửa phù văn trận pháp. Chúng ta mấy cái khá vậy không hiểu trận pháp chi đạo. Lão Mộ hỏi Dương Nghị Vân. Đúng vậy Vân Tử, cái này phù văn chúng ta ba cái cũng không hiểu, trận pháp liền càng là người ngoài nghề, người có biện pháp nào? Đỗ Kiệt Bân mở miệng nói. Đến nỗi A Thiện dễ dàng sẽ không lên tiếng, dù sao hắn cũng không hiểu này đó, dứt khoát không nói. Dương Nghị Vân biết tiên giới cùng tu chân giới. Tuy rằng đều có trận pháp tồn tại, nhưng lại hoàn toàn là khác nhau rất lớn chiêu số, hắn cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi tới. Đều là thần ma điểu ở nhắc nhở, nếu không hắn nơi nào có như vậy cẩn thận phát hiện đan môn phía trên có trận pháp tồn tại. Lúc này nghe được Đỗ Kiệt Bân cùng Lão Mộ hỏi, cũng chỉ có thể làm bộ làm tịch nói, chờ một lát làm ta ngẫm lại xem lại nói. Hảo hảo hảo, người chậm rãi xem, Đỗ Kiệt Bân cười cười nói. Kỳ thật đại gia không có phát hiện. Ở bất chi bất giác chung, bọn họ đã đem Dương Nghị Vân trở thành một cái trung tâm. Bất quá sự tình phát triển cũng thật là như vậy phát triển, dọc theo đường đi Dương Nghị Vân biểu hiện hoàn toàn có thể dùng đoán mắt tới hình dung. Từ chém giết yến năm thước bắt đầu, ở từ như vậy nhiều ngày tiên vây khốn chung đi ra, cho tới bây giờ phát hiện đan trên cửa phù văn tùng ở, có thể nói Dương Nghị Vân đã ở trong lòng ngủ đông Đỗ Kiệt Bân ba người. Thế cho nên hiện tại Dương Nghị Vân đưa ra một ít vấn đề. Đỗ Kiệt Bân đều sẽ dò hỏi Dương Nghị Vân ý kiến, đây là một loại vô hình chung sinh ra thì tốt hơn biến hóa. Đỗ Kiệt Bân ba người chính mình có lẽ đều không có phát hiện. Từ trên thực lực tới giảng, ở Đỗ Kiệt Bân ba người trong lòng Dương Nghị Vân địa vị đều giống như bọn họ, không có ở đem Dương Nghị Vân trở thành là một cái sơ phẩm tiểu thiên tiên. Lúc này Dương Nghị Vân tự nhiên chỉ có thể đi dò hỏi thần ma điểu. Quả đen như vậy đi phá rất này phiến đan trên cửa phù văn trận pháp. Dương Nghị Vân trực tiếp dò hỏi thần ma điểu. Hắc hắc, người cầu lão tử a giờ phút này thần ma điểu là tương đương tiện. Dù sao trước nay liền không buông tha một cái đả kích Dương Nghị Vân cơ hội. Dương Nghị Vân trong lòng hận ngứa răng, đối với này chỉ hỏi đề điểu, hắn giờ phút này hận không thể một phen bóp chết. Nhưng là loại này thời điểm thật đúng là không thể đắc tội thứ này, chỉ có thể truyền âm nói, lão tử không có thời gian cùng ngươi ma kỷ, ngươi tốt nhất nói ra, đừng làm cho ta thượng hỏa. Ngươi nếu là lần này có thể lập công, làm tiểu gia được đến tiên đan hoặc là đan phương, về sau ngươi muốn ăn đan dược quản đủ. Đây là Dương mẫu nhân đối thần ma điểu cà rốt và cây gậy. Thật sự, thần ma điểu tâm động, trên thực tế thứ này đầu óc không động kinh thời điểm là thực khôn khéo. Đừng vô nghĩa, Dương Nghị Vân không kiên nhẫn truyền âm. Thần ma điểu rốt cuộc truyền âm nói, tiểu tử ngươi cũng đừng quên, cấp lão tử tiên đan. Nếu không về sau đừng hy vọng lão tử cho ngươi ra chủ ý. Ngay sau đó dừng một chút thần ma điểu mở miệng nói, kỳ thật không có bất luận cái gì biện pháp, bực này thượng cổ trận pháp phù văn, liền tính nói cho ngươi phá giải chi đạo,
ngươi cũng không có năng lực đi phá, mấu chốt nhất chính là còn cần thời gian lại học tập trận pháp. Cho nên a đơn giản nhất biện pháp là, các ngươi bốn cái tập trung lực lượng, tìm kiếm đến trận pháp điểm yếu, trực tiếp dùng trực tiếp nhất biện pháp mạnh mẽ phá trận đó là. Thảo ngươi chờ này không phải tương đương nói vô ích, ai không biết mạnh mẽ phá trận. Dương Nghị Vân tức giận đến mắng to. Thần ma điều chửi nói, ngươi cái nhược kê a, không nghe rõ sao. Lão tử nói tìm kiếm trận pháp điểm yếu, không nghe hiểu a. Dương Nghị Vân sửng sốt, hắn phía trước thật đúng là không có nghe hiểu điểm yếu những lời này. Cho nên mở miệng nói, vậy đừng vô nghĩa nhanh lên nói, đan trên cửa điểm yếu ở nơi nào. Ngươi trực tiếp cho ta chỉ ra tới không phải xong rồi sao? Thần ma điều trầm ngâm một chút nói, đan môn phía trên tam phúc đồ, đó chính là ba cái nhược điểm chỗ, tại đây ba chỗ bạc nhược điểm, các ngươi yêu cầu đồng thời ra tay công kích, hẳn là có thể bài trừ trận pháp, mau đi thử thử đó là. Nghe được thần ma điều nói chuyện, Dương Nghị Vân là thẳng trợn trắng mắt, bất quá lại cũng không có ở đi mắng thần ma điều, thứ này cuối cùng là nói ra một chút hữu dụng nói. Nhưng là Dương Nghị Vân luôn là cảm giác không quá đáng tin cậy. Cùng thần ma điều truyền âm nói chuyện với nhau lúc sau, Dương Mỗ Nhân lúc này mới quay đầu tới đối với Đỗ Kiệt Bân ba người nói, lão Đỗ này phiến đan trên cửa tam trên bản vẽ các có một chỗ bạc nhược điểm, chúng ta ba người cùng nhau công kích, dư lại một người, ở một bên tiếp ứng. A Thiện tới làm tiếp ứng đi, chúng ta ba cái từng người phụ trách một chỗ tới công trận pháp, nhưng là công kích thời gian nhất định vẫn luôn mới được, nếu không khả năng sẽ xuất phát trận pháp. Đến lúc đó ba cái trên bản vẽ phù văn còn tiếp cùng nhau, có lẽ chúng ta lại muốn đi phá trận, sẽ có phiền toái rất lớn, các ngươi xem làm như vậy có hay không vấn đề. Liền như vậy làm đi, Đỗ Kiệt Bân nói. Ta cũng không có vấn đề, lão mộ phù hợp. Đến nỗi A bản tốt nhất thân liền lời nói thiếu, cũng chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ hắn không có vấn đề. Dương Nghị Vân mở miệng, bắt đầu đi mặc kệ được chưa, chúng ta trước thử xem lại nói. Đối với hắn tới nói. Dù sao nơi này trận pháp cũng không biết đi qua nhiều ít năm thời gian, vô số thời gian qua đi lúc sau, nói không chừng duy trì trận pháp năng lượng đều đã không tồn tại, liền tính là có lẽ cũng còn thừa không có mấy. Bực này tình huống Dương Nghị Vân ở tu giả giới thời điểm trải qua quá, cho nên hắn trong lòng vẫn là có chút tin tưởng. Thần ma điều thứ này hắn hiện tại không nói 100% hiểu biết, nhưng cũng sờ đến một ít nó tính cách, thứ này dễ dàng không nói lời nào, nhưng là chỉ cần mở miệng. 8-9 phần 10 đều sẽ hiệu quả. Hảo, cùng nhau chuẩn bị. Đỗ Kiệt Bân nói chuyện, ngay sau đó đối với ngạch A Thiện nói, A Thiện chờ một lát ngươi tới hiệp trợ chúng ta, chỉ cần chúng ta ba cái bất luận cái gì một cái nếu là hữu lực có không tồn, ngươi trước tiên tới hỗ trợ. Tốt, thiếu chủ, A Thiện vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Vân tử như thế nào làm, ngươi tới chỉ huy, ta cùng lão mộ nghe ngươi. Đỗ Kiệt Bân hiện tại đối Dương Nghị Vân phi thường tín nhiệm. Hảo. Ta đây liền chỉ huy một lần, lão mộ ngươi tới công kích đan trên cửa đan dược, lão Đỗ ngươi công kích đan lô đồ án, ta tới công kích ngọn lửa đồ án. Dương Nghị Vân cũng không có bất luận cái gì khách khí. Bốn người chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Dương Nghị Vân trong tay đổ long kiếm nơi tay. Lão mộ đôi tay thượng có u ám hơi thở lưu động. Đến nỗi Đỗ Kiệt Bân lúc này sau dầm một chút mở ra hắn quạt xếp. Cường đại tiên lực ở ba người chi gian lưu động. Làm đan cửa thông đạo đều có thực chất tính sương mù lưu chuyển dựng lên. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân đối với Đỗ Kiệt Bân cùng lão mộ gật gật đầu, bỗng nhiên huy kiếm, công kích. Oanh, oanh, oanh. Ba người đồng thời ra tay, từng người đối với đan trên cửa đan dược, đan lô cùng ngọn lửa công kích mà đi. Ở nặng nề nổ vang chung ba người từng người lực lượng tới rồi đan trên cửa. Trong nháy mắt có chói mắt vô cùng màu vàng quang mang đan môn ba cái đồ án thượng bùng nổ. Đồng thời còn có một cổ cực nóng vô cùng sóng nhiệt ập vào trước mặt. Giờ khắc này Dương Nghị Vân ba người ở chói mắt màu vàng quang mang hạ, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hơn nữa cực nóng khí lãng xuất hiện. Bên tai cũng nhớ tới A Thiện hô to thanh, mau lui lại. Kỳ thật đều không cần A Thiện nhắc nhở, Dương Nghị Vân ba người ở trước tiên liền cảm nhận được, một cổ vô cùng cường đại khí lãng ở nhắm mắt đồng thời, cũng ở trước tiên nhanh chóng lui về phía sau. Nghe tới A Thiện nhắc nhở là lúc, ba người liền lui về phía sau, cũng cảm nhận được có ngoại lực bao phủ tới rồi trên người, ba người không có phản kháng, biết đây là A Thiện ở một bên phụ trợ. Ba tiếng kêu rên chung, Dương Nghị Vân ba người hừ hừ va chạm ở thông đạo vách tường phía trên. Phốc, lại là trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn quay cuồng dựng lên. Vừa mới trên người không chỉ là A Thiện lực lượng,
trọng điểm là cực nóng khí lãng cuốn tịch va chạm bọn họ. Ngay lập tức chi gian ba người trực tiếp bị cường đại năng lượng dao động cấp ném đi ra ngoài, rồi sau đó mồm to hộc máu. Dương Nghị Vân một chút ngây ngẩn cả người, hắn là dựa theo thần ma điểu yêu cầu ba người đồng thời phát ra công kích, có thể nói kém thời gian chút nào không sai. Nhưng không nghĩ tới đan trên cửa lực lượng sẽ như thế cường đại, như cũ là có phản phệ chi lực hung hăng dừng ở bọn họ ba người trên người, này vẫn là bởi vì có A Thiện ở một bên hiệp trợ, kéo bọn họ một phen, nếu không hậu quả sẽ càng thêm không xong. Quả đen người đại gia, sao lại thế này? Phun ra một ngụm lão huyết sau, Dương Nghị Vân trước tiên mắng thần ma điểu. Tiểu hỗn đản mắng ta làm gì? Thần ma điểu chút nào không cho. Ngươi nói mắng ngươi làm gì? Chúng ta dựa theo ngươi yêu cầu đối đan trên cửa đồ án phát động công kích, thời gian chút nào không kém, như thế nào còn có phản phệ chi lực? Dương Nghị Vân giận dữ truyền âm. Nhưng là thần ma điểu một câu, khiến cho Dương Nghị Vân tắt lửa, mấu chốt là hắn cảm giác cùng này chỉ hỏi để điều giảng đạo lý bản thân chính là cái sai lầm. Chỉ nghe thần ma điểu nói, ngươi cái nhược kê lão tử không lừa ngươi a, ngươi nhìn xem đan môn có phải hay không đã mở ra. Hơn nữa phản phệ chi lực đó là bình thường, điểm này khổ đều chịu không nổi, ngươi còn tưởng được đến cái gì? Dương Nghị Vân nhất thời không nói gì. Ngẩng đầu vừa thấy quả nhiên, đan môn mở ra. Nhưng là thần ma điểu nói cũng đúng. Đúng vậy, tưởng được đến điểm đồ vật, nào có không trả giá đại giới. Hảo đi, nếu đan môn mở ra lúc sau, liền bất hòa vấn đề điều so đo. Khai Đỗ Kiệt Bân kích động mở miệng. Lão mộ lau khóe miệng vết máu cũng là đôi mắt tỏa ánh sáng. A Thiện vội vàng đi tới, đem Đỗ Kiệt Bân nâng dậy. Thiếu chủ, đan cửa mở, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, vân tử biện pháp quả nhiên dùng được. Đỗ Kiệt Bân chút nào không để ý bị thương, trong thanh âm tràn ngập kích động. Dương Nghị Vân đứng dậy sau, hiện tại có thể vào xem, bất quá đại gia vẫn là tiểu tâm đi, bên trong là cái sơn động. Bốn người đi vào đan môn trong vòng. Đi vào lúc sau, Dương Nghị Vân liền cảm nhận được cực nóng khí lãng. Đỗ Kiệt Bân ba người ánh mắt tỏa ánh sáng, mọi nơi đánh giá sơn động. Đi vào lúc sau, là cái ước chừng 100 mét vuông sơn động đại sảnh. Chính giữa đại sảnh có cái đan lô tồn tại. Bốn người trước tiên đem ánh mắt đặt ở cái này đan lô thượng. Nhìn qua đan lô thực bình thường, chính là cái thạch điêu đan lô. Nhưng mọi người đều không nghĩ tới cái này đan lô sẽ thật bình thường. Bởi vì nơi này là Đại La Tiên phủ luyện đan mật thất. Đương bốn người tới gần lúc sau, ở đan lô bốn phía trên mặt đất phát hiện một ít khắc văn. Cái này đan lô thoạt nhìn thực bình thường. A Đỗ Kiệt Bân mở miệng nói. Dương Nghị Vân nói, vẫn là cẩn thận một chút đi, nếu là đan lô, liền một chút sẽ không bình thường. Nói chuyện bên trong lão mộ đã tới rồi đan lô trước, duỗi tay đi chạm đến đan lô. Dương Nghị Vân phải nhắc nhở không cần đi động, kết quả lão mộ tay thực mau đã tay đặt ở đan lô thượng. Oanh! Lão mộ một chút đem đan lô cái nắp mở ra. Đan lô cái bị lão mộ mở ra trong nháy mắt phát ra oanh một tiếng. Ngay sau đó mấy đạo kim quang tứ tán mở ra, đồng thời cùng với phi thường cường đại tiên nguyên chi lực cùng thấm nhân tâm phi đan dược mùi hương. Là tiên đan mau chảo lão mộ kêu lớn lên. Cơ hồ là theo bản năng. Đỗ Kiệt Bân ba người vận chuyển tiên nguyên chi lực hội tụ ở trong tay, bỗng nhiên chảo tứ tán mở ra đan dược. Dương Nghị Vân lúc này ở tiên đan bùng nổ thời điểm, còn có chút ngây người, thẳng đến nghe được lão mộ hô to, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh lại đây, vội vàng vươn tay đi bắt hướng về phía trong đó một viên tiên đan, cái này tiên đan cũng vừa lúc là hướng về hắn nơi phương hướng bay tới. Đối với chảo lấy đan dược bực này sự, đối với Dương Nghị Vân tới nói cơ hồ chính là ngựa quen đường cũ. Bởi vì hắn ở tu chân giới luyện đan thời điểm, khai đan lô luyện đan thường xuyên sẽ đụng tới bực này tình huống, cho nên cơ hồ là bản năng phản ứng, nháy mắt liền đem đan dược chộp vào trong tay. Một viên hạch đào lớn nhỏ kim sắc đan dược bị Dương Nghị Vân chộp vào trong tay, trong lòng bàn tay tức khắc truyền đến nhàn nhạt ấm áp, nắm ở trong tay thời điểm phi thường ôn hòa. Đây là tiên đan sao? Dương Nghị Vân nhìn trong tay kim sắc đan dược tự nói. Nhìn qua cùng hắn ở tu chân giới luyện chế đan dược ngoại hình thượng không có bao lớn khác nhau. Sở bất đồng chính là, này viên đan dược phía trên khắc văn hiện lên, Dương Nghị Vân đảo qua là một đóa cuốn ảnh mây án, nhìn qua sinh động như thật, trông rất đẹp mắt, hơn nữa dược hương phi thường mê người, cho Dương Nghị Vân một loại hận không thể lập tức nuốt vào đi dụ hoặc cảm. Từ phát ra dược hương vẫn là tiên đan bản thân phát ra bàng bạc hơi thở,
đều không phải tu chân giới đan dược có thể so sánh với. Đích xác cùng hắn dĩ vãng ở tu chân giới luyện chế đan dược có bản chất khác nhau. Hoàn toàn liền không phải một cấp bậc thượng đồ vật. Này cũng kiên định hắn muốn đi luyện chế tiên đan quyết tâm. Bất quá hiện tại làm Dương Nghị Vân xấu hổ chính là, trong tay hắn không có luyện chế tiên giới tiên đan đan phương, năm đó lão nhân chỉ là truyền thụ hắn tu chân cấp bậc đan dược đan phương, nhưng không có truyền thụ hắn luyện chế tiên đan đan phương. Đến nỗi thần ma điều tuy rằng thứ này trong bụng biết đến đồ vật nhiều, nhưng lại cũng không phải vạn năng. Trong óc nhưng không có trang luyện chế tiên đan đan phương. Bất quá lúc này nếu vào được Đại La Tiên phủ luyện đan mật thất, còn đem một viên tiên đan chộp vào trong tay, này đối với Dương Nghị Vân tới nói chính là cái tốt bắt đầu. Kế tiếp không chừng hắn lại ở chỗ này tìm được luyện chế tiên đan đan phương. Giờ phút này chỉ chớp mắt, mọi người đều ngừng lại. Đỗ Kiệt Bân đầy mặt kích động chi sắc. Lão Mộ cùng A Thiện cũng đều có hỉ sắc. Trong tay đan dược tản ra cường đại năng lượng, yêu cầu cất vào đan dược bình phong lên, nếu không sẽ tiết lộ linh khí. Dương Nghị Vân ngựa quen đường cũ, trong lòng vừa động từ càn khôn hồ không gian tìm ra một cái đan dược bình, đem này viên kim sắc đan dược trang đi vào thu hảo. Vân tử cho ngươi. Lúc này Đỗ Kiệt Bân đã đi tới, đưa cho Dương Nghị Vân một cái đan dược bình. Ta có một viên, chính ngươi thu đi. Dương Nghị Vân cười cười không có tiếp Đỗ Kiệt Bân đưa qua đan dược bình, đã có một viên là được, ở phương diện này Dương Nghị Vân chút nào không tham. Đỗ Kiệt Bân đôi mắt chừng nói, suốt 9 viên tiên đan, người bắt tới rồi một viên, ta thấy được, Lão Mộ cùng A Thiện chúng ta là một nhà, lẽ ra thuận lợi tiến vào, hơn nữa thu hoạch tiên đan, ngươi là lớn nhất công thần, đan dược đều phải phân ngươi một nửa. Ta đánh giá lấy tính tình của ngươi cấp một nửa ngươi cũng sẽ không toàn muốn, cho nên này đan dược bình là 2 viên, thêm lên ngươi nhận lấy 3 viên, đối với ta tới nói đã thực chiếm tiện nghi, thật tốt ngươi cũng đừng nét mực, nếu chúng ta là bằng hữu vậy nhận lấy. Giờ phút này Dương Nghị Vân mới biết được nguyên lai đan lô nội bay ra tới tiên đan tổng cộng là 9 viên, phía trước hắn cũng không có đi lưu ý số lượng vấn đề. Nhìn Đỗ Kiệt Bân chân thành ánh mắt, hắn cũng không có ở quá chối từ, nhận lấy Đỗ Kiệt Bân đưa qua 2 viên đan dược. Đa tạ, như cũ vẫn là đối Đỗ Kiệt Bân nói lời cảm tạ. Tiểu tử ngươi lại khách khí chính là không lấy ta lão Đỗ nương bằng hữu. Đỗ Kiệt Bân sụ mặt ra vẻ không vui. Đến lúc đó ta làm kiêu. Ha ha nhìn Đỗ Kiệt Bân Dương Nghị Vân cũng cười. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân cố ý vô tình nhìn thoáng qua Lão Mộ cùng A Thiện, thấy hai người trong ánh mắt cũng không có gì dao động, hắn trong lòng tức khắc yên tâm. Đề cập đến bực này ích lợi việc, Dương Nghị Vân biết liền tính là Đỗ Kiệt Bân không chút nào để ý, hắn hai cái trung hậu người hầu có lẽ sẽ không như vậy tưởng, cũng may hai người đều không có cái gì bất mãn toát ra tới. Dương Nghị Vân nhất sợ hãi chính là bằng hữu chi gian bởi vì ích lợi vấn đề mà sinh ra mâu thuẫn, muốn thật là như vậy hắn cho nên một viên tiên đan không cần đều có thể. Đúng rồi, Lão Mộ bực này đan dược có phải hay không Mỹ Kim thật nói đan? Đỗ Kiệt Bân mở miệng hỏi Lão Mộ. Vừa mới mọi người đều ở vội vàng chộp tới đan lô nội bùng nổ mà ra đan dược, không đi nghiên cứu có phải hay không Mỹ Kim thật nói đan. Lão Mộ trầm ngâm một chút, mở miệng nói, thiếu chủ căn cứ điển tịch ghi lại. Chúng ta thu này 9 viên đan dược là Mỹ Kim thật nói đan không thể nghi ngờ, mặt trên đan văn hình dạng cùng điển tịch ghi lại giống nhau như đúc. Nghe Lão Mộ giảng thuật xong sau, Đỗ Kiệt Bân tâm tình rất tốt nói như vậy chúng ta được đến 9 viên tiên đan, chính là thế gian không xuất bản nữa, cũng không biết tiên đan công hiệu ở lại đây vô số năm lúc sau, có hay không suy giảm. Điểm này thiếu chủ cho đi, tiên đan bị phong ấn ở đan lô chung một con dưỡng, công hiệu chút nào sẽ không yếu bớt. Lão Mộ khom người trả lời. Hảo hảo tìm xem địa phương khác, nhìn xem Mỹ Kim thật nói tiên đan đan phương có ở đây không. Đan dược tuy hảo, nhưng lại không phải tái sinh phẩm, chỉ có đan phương mới là vô giá tồn tại. Đỗ Kiệt Bân nói chuyện chung dẫn đầu bắt đầu tìm kiếm. Toàn bộ luyện đan mật thất chính là một cái sơn động đại sảnh. Hiện tại đại gia mở ra đan lô, đạt được 9 viên Mỹ Kim thật nói đan, đây là khởi đầu tốt đẹp. Bất quá 4 người đều minh bạch. Nếu nơi này là Đại La Tiên phủ luyện đan mật thất, không nên chỉ có đan dược tồn tại, đương nhiên còn có một cái đan lô, bất quá đan lô nhìn qua chính là một cái cục đá tài chất bình thường đan lô mà thôi. Lần đầu ở ngoài chính là quay chung quanh đan lô, mặt đất khắc họa khắc văn. Đến nỗi địa phương khác căn bản liền không có phát hiện bất cứ thứ gì, này đối với một cái luyện đan mật thất tới nói là hoàn toàn không bình thường. Hơn nữa nơi này độ ấm phi thường cao,
chính là tiến vào lúc sau cũng không có nhìn đến bất luận cái gì ngọn lửa linh tinh, bản thân chính là không bình thường. Phía trước thần ma điểu cũng nói qua, nơi này vô cùng có khả năng tồn tại tiên giới 10 đại tiên hỏa, nhưng cho tới bây giờ bọn họ một chút ngọn lửa đều không có nhìn đến. Đây là không hợp lý. Đối này, bốn người đều minh bạch, nơi này nhất định còn có cái gì chờ bọn họ bốn người đi phát hiện. Đỗ Kiệt Bân nói, đại gia mọi nơi nhìn xem, nói không chừng chúng ta có thể tìm nơi này tồn tại mặt khác đồ vật, tỉ như Mỹ Kim Thật nói đan phương linh tinh. Ngay sau đó bốn người bắt đầu ở sơn động đại sảnh bắt đầu mọi nơi xem xét, chẳng qua một vòng xuống dưới, bọn họ bốn cái ở bốn phía không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Đối này Dương Nghị Vân còn chuyên môn hỏi thần ma điểu, bất quá thần ma điểu cũng nhìn không ra có chỗ nào không thích hợp. Nhưng lại đối Dương Nghị Vân truyền âm nói, tiểu hỗn đản vẫn là đi đan lô bên kia nhìn xem, toàn bộ sơn động đại sảnh duy nhất bất đồng chỗ chính là đan lô bên kia. Cuối cùng bốn người lại về tới đan lô trước. Lúc này đây lão mộ nhìn đan lô trầm tư một phen, đối với đan lô vươn tay, bắt đầu ở đan lô thượng độ nhập tiên nguyên lực. Ngay sau đó đan lô phát ra ong một tiếng. Lại là có phản ứng. A Thiện hỗ trợ, đan lô có thể hấp thu tiên nguyên, này thuyết minh đan lô là mấu chốt. Lão mộ làm A Thiện hỗ trợ. A Thiện cùng lão mộ hai người đôi tay đặt ở đan lô phía trên, bắt đầu độ nhập tiên nguyên chi lực. Ong ong. Lúc này hấp thu lão mộ cùng A Thiện hai người tiên nguyên lực đan lô phát ra ầm ầm vang lên thanh. Ngay sau đó đan lô bộc phát ra kim quang, nháy mắt bốn phía mặt đất khắc họa phù văn cũng đều như là từng điều đèn mang tuyến giống nhau phát quang phát lượng lên. Đỗ Kiệt Bân vừa thấy có phản ứng sắc mặt vui vẻ, đối với Dương Nghị Vân nói, Vân tử chúng ta cũng đi hỗ trợ, tựa hồ còn kém chút hỏa hậu. Đan lô vầng sáng sáng lên, lấy đan lô vì trung tâm khắc văn cũng ở thời điểm này sáng lên, này thuyết minh bọn họ tìm đúng rồi phương hướng. Lập tức Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân đi hướng đan lô mặt khác hai cái phương hướng đi hỗ trợ. Đi tới 2 mét rất cao, đường kính có 1 mét nhiều thật lớn đan lô trước, Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân cũng gia nhập cấp đan lô độ nhập tiên nguyên lực chung. Có Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân hai người gia nhập, toàn bộ đan lô cùng bốn phía trên mặt đất phủ văn kim quang càng thêm đại lượng, ngay lập tức chi gian đạt tới chói mắt nông nỗi. Đúng lúc này bốn người đều thấy được đan lô thượng bay ra một đám phủ văn chiếu sáng toàn bộ sơn động đại sảnh. Lão mộ đầu tiên kích động ra tiếng nói, là Mỹ Kim Thật nói đan phương. Nghe được lão mộ nói chuyện, Dương Nghị Vân ba người cũng đều trong lòng vui vẻ. Bất quá đúng lúc này Dương Nghị Vân trên vai thần ma điểu đột truyền âm cấp Dương Nghị Vân nói, tiểu hỗn đản nhanh lên tiến vào đan lô chung, lão tử cảm nhận được tiên hỏa khí tức. Ngươi làm ta nhảy vào đan lô. Dương Nghị Vân sửng sốt truyền âm hỏi thần ma điểu. Bằng không đâu, đừng vô nghĩa, chạy nhanh, cái này đan lô trong vòng tựa hồ có trời đất khác, ở các người bốn người độ nhập tiên nguyên lực sau đan lô trong vòng tựa hồ mở ra một cái thông đạo, có tiên hỏa hơi thở toát ra tới, chạy nhanh nhảy vào đi xem, được đến một loại tiên hỏa so tiểu tử ngươi được đến tiên đan cường 1 vạn lần, nhanh lên không có thời gian thần ma điểu ở mắng chung đốc xúc Dương Nghị Vân. Lúc này kỳ thật toàn bộ sơn động đại sảnh bị đan lô thượng bùng nổ quang mang bao phủ, đã chói mắt đến không thể không nhắm mắt nông nỗi. Dương Nghị Vân cảm giác thần ma điểu thứ này nói có điểm hố người, hướng đan lô bên trong nhảy. Lại còn có cảm nhận được tiên hỏa hơi thở, vạn nhất nếu là bên trong thực sự có tiên hỏa tồn tại, hắn nhảy vào đi chẳng phải là bị thiêu chết. Trong lòng có như vậy lo lắng, nhưng một phương diện Dương Nghị Vân cũng suy nghĩ, thần ma điểu thứ này cũng không đến mức như thế hố chính mình. Cho nên ở thần ma điểu thúc giục chung, cắn răng một cái thân thể nhảy hướng về đan lô nhảy đi vào. Dù sao lúc này đan lô là mở ra, hơn nữa cũng không nhỏ. Hắn nháy mắt liền tiến vào đan lô linh tinh. Có hay không nguy hiểm, lựa chọn tin tưởng này chỉ hỏi đề điều. Phú quý hiểm chung cầu đi. Ngay sau đó đương Dương Nghị Vân nhảy vào đan lô chung sau, không có trong tưởng tượng một chút liền đến đế cảm giác, chỉ cảm thấy một cổ hút xả chi lực truyền đến. Thân thể hắn cũng ở nháy mắt mất đi khống chế, ở trời đất quay cuồng chung cảm thấy thân thể vẫn luôn hướng về phía dưới rơi xuống. Thời gian cũng không phải quá dài, chính là 1 phút bộ dáng. Rốt cuộc hắn cảm nhận được hút xả chi lực biến mất. Ngay sau đó chạm vào một chút, hắn cảm thấy thân thể đánh vào cứng rắn mặt đất. A! Dương Nghị Vân phát ra hét thảm một tiếng. Giờ phút này mở mắt ra, lại là phát hiện tới rồi một cái khác sơn động mật thất chung. Không gian không lớn, còn không đủ 50 bình phương. Chính là đương hắn nhìn về phía trước thời điểm, lại là ngây ngẩn cả người.
bởi vì hắn thấy được một người khoanh chân ngồi mật thất một chương trên giường đá. Ở chỗ này xuất hiện một người, chính là phi thường không bình thường hiện tượng. Toàn bộ mật thất cũng không có phát hiện có môn hộ tồn tại, hoàn toàn chính là một cái phong bế thức mật thất. Nhưng là trong mật thất có ánh sáng. Mà ánh sáng suối nguồn liền ở phía trước khoanh chân mà ngồi người trên người. Chuẩn xác mà nói là người này trên người quần áo ở sáng lên. Không hề nghi ngờ, Dương Nghị Vân biết người này trên người quần áo không phải phàm vật, là một kiện tiên y, mà người càng là một người tiên nhân. Nơi này là Đại La Tiên Phủ, tiến vào phía trước ở đan trên cửa cũng thấy được kỳ quân luyện đan động bốn chữ. Như thế suy đoán, người này rất có khả năng chính là Đại La Tiên Phủ chủ nhân kỳ quân luyện đan sư. Cách hơn 20 mễ, Dương Nghị Vân có thể thấy rõ người này là cái đầu bạc râu bạc trắng lão giả. Trên mặt quang thải chiếu nhân, trên người tản ra cường đại tiên nguyên chi lực. Chẳng qua là nhắm mắt lại. Là người chết, là người sống. Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm. Ở hắn xem ra là người sống, bởi vì có cường đại tiên nguyên lực phát ra, nhân ra trên mặt cũng có ánh sáng, thấy thế nào đều không giống như là cái người chết. Là ở một cái thâm trình tự tu luyện chung người. Giờ phút này phía trước đại sảnh trong vòng Đỗ Kiệt Bân cùng lão mộ, A Thiện ba người còn không có phát hiện, Dương Nghị Vân đã biến mất không thấy. Đỗ Kiệt Bân ba người lại là chìm vào ở đan lô bay ra đan phương thượng, ba người giúp đỡ ở ký lục đan phương phù văn. Mà ở cùng thời gian, ở bọn họ tiến vào lối vào, cũng chính là Dương Nghị Vân đào ra hố to bên cạnh, lại là xuất hiện một bát người. Yến đại nhân hơi thở liền ở chỗ này. Ta là tận mắt nhìn thấy tới rồi Đỗ Kiệt Bân cùng cái kia kêu Dương Nghị Vân tiểu tử bốn người từ nơi này đi vào, chúng ta có phải hay không đi xuống? Nói chuyện thanh niên, nếu Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân bốn người ở đây, nhất định sẽ nhận được, thanh niên này chính là Đại Vũ Tiên Môn Tào Mãn. Phía trước Tào Mãn bị Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân mấy người chém giết mang đến 12 danh đồng môn, chỉ có hắn một người thiêu đốt nói nguyên đào tẩu, tránh thoát Dương Nghị Vân đuổi giết. Bất quá sau lại hắn cũng tới rồi thạch tiên quả tranh đấu hiện trường, chính mắt thấy Dương Nghị Vân chém giết Yến Nam Thước trường hợp. Đối này Tào Mãn không dám đi trêu chọc Dương Nghị Vân, chính là lại thấy được Dương Nghị Vân bị vây khốn lúc sau, Đỗ Kiệt Bân cư nhiên rời đi. Tào Mãn không dám đi trêu chọc Dương Nghị Vân, lại không đại biểu không dám lại trêu chọc Đỗ Kiệt Bân. Dù sao bọn họ Đại Vũ Tiên Môn cùng Đỗ Kiệt Bân nơi Thái Thanh Tiên Môn là đối thủ một mất một còn. Lúc sau Tào Mãn lặng lẽ theo dõi Đỗ Kiệt Bân, ở lúc sau phát hiện Dương Nghị Vân cư nhiên tồn tại cùng Đỗ Kiệt Bân hội hợp, cuối cùng tới rồi một mảnh đất hoang tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tào Mãn vẫn luôn ẩn núp, phát hiện Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân bốn người cư nhiên tìm được rồi Đại La Tiên Phủ luyện đan mật thất. Đối với Đại La Tiên Phủ luyện đan mật thất việc, Đại Thanh thế giới 10 đại tiên môn đều biết, nhưng ai cũng không biết nhập khẩu ở nơi nào. Không nghĩ tới bị Đỗ Kiệt Bân cùng Dương Nghị Vân bốn người phát hiện. Chờ đến Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân bốn người đi vào lúc sau, Tào Mãn nghĩ tới cũng theo vào đi, chính là hắn biết chính mình một người thế đơn lực mỏng, có Dương Nghị Vân kia tiểu tử ở căn bản không phải đối thủ. Nghĩ tới lúc sau, Tào Mãn nảy ra ý hay, nếu Dương Nghị Vân chém giết Đại Thanh thế giới đệ nhất tiên môn Thượng Huyền Tiên Môn người thừa kế Yến Năm Thước, đối Thượng Huyền Tiên Môn tới nói đây là hạng nhất đại sự, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ phái người tiến đến thu thập Dương Nghị Vân kia tiểu tử. Hơn nữa trọng điểm là Đỗ Kiệt Bân cư nhiên vẫn luôn cùng Dương Nghị Vân quậy với nhau, Tào Mãn nghĩ nhưng thật ra chờ Thượng Huyền Tiên Môn phái người tiến đến, hắn đi hóng gió, chưa chừng là có thể đem Đỗ Kiệt Bân cùng Dương Nghị Vân cùng nhau cấp thu thập rớt. Còn có chính là về Đại La Tiên Phủ luyện đan mật thất sự, nghĩ đến trừ bỏ Thượng Huyền Tiên Môn người, mặt khác tiên môn thế lực cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, đến lúc đó hắn chỉ cần đem Đại La Tiên Phủ luyện đan mật thất tin tức thả ra đi mặt khác tiên môn tất nhiên sẽ hồng nhan. Cho đến lúc này, liền tính là Đỗ Kiệt Bân bốn người có hay không thu hoạch, đại gia ánh mắt đều sẽ theo dõi bọn họ, bị sở hữu tiên môn công kích, Đỗ Kiệt Bân cùng Dương Nghị Vân đến lúc đó chính là tử lộ một cái. Vì thế Tào Mãn ở Đại La Tiên Phủ mọi nơi liên là còn lại tiên môn, quả nhiên cùng hắn đoán trước giống nhau, nghe tới Đại La Tiên Phủ luyện đan mật thất tin tức sau, mặt khác tiên môn người đều điên cuồng, phong phong gia nhập tiến vào, tỏ vẻ sẽ cùng nhau tiến vào Đại La Tiên Phủ luyện đan động. Mà Thượng Huyền Tiên Môn cũng không có làm Tào Mãn thất vọng, không chỉ có một lần nữa phái người tiến đến, hơn nữa tới vẫn là một vị kim tiên. Tuy rằng Đại La Tiên Phủ có thiên địa pháp tắc tồn tại, chỉ có thiên tiên mới có thể tiến vào, thiên tiên trở lên tu vi không thể tiến. Chính là kia không phải tuyệt đối với Thượng Huyền Tiên Môn tới nói, chỉ cần chịu đi trả giá đại giới,
làm một cái kim tiên tiến vào Đại La Tiên Phủ cũng không phải việc khó. So sánh với bọn họ thượng huyền tiên môn người thừa kế đều bị chém giết, trả giá điểm này đại giới căn bản là không tính cái gì. Cho nên thượng huyền tiên môn kim tiên tiến vào Đại La Tiên Phủ chung, đương nhiên cảnh giới bị áp chế ở thiên tiên đại viên mãn đỉnh, còn mang đến suốt 30 danh thiên tiên đại viên mãn. Lúc này đây thượng huyền tiên môn có thể nói xúc động cho nên thiên tiên cảnh giới trung tinh anh, thế tất yếu đem Dương Nghị Vân lột ra rút gân cấp yến năm thước báo thù. Tào Mãn nghe nói thượng huyền tiên môn môn chủ Yến Vô Lượng nghe nói nhi tử bị một cái tiểu thiên tiên chém giết sau, giận tím mặt, một trưởng mất mạng trở về báo tin chín thiên tiên, điểm hắn đệ đệ Yến Vô Sơn mang theo 30 danh môn trung thiên tiên đại viên mãn tinh anh đệ tử tiến vào Đại La Tiên Phủ. Không chỉ như vậy, còn tự mình mang theo thượng huyền tiên môn chúng trưởng lão canh giữ ở Đại La Tiên Phủ ở ngoài, nhất định phải nhìn đến Dương Nghị Vân thi thể mới bằng lòng bỏ qua, Yến Nam Thước là hắn Yến Vô Lượng duy nhất nhi tử. Lại là bị Dương Nghị Vân chém giết, Yến Vô Lượng há có thể thiện bãi cam hưu. Huống hồ Yến Năm Thước vừa chết, đối với thượng huyền tiên môn đều đem sinh ra không ổn định nhân tố, về phương diện khác toàn bộ đại thanh thế giới đều đem trở thành chê cười. Này không riêng gì nhi tử bị giết sự, càng là liên quan đến thượng huyền tiên môn mặt mũi cùng uy tín. Cho nên Yến Vô Lượng làm tốt hết thảy chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không làm Dương Nghị Vân tồn tại. Thượng huyền tiên môn môn chủ như thế thật lớn quyết tâm cùng trận trược. Làm Tào Mãn nghe xong quả thực tâm hoa nộ phóng, Tào Mãn biết lần này chẳng những có thể xử lý Dương Nghị Vân kia tiểu tử, còn có thể nhân tiện xử lý Đỗ Kiệt Bân, hầu nói không chừng còn có thể khơi mào thượng huyền tiên môn cùng Đỗ Kiệt Bân nơi Thái Thanh tiên môn chém giết. Tới lúc đó đệ nhất cùng đệ tam tiên môn chém giết, bọn họ danh liệt đệ tứ đại vũ tiên môn đem tất nhiên có cơ hội vấn đỉnh đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn địa vị. Đến nỗi đệ nhị tiên môn, Tào Mãn biết căn bản là sẽ không tranh cái gì. Bởi vì đệ nhị tiên môn là nữ tiên nhân tồn tại, rất ít tham dự tiên môn chi gian tranh đấu. Cho nên chỉ có thể là bọn họ danh liệt đệ tứ đại vũ tiên môn đến lợi. Nghĩ vậy chút Tào Mãn đều nhìn không được trong lòng kích động phát run, đáng tiếc hắn bên người đồng môn đều bị Dương Nghị Vân chém giết hết, bằng không thời gian tới kịp hắn đều muốn đi thông chi nhà mình tiên môn tiến đến xem náo nhiệt. Đại La Tiên Phủ luyện đan mật thất bí mật, 10 đại tiên môn chính là đều biết đến. Không có bất luận cái gì một nhà không có hứng thú. Này không, trừ bỏ đầu to trận thượng huyền tiên môn, còn lại 10 đại tiên môn chung, liền hội tụ 7 ra, thêm lên nhưng có thượng trăm thiên tiên, hơn nữa cái đỉnh cái đều là thiên tiên đại viên mãn tồn tại, lần này cần là đi vào, Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân nghĩ đến là hẳn phải chết kết cục. Tào lòng tràn đầy trộm vui sướng dò hỏi Yến Vô Sơn. Yến Vô Sơn còn lại là trầm giọng nói. Ngươi nhưng xác định Dương Nghị Vân cùng Thái Thanh Tiên Môn Đỗ Kiệt Bân là từ nơi này đi vào. Vãn bối tận mắt nhìn thấy, Yến đại nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không sai. Tào Mãn chém đinh chặt sắt. Yến Vô Sơn gật gật đầu nói, lượng tiểu tử ngươi cũng không dám lừa gạt lão phu, đi thôi cùng nhau đi vào, chờ giết Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân kia tiểu tử, tại đây luyện đan mật thất chung có thu hoạch, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Đa tạ Yến đại nhân vãn bối trước nhảy xuống đi dẫn đường. Tào lòng tràn đầy mừng rỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở Tào Mãn thêm mắm thêm muối dưới tình huống, thượng huyền tiên môn Yến Vô Sơn đem Đỗ Kiệt Bân cũng xếp vào phải giết danh sách chung. Dựa theo Tào Mãn cách nói, Dương Nghị Vân chính là hắn Thái Thanh tiên môn người, hơn nữa là Đỗ Kiệt Bân huynh đệ, chém giết Yến Nam Thước chính là Đỗ Kiệt Bân sai sử Dương Nghị Vân làm. Kể từ đó, Yến Vô Sơn tự nhiên đem Đỗ Kiệt Bân cũng hỏa thượng danh sách. Đến nỗi nói Đỗ Kiệt Bân là Thái Thanh Tiên Môn thiếu chủ điểm này, Yến Vô Sơn căn bản liền không để bụng cái gì. Bởi vì hắn đại ca là đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn thượng huyền tiên môn môn chủ, cơ hồ có thể nói là đại thanh thế giới đệ nhất nhân. Nhớ rõ đại ca Yến Vô Lượng ở hắn xuất phát thời điểm đối hắn có công đạo, cùng Dương Nghị Vân kia tiểu tử liên lụy người tất cả đều xử lý. Hậu quả không cần suy nghĩ. Cho nên Yến Vô Sơn cái này Yến Vô Lượng thân đệ đệ lần này chính là mang theo thượng phương bảo kiếm tiến vào Đại La Tiên Phủ. Nếu là không đem Dương Nghị Vân cấp xử lý, đều thực xin lỗi hắn trả giá đại đại giới dùng bí pháp đem tu vi cảnh giới áp chế ở thiên tiên đại viên mãn đỉnh. Lúc này đang ở kỳ quân luyện đan động chỗ sâu trong Đỗ Kiệt Bân ba người còn không biết bọn họ đã bị một cái kim tiên nhớ thương thượng, lúc này như cũ ở hết sức chăm chú quan khán phủ văn đan phương, sợ bỏ lỡ một cái phủ văn. Hoàn toàn không biết, ở áp chế tu vi sau kim tiên Yến Vô Sơn dẫn dắt hạ, thêm lên 100 tới hào 7 đại tiên môn người tiến vào luyện đan động, thật lớn nguy hiểm đang ở hướng về bọn họ mà đến. Đến nỗi Dương Nghị Vân từ lò luyện đan chung chui vào đi sau,
liền càng là không biết bên ngoài tình huống. Lúc này Dương Mẫu Nhân chậm rãi đến gần rồi mật thất chính phía trước nhắm mắt khoanh chân mà ngồi tiên nhân, ôm quyền khom người nói, vãn bối Dương Nghị Vân bái kiến tiền bối, không thể nghi ngờ xâm nhập tiền bối mật thất, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, mặc kệ đối phương là cái người sống vẫn là người chết, hắn đối nhân ra hành lễ đều là hợp tình lý. Là người sống nói, chào hỏi lúc sau không có trách tội, đối phương làm khó dễ cũng có cái xoay chuyển đường sống. Là người chết nói, vậy càng hẳn là hành lễ, người chết vì đại sao? Kết quả hắn nói đều còn không có nói xong, trên vai thần ma điểu liền chớp động cánh bay lên tới mở miệng nói, bái kiến cai giám a, chính là một cái người chết mà thôi, cũng không biết đã chết nhiều ít thời gian, tiểu tử ngươi thật cổ hủ, trực tiếp qua đi nhìn xem có cái gì đáng giá bảo vật không phải được rồi. Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu nói chuyện, có chút kinh ngạc nói, người chết. Cũng không phải là sao, tiểu tử ngươi tưởng người sống a? Nếu là người này tồn tại, người như vậy xông tới, nhân gia đã sớm một cái tát chụp người chết bầm, còn chờ người bái kiến hành lễ thần ma điểu trong miệng ồn ào nói chuyện. Người chết thấy thế nào lên mặt mày hồng hào, hơn nữa trên người còn tản ra cường đại vô cùng tiên nguyên lực. Dương Nghị Vân khó hiểu dò hỏi, trên thực tế hắn từ lúc bắt đầu liền không dám đối với người này thả ra tiên thức đi xem xét sinh cơ. Bởi vì tùy tiện đối người khác thả ra tiên thức điều tra, là đại bất kính. Vạn nhất là cái đại cao thủ, hắn dùng tiên thức đi xem xét, một chút là có thể lộng chết hắn. Lúc này chỉ nghe thần ma điểu nói, tiểu tử ngươi tư duy vẫn là không chuyển qua cong tới a, nhớ kỹ nơi này là tiên giới, cũng không phải là tu chân giới, ngươi về sau sở đối mặt chính là tiên nhân trường sinh có tiên thể bất hủ đây là thái độ bình thường, cho dù chết, chết cũng là nói nguyên tiên hồn, đến nỗi hiện thân tu vi càng cao tiên nhân, lý luận thượng là sẽ không hủ bại. Cho nên ngươi xem cùng người sống không khác nhau. Không tin ngươi phóng xuất ra tiên thức xem xét, người này trên người phát ra cường đại tiên nguyên lực kỳ thật là đến từ trên người hắn kia kiện tiên y, chính là một kiện thứ tốt a. Tiểu tử ngươi thực sự có phúc khí, đương nhiên tiểu tử ngươi phúc khí đến từ điều gia ta, về sau đối lão tử hảo một chút, nếu không phải lão tử chỉ điểm ngươi, ngươi đều không gặp được tốt như vậy tiên y. Thần ma điểu lại nhảy nói chuyện. Dương Nghị Vân lại là không để ý tới nó mặt khác vấn đề, mà là đem lực chú ý đặt ở trọng điểm thượng.